Oanh! Thiên thủ tu la thân xuất hiện, cả không gian run lên không hiểu. Phía trên phiến không gian này, biển năng lượng màu đen đột nhiên co rút lại rồi biến mất. Đều bị thiên thủ tu la thân này hút vào trong cơ thể. Không gian lờ mờ trong nháy mắt này khôi phục lại như cũ. Chỉ có thiên thủ tu la thân khổng lồ lơ lửng trên không trung, không trung không ngừng vang vọng tiếng sấm, hung uy cuồn cuộn lan tràn. Thiên địa dị biến, thiên thủ tu la, là thiên thủ tu la chính thức. Trong tu la nhất tộc chính thức xuất hiện thiên thủ tu la. Trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới, trên không trung, nhìn vào thiên thủ tu la thân trong truyền tống trận hình chiếu thời không, băng thiên biến sắc. Khuôn mặt trắng nõn lúc này hung hăng co rúm lại. Thiên thủ tu la nhất tộc cũng không phải là thiên thủ chân chính, bình thường có thể xuất hiện chừng 800 cánh tay đã là tồn tại đỉnh cấp rồi. Thiên thủ tu la nhất tộc, thiên thủ tu la càng có nhiều cánh tay, thiên phú càng mạnh. Giống như là nhân tộc lĩnh ngộ áo nghĩa vậy, có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa, trên phương diện nào đó mà nói, cũng đủ chứng minh thiên phú của người đó vô cùng mạnh. Những năm qua, trong thiên thủ tu la nhất tộc cũng xuất hiện không ít thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh. Thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có tới 900 cánh tay mà thôi. Tục truyền nói, không biết bao nhiêu năm rồi trong thiên thủ tu la nhất tộc căn bản chưa từng xuất hiện qua thiên thủ tu la chính thức. Thiên phú của những người kia trong thiên thủ tu la nhất tộc chính là tồn tại chí tôn, thậm chí có thể nói là chí tôn của tu la nhất tộc. Thiên thủ tu la, không ngờ tới trong thiên thủ tu la nhất tộc còn có thể xuất hiện thiên thủ tu la chính thức. Ai? Phong Hành Thiên Chủ lần nữa than thở, thì thào nói. Chẳng lẽ tu la nhất tộc lần này sẽ quật khởi sao? Thiên thủ tu la, đây mới thực sự là thiên thủ tu la. Trong thương khung chiến trường, đám người Dương Quá, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan nhìn thiên thủ tu la khổng lồ sừng sững trên không trung phía trước, ánh mắt đều rung động. Đây là chân thân của thiên thủ tu la sao? Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước khẽ nhíu mày, hắn cũng không quá hiểu thiên thủ tu la này. Đối với một ít chuyện trong các chủng tộc của Minh Linh hắn biết không ít. Thế nhưng bí mật của thiên thủ tu la này hắn cũng không được biết. Người biết rõ chuyện này trong thiên địa không có nhiều. Trong mắt Tiểu Long lúc này cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, chấn động. Ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, sau đó tiếp tục nhìn về phía thiên thủ tu la khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, nói. Lão đại, thiên thủ tu la bình thường không có ngàn cánh tay, nhưng mà chân thân thiên thủ tu la của bà Tu Mỹ Ngọc lúc này lại có 1000 cánh tay. Chính thức được coi là thiên thủ tu la. Ở trong thiên thủ tu la nhất tộc dường như đã lâu rồi không có xuất hiện thiên thủ tu la chính thức. Đồn rằng thiên thủ tu la chính thức chính là chí tôn trong tu la nhất tộc. Thiên thủ tu la chính thức sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt lập tức nhìn vào trên chân thân thiên thủ tu la khổng lồ kia. Tiểu Long truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, người nhìn xem kìa. Hai cánh tay phía trước của thiên thủ tu la có màu vàng, đó là đại biểu cho bản thể chân chính của thiên thủ tu la. Thiên thủ tu la bình thường khó có thể so sánh. Đồn rằng thiên thủ tu la chính thức mới chính là tồn tại kinh khủng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn theo cánh tay Tiểu Long, nhìn vào trên chân thân thiên thủ tu la khổng lồ, hai tay phía trước của chân thân thiên thủ tu la khổng lồ này đúng là có màu vàng, bên trên lan tràn ra quang mang màu vàng. Thiên thủ tu la, thiên thủ quy chân. Tất cả đều giống như trong nháy mắt, bản thể thiên thủ tu la chân thân xuất hiện. Trong miệng bà Tu Mỹ Ngọc quát lên một tiếng âm hàn, ngàn cánh tay sau lưng rốt cuộc cũng hành động. Ngàn đạo năng lượng đen nhánh cuồn cuộn, tựa như nghìn đạo sấm sét màu đen hàng lâm. Ầm ầm, chung quanh thiên thủ tu la chân thân nổi lên sóng to gió lớn. Lấy thiên thủ tu la chân thân làm trung tâm, hơn 1000 ếch nứt không gian giống như thực chất lan tràn về phía chân trời, vô cùng rung động. Dưới quang mang màu vàng nhạt bao phủ, nhìn qua thiên thủ tu la chân thân khổng lồ. Năng lượng thiên địa biến hóa cùng với tiếng sấm vang vọng, trong mắt của Phong Du Du vẫn vô cùng thanh tịnh, sáng ngời, thân ảnh xinh đẹp vững như bàn thạch. Bỗng nhiên, hai con mắt khẽ đảo, quanh thân đột nhiên có khí tức tràn ra. Cỗ khí tức quanh thân Phong Du Du tràn ra, cả phiến thiên địa này dường như đã bị một loại lực lượng nào đó tác động, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, gợn sóng không gina không không ngừng lan tràn. Xoẹt! Ngàn cánh tay xuất động. Ngàn đạo năng lượng màu đen giống như sấm sét màu đen hàng lâm, thân hình thiên thủ tu la chân thân hơn 1000 cánh tay của bà Tu Mỹ Ngọc xuất động, cuối cùng hội tụ lại trên hai cánh tay màu vàng. Hai cánh tay màu vàng lập tức bành trướng, mở rộng. Màu vàng óng lập tức chuyển thành màu đen,
trong lúc bành trướng mơ hồ có cảm giác giống như ẩn chứa lực lượng ngập trời. Thiên thủ Tu La, thiên thủ quy nhất. Tiếng quát âm hàn từ trong miệng thiên thủ Tu La chân thân khổng lồ của bà Tu Mỹ Ngọc vang lên, hai cánh tay chắp trước ngực, hai tay cực lớn kề nhau, một đạo thủ ấn huyền ảo được kết. Trong thủ ấn lập tức có năng lượng Tu La đen nhánh cuồn cuộn lan tràn ra. Năng lượng đen nhánh lập tức hóa thành một thanh trường thương đen nhánh. Phía trên trường thương có năng lượng đen nhánh cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có bí văn hiển hiện, năng lượng Tu La cuồng bạo chấn động trong nháy mắt này lan tràn ra chung quanh. Oanh! Trường thương được ngưng tụ, sát khí hung hãn đại thịnh. Phía trên trời cao vang vọng tiếng sấm minh, chấn động tứ phương. Tu La thân khổng lồ của bà Tu Mỹ Ngọc nắm trường thương màu đen, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sự hiếu sát, sát khí ngập trời điên cuồng khuếch tán. Ánh mắt nhìn Phong Du Du phía trước lớn tiếng quát. Thiên thủ quy nhất, Tu La diệt tuyệt thương. Diệt. Một chữ diệt cuối cùng vừa mới dứt, Tu La thân khổng lồ của bà Tu Mỹ Ngọc run lên, trường thương đen nhánh trong tay lập tức phá không đánh về phía Phong Du Du. Trường thương đen nhánh khổng lồ giống như một đầu cự long đen kịt hiển hiện giữa không trung mang theo quang mang năng lượng đen nhánh giống như mây đen lập tức che khuất bầu trời. Sau đó dùng một tốc độ kinh người hung hăng xuyên thủng không gian phóng về phía Phong Du Du. Trường thương bằng năng lượng đen nhánh này lướt đi. Trong chớp mắt này, trong thương khung chiến trường, hàng ước vạn ánh mắt trong vô số mật địa đều chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Cả đám nín thở, con mắt không dám nháy lấy một cái. Lục Lâm Thiên nhìn trường thương bằng năng lượng đen nhánh trên không trung, sắc mặt hắn lúc này cực kỳ ngưng trọng. Lục Lâm Thiên ở phía xa cũng có thể cảm nhận được cái trường thương bằng năng lượng đen nhánh kia sợ rằng ngay cả người có tu vi tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong bên ngoài cũng khó có thể chống lại. Một thương này thực sự vô cùng cường hãn, quả thực bên trong minh linh xuất hiện nhân tài lớp lớp, loại công kích này coi như Lục Lâm Thiên gặp phải, sợ rằng hắn cũng không dám chủ quan. Siêu siêu! Phong Du Du lần nữa có động tác, một đạo thủ ấn được kết. Đạo thủ ấn này nhìn như yên tĩnh, không mang theo bất kỳ ba động gì. Thế nhưng ở trong đó thủy chung lại khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Đồng thời, quanh thân Phong Du Du đột nhiên có khí tức không hiểu chấn động. Trong lúc vô thanh vô tức giống như khiến cho cả trời xanh bị ảnh hưởng. Y phục màu trắng trên người tung bay, quanh thân được quang mang màu vàng nhạt bao phủ, bên trong vòng quang mang này bỗng nhiên có một vòng quang mang màu trắng như ẩn như hiện hóa thành bình chướng ở quanh thân nàng. Bình chướng này cực kỳ kỳ dị, không ngừng lan tràn ra, cả không trung đột nhiên xảy ra động tĩnh kỳ lạ. Bà Tu Mỹ Ngọc, người có thiên thủ Tu La thân, nếu như là trước kia, ta quả thực không có cách nào làm gì được ngươi. Nhưng mà hôm nay cho dù ngươi có thiên thủ Tu La thân cũng vô dụng mà thôi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, ngay khi thanh trường thương bằng năng lượng đen kịt phóng tới trước mắt, Phong Du Du lập tức mở miệng nói. Thân hình vừa rồi còn tĩnh lặng, không có một chút động tĩnh nào bỗng nhiên chuyển động, thân ảnh nhanh chóng lướt đi. Lấy thân ảnh xinh đẹp của nàng làm trung tâm, khí tức thái cổ, triệt để phóng thích ra tới mức tận cùng. Đột nhiên, cả thiên địa tự nhiên run lên. Xoẹt! Thiên địa run lên, cả không gian bỗng nhiên lập tức hóa thành một phiến hư không giống như hỗn độn. Trong hư không, gió nhẹ nhẹ thổi, mây mù mờ ảo, khi thì thanh chóng, khi thì nhẹ nhàng, thanh trường thương bằng năng lượng đen nhánh mang theo năng lượng đủ để khiến cho thiên địa rung động kịch liệt sau khi tới trước người Phong Du Du ngừng lại trước hư không đang biến hóa kia. Năng lượng ngập trời cũng dừng lại trước người Phong Du Du. Đây là trên không trung trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới. Sắc mặt Phong Hành Thiên Chủ vốn đã ảm đạm, lúc này nhìn thấy diễn biến trong truyền tống trận hình chiếu thời không, khuôn mặt già nua bỗng nhiên đại biến, nhịn không được mà run lên, vẻ mặt khiếp sợ, nói. Đây là Phong Lăng Thiên Hạ, là thủ đoạn chấn tộc Phong Lăng Thiên Hạ mà sau lão tổ của Phong gia ta không ai có thể luyện thành. Đồn rằng đây chính là thủ đoạn mà sau khi luyện hóa hỗn độn chi nguyên của Thượng Thanh Thế Giới lão tổ Phong gia mới lĩnh ngộ thành. Phong Lão Ca. Không phải nói Phong Lăng Thiên Hạ của Phong Gia huynh chỉ có lão tổ Phong Gia mới có thể thúc dục sao? Thiếu một đạo năng lượng hỗn độn, hậu nhân Phong Gia muốn luyện thành thứ này là chuyện không thể nào nha. Băng Thiên nghe vậy, khuôn mặt tuấn lãng trắng nõn lập tức biến đổi. Nhưng hắn đã từng nghe nói qua, Phong Lăng Thiên Hạ của Phong Gia đồn rằng chính là tuyệt chiêu của lão tổ Phong Gia cùng thời với 3.000 đại năng luyện hóa hỗn độn chi nguyên của các đại thiên thế giới. Dùng năng lượng hỗn độn làm dẫn mới có thể thúc dục. Lúc trước dựa vào Phong Lăng Thiên Hạ này, lão tổ Phong gia ban đầu ở trong 3.000 đại năng kia cũng là tồn tại thanh danh hiển hách,
Ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ run run, rung động, khó nhịn được vẻ khiếp sợ, miệng nói. Quả thực là như thế, thiếu một đạo lực lượng hỗn độn chi nguyên, Phong Lăng Thiên Hạ này căn bản không có cách nào luyện thành. Cũng không có khả năng thúc dục, không biết nhà đầu Du Du này làm sao có thể tu luyện thành công được. Bên trong sợ rằng có chút chuyện, đến lúc đó hỏi nhà đầu Du Du một chút sẽ biết rõ. Băng Thiên nói. Phá! Trong thương khung chiến trường, bờ môi son khẽ mở, Phong Du Du khẽ quát một tiếng, ống tay áo màu trắng khẽ phất, quét về phía thanh trường thương bằng năng lượng đen nhánh kia. Ống tay áo Phong Du Du khẽ quét, cả thiên địa lần nữa run lên. Tại sao lại mạnh như vậy? Uy áp thật mạnh. Đây là loại thủ đoạn nào của Phong gia? Tại sao lại mạnh mẽ, hung hãn tới mức như vậy? Trong thương khung chiến trường, uy áp kỳ lạ đột nhiên hàng lâm, khiến cho đám người đứng xem bên ngoài giật mình. Tất cả mọi người trong thương khung chiến trường này đều là thiên kiêu chi tử. Đều cảm nhận được uy áp tuyệt đối. Loại uy áp này tới từ linh hồn, khó có thể chống cự. Ánh mắt Lục Lâm Thiên từ lâu đã có chút biến hóa, chăm chú nhìn vào Phong Du Du phía trước. Lúc này Phong Du Du thúc giục thủ đoạn như vậy, nguyên đàn chữ vạn trong cơ thể Lục Lâm Thiên đã lặng lẽ run lên. Ầm ầm. Trong sát na này, không trung không biết vì sao đột nhiên lay động, không gian triệt để rung chuyển. Cả phiến hư không lớn bỗng nhiên có vô số khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Thanh trường thương bằng năng lượng màu đen ở trước người Phong Du Du cơ hồ cùng lúc rạn nứt, bị nghiền nát, sau đó hóa thành năng lượng màu đen nổi lên sóng to gió lớn. Vô số năng lượng khuếch tán xông thẳng lên trời, lại không có cách nào tiếp cận tới gần người Phong Du Du được. Xoẹt! Năng lượng khủng bố ẩn chứa lực lượng hủy diệt khuếch tán ra chung quanh. Cả phiến hư không nứt vỡ từng khúc hóa thành hư không đen kịt lan tràn ra chung quanh. Thế nhưng dần dần lại bị dẹp loạn trên không trung. Phụt! Lúc này, sau khi không trung dẹp loạn, trên không trung, trong cái miệng trên thiên thủ Tu La thân khổng lồ của bà Tu Mỹ Ngọc lúc này có máu tươi của Tu La vô cùng quỷ dị và nồng nặc phun ra. Chẳng biết từ khi nào đã bị trọng thương, thân hình khổng lồ dần dần co rút lại. Cuối cùng đám năng lượng đen nhánh chấn động, lan tràn ra chung quanh rồi tiêu tán. Thân hình mềm mại của bà Tu Mỹ Ngọc lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ là lúc này khí tức trên người nàng suy yếu tới mức tận cùng. Khuôn mặt tái nhợt như cho tàn, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Phong Du Du, ánh mắt kinh hãi. Ngươi thua. Phong Du Du vẫn nhàn nhạt đứng đó, chỉ là khuôn mặt nàng lúc này cũng tái nhợt. Còn chưa. Sợ rằng ngươi cũng không mạnh hơn ta là bao. Nếu như tiếp tục động thủ, dùng bản thể nhân tộc của ngươi, căn bản không có cách nào chiếm được tiện nghi của ta. Bà Tu Mỹ Ngọc nhìn Phong Du Du rồi nói, nàng đã nhìn ra, lúc này sợ rằng Phong Du Du cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu như tiếp tục liều mạng, dựa vào ưu thế thiên phú của bản thể minh linh, còn không biết được ai thắng ai thua. Bà Tu Mỹ Ngọc nói xong, hai mắt Phong Du Du khẽ đảo, nhìn bà Tu Mỹ Ngọc nói. Sợ rằng ngươi đã không còn lực liều mạng nữa. Ngươi xác định mình còn có thể liều sao? Nếu như ta là ngươi thì ta sẽ không lựa chọn liều mạng lúc này. Ta! Bà Tu Mỹ Ngọc mở miệng muốn tranh luận, âm thanh vừa mới vang lên, bỗng nhiên sắc mặt lập tức biến hóa. Mắt nhìn Phong Du Du lập tức run lên, nhìn Phong Du Du một lát mới cắn chặt môi, nói. Hay cho một Phong ra, không tệ. Ta thua, thua chính là thua, nhưng mà đây là hôm nay. Sau 1000 năm, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Khi đó mới thực sự là thắng bại. Ta sẽ chờ. Phong Du Du lạnh nhạt nói. Trên khuôn mặt thánh khiết tái nhợt lúc này khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Thắng, Phong Du Du thắng. Du Du tỷ thắng, Phong gia ta thắng rồi. Thượng thanh thế giới lại thắng một ván nữa. Trời giúp thượng thanh thế giới ta. Phong Du Du chiến thắng, trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới. Trước truyền tống trận hình chiếu thời không, trăm vạn ánh mắt rung động, kích động. Tiếng hò hét phấn chân vang vọng giống như tiếng sấm rền quanh quẩn trên không trung. Khiến cho máu tươi trong cơ thể người ta bành trướng. Oanh! Khối cự thạch dưới chân hai người một nâng lên cao, một hạ xuống thấp. Thân ảnh xinh đẹp của Phong Du Du xẹt qua không trung đáp xuống bên người đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, Mẫu Đơn, đôi mắt nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn qua Phong Du Du, khuôn mặt quả thực có chút ngưng trọng, nói. Ngươi nhanh điều tức đi. Kế tiếp phải dựa vào các ngươi rồi. Phong Du Du nhìn đám người Tiểu Long, Lục Lâm Thiên và Dương Quá, Mẫu Đơn.
âm thanh vừa mới dứt, lưng đưa về phía đám người Thiên La Minh. Trong cổ họng vang lên một tiếng trầm đỡ upsilon, c, máu tươi trong miệng không nhịn được mà trào ra. Thương thế của ngươi không nhẹ, đừng cố, khi đó sẽ để lại di chứng. Lục Lâm Thiên nói với Phong Du Du. Thiên thủ tu la quả thực rất mạnh, bất quá ta không có chuyện gì lớn, cần một chút thời gian là có thể khôi phục. Phong Du Du nhìn Lục Lâm Thiên, tay nắm một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng mình. Sau khi nói xong, thân hình mềm mại uyển chuyển đã vọt lên trên không trung rồi đáp xuống khối cự thạch của nàng. Phụt! Trên khối cự thạch giống như ngọn núi lớn đang hạ thấp xuống, bà Tu Mỹ Ngọc đã sớm khoanh chân ngồi, trên khuôn mặt tái nhợt, miệng lại lần nữa phun ra máu tươi. Trong máu tươi còn có khói độc lan tràn ra rồi tiêu tán, miệng thì thào nói. Độc công thật mạnh, kịch độc linh hồn, Phong Du Du này tại sao còn có độc công? Bà Tu Mỹ Ngọc cũng bị thua. Trận thứ sau này ta lên, hai người các ngươi áp trận cuối cùng. Trong đội ngũ của Thiên La Minh, cũng chỉ còn lại có ba người mà thôi. Một nam tử thân hình vạm vỡ, mặc y phục màu đen, người này nhìn nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân và nam tử mặc trường bào màu đen như mực nói. Nói xong, phất tay một cái, khối cự thạch phía trước lập tức bắn về phía trước. Thân hình vạm vỡ đạp mạnh mặt đất, nhanh chóng phóng về phía trước. Khi khối cự thạch dừng lại ở giữa không trung, thân hình của người này cũng đáp xuống khối cự thạch giống như ngọn núi kia. Oanh! Thân hình vạm vỡ đáp xuống khiến cho khối cự thạch giống như ngọn núi kia run lên, ánh mắt nhìn về phía người của Thương Khung Minh, tiếng gầm truyền ra, miệng quát lớn. Ma thiên thế giới, ma hoàng của thiên ma tộc, các ngươi ai dám đi lên? Phụ thân, đại bá, tiểu long thúc, mẫu đơn A-di, trận này để con lên. Lục Kinh Vân quay đầu lại nhìn đám người Lục Lâm Thiên, dương quá. Mẫu đơn, trong mắt có quang mang màu đỏ nhàn nhạt chớp động. Chiến ý trong mắt bắt đầu tuôn ra. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức nhìn Lục Kinh Vân nói. Cẩn thận một chút, gia hỏa của thiên ma tộc này chỉ kém nửa bước là tới tứ nguyên hóa hồng. Yên tâm đi phụ thân, trong lòng con biết rõ. Lục Kinh Vân nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt mơ hồ hiện lên chút chấn động, miệng nói. Phụ thân, nghe nói người thiên ma tộc từng đánh lén qua người, đúng không? Bản thân nên cẩn thận một chút, không nên chủ quan. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Kinh Vân nói. Vâng, con sẽ chú ý. Lục Kinh Vân nói xong, cánh tay giương lên, khối cự thạch giống như ngọn núi phía xa lập tức phóng về phía trước. Thân hình cao ngất giống như một thanh trường thương của hắn cũng phóng về phía trước. Nhị đệ, giữa Kinh Vân và ma hoàng kia ai thắng ai thua? Kết quả thế nào? Dương Quá đột nhiên quay người hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy trong mắt đột nhiên hiện lên chút chấn động, nói. Đứa nhỏ Kinh Vân này cái gì cũng không tệ, thế nhưng đệ lại lo lắng cho nó nhất. Lão đại, dùng thiên phú và thực lực của Kinh Vân huynh còn lo lắng thứ gì? Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, thực lực và thiên phú của Lục Kinh Vân hắn là người biết rõ nhất. Vô cùng cường hãn. Lục Lâm Thiên vẫn không nói gì, Dương Quá lại nhíu mày nói. Thực lực Kinh Vân rất mạnh. Nhưng dù sao kinh nghiệm vẫn thiếu một ít, thiếu niên đắc chí, trên phương diện trầm ổn tuy rằng không tệ, thế nhưng nếu gặp phải người có tu vi không kém bao nhiêu sẽ chịu thiệt thòi. Ma hoàng kia rõ ràng có tu vi không kém, thiên ma tộc mạnh mẽ, ở thời điểm viễn cổ, thậm chí so với thiên thủ tu la nhất tộc còn mạnh hơn không ít, cho nên chính là đối thủ của Kinh Vân. Tranh đoạt hồng hoang điện cũng không có quá nhiều áp lực, cứ xem trước một chút a. Tiểu tử Kinh Vân này có lẽ sẽ biết đúng mực. Coi như lần này chịu thiệt thòi cũng không phải là chuyện quá xấu. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long và Dương Quá. Thượng thanh thế giới, lục gia của Phi Linh Môn, Lục Kinh Vân. Giữa không trung, Lục Kinh Vân chân đạp khối cự thạch, hai con mắt đỏ đen khẽ đảo, giống như lợi tiễn bắn ra hư không. Khí tức sát phạt bàng bạc trên người giống như một cơn lốc cuồng bạo bắn ra, khiến cho cả không gian lung lay, chấn động giống như sắp đỏ. Mắt nhìn ma hoàng phía trước. Lục Kinh Vân mở miệng quát, âm thanh lạn lùng cuồn cuộn truyền ra. Có bản lĩnh gì có xuất ra đi, nhưng mà loại thiên ma tộc chỉ biết đánh lén, trộm gà trộm chó như các ngươi sợ rằng cũng không có gì hay ho. Cách đó không xa, nam tử tuấn Mỹ của Thiên La Minh nhìn Lục Kinh Vân, cảm nhận khí tức sát phạt cuồn cuộn, miệng hắn thì thào nói. Lục gia, Lục Kinh Vân sao? Kẻ này dường như bất phàm, không biết Lục Lâm Thiên là người phương nào. Nam tử mặc trường bào màu đen như mực bên người nam tử tuấn Mỹ nghe nói vậy,
ánh mắt giống như nam tử tuấn mỹ, đều nổi lên một ít chấn động, thế nhưng lại không nói thêm gì. Tiểu tử, hung hăng càn quấy nhất định phải trả giá thật nhiều. Vừa mới đột phá tam nguyên hóa hồng mà thôi, còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy ở trước mặt bản thiên ma. Ma Hoàng nói xong, mắt nhìn Lục Kinh Vân vô cùng lạnh lẽo, đồng thời, ma khí âm hàn từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Không gian chung quanh chỉ trong thoáng chốc run lên, dưới sự ảnh hưởng của ma khí, không gian gần như muốn cứng lại. Ngươi cũng chỉ là tam nguyên hóa hồng mà thôi, ở trước mặt ta ngươi không là cái gì cả. Ngay khi Ma Hoàng vừa mới nói xong, thân ảnh Lục Kinh Vân chẳng biết từ khi nào không ngờ lại xuất hiện ở trước không trung Ma Hoàng. Khí tức tam nguyên hóa hồng đỉnh phong không hề giữ lại mà triệt để phóng thích ra. Đôi mắt thâm thúy tràn ngập vẻ sát phạt lạnh lẽo lúc này chuyển thành một đen một trắng, hai loại tinh mang lập lòe giống như ngày đêm luân chuyển, khí tức mênh mông cuồn cuộn khuếch tán, sắc bén mà lạnh lẽo. Dưới cỗ khí tức lạnh lẽo sắc bén này chấn động, Ma Hoàng nhìn Lục Kinh Vân đang đánh tới phía trước, ánh mắt bỗng nhiên khẽ đổi. Ma khí phô thiên cái địa quanh thân tràn ngập ra, giống như cơn lốc khuếch tán. Xoẹt. Người có tu vi tam nguyên hóa hồng giao thủ, tất cả đều nhanh như thiểm điện. Cùng một lúc, trường bào trên người Lục Kinh Vân tung bay, không ngỡ lại xuất hiện trước người Ma Hoàng, thủ ấn được kết, trong lòng bàn tay có quang mang đồ án âm dương xuất hiện, khí tức sắc bén lạnh lẽo tới tận cùng lan tràn ra. Ầm ầm, trên hai khối cự thạch giống như hai ngọn núi lớn bỗng nhiên gió nổi mây phun. Một đồ án âm dương trắng đen cực lớn hiển hiện. Dường như đang hô ứng với đồ án âm dương trắng đen trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân vậy. Âm dương ngũ hành quyết, bạch nhật thanh thiên. Lục Kinh Vân hét lớn một tiếng, quang mang trắng đen mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trường ấn bắn ra, những nơi trường ấn đi qua hư không sụp đổ, gợn sóng chung quanh nổi lên sóng to gió lớn, giống như sấm sét bao phủ Ma Hoàng. Thiên ma vô cực, vô pháp vô thiên. Trên không trung lập tức có ma khí âm hàn mênh mông tràn ngập. Ma khí tác động tới năng lượng thiên địa, làm cho năng lượng thiên địa bạo động. Ma khí ngập trời nương theo chấn động lạnh lẽo giống như cơn lốc ở trên trời khuếch tán. Một đạo năng lượng đen nhánh giống như một đầu cự mãng nhanh chóng lướt đi. Ầm ầm. Trong sát na này, cả không trung hung hăng run lên, đạo năng lượng đen nhánh tràn ngập ma khí kia xé rách không gian, uy năng cuồn cuộn, chấn động nhân tâm, lập tức đánh vào phía trên trường ấn của Lục Kinh Vân. Hai đạo công kích va chạm cũng không tạo thành tiếng vang quá lớn, hai cỗ năng lượng chấn động, quang mang chói mắt bắn ra bốn phía. Vô luận là trường ấn trắng đen hay là đạo năng lượng đen nhánh kia sau khi va chạm đều nhanh chóng bị nghiền nát. Rầm rầm, trong lúc năng lượng bị kích động, cả phiến không gian lớn bỗng nhiên dễ dàng bị hóa thành hư vô. Những nơi năng lượng khủng bố đi qua, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Xoạt xoạt, cơ hồ là cùng lúc. Thân hình hai người Lục Kinh Vân và Ma Hoàng đều lảo đảo, liên tiếp lui lại. Ánh mắt hai người lúc này đồng thời đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Ma đạo vô cực, ma đao diệt hồn. Thân hình vừa mới ổn định, ma khí cuồn cuộn quanh thân Ma Hoàng bao phủ hư không, ma khí quanh quẩn ở trong lòng bàn tay hóa thành một thanh ma đao. Trên ma đao đen nhánh có ma khí cuồn cuộn, dường như có vô số hung ma đang rít gào. Ma khí mạnh mẽ càng điên cuồng lan tràn ra tứ phía. Ma đao cực lớn này lập tức dùng tốc độ kinh người bổ về phía Lục Kinh Vân. Âm dương ngũ hành quyết, duệ kim sát đao. Lục Kinh Vân cũng hành động, quanh thân đột nhiên lạnh lẽo, sát phạt ngập trời. Hư không sau lưng một nửa tràn ngập kim quang rực rỡ, một nửa đỏ trắng ngập trời. Trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân lập tức có một thanh chiến đao bằng năng lượng giống như thực chất được ngưng tụ. Khí tức sắc bén lạnh lẽo khuếch tán ra chung quanh, sắc bén vô cùng. Chiến đao bổ ra. Một khi nứt không gian đen kịt hiển hiện trên trời cao. Hai thanh đao lần nữa va chạm. Đang. Ma đao, chiến đao va chạm, âm thanh giống như thực chất vang vọng, tia lửa giống như phóa hoa bắn ra bốn phía, hai thanh đao bằng năng lượng song song bị nghiền nát. Có chút bổn sự, chỉ tiếc còn chưa đủ. Ma đao trong tay bị nghiền nát, Ma Hoàng lạnh nhạt quát một tiếng, thân ảnh ở trong ma khí bao phủ giống như quỷ mị, hung ác đánh ra một đạo quyền ấn về phía Lục Kinh Vân. Vậy cứ thử xem. Quanh thân Lục Kinh Vân được một kiện khải giáp bao phủ, toàn thân sắc bén lạnh lẽo. Đối mặt với công kích của Ma Hoàng, Lục Kinh Vân không lùi mà tiến tới, va chạm. Rầm rầm rầm. Cả hai vừa gặp mặt lại lần nữa va chạm, trong sát na hợp rồi lại phân, từng đạo công kích không ngừng đánh ra. Hai người cũng không phải là người biết nhượng bộ, trong lúc năng lượng rít gào,
cả hai mang theo khí thế hừng hực va chạm với nhau, công kích của hai người càng ngày càng hung hãn. Thực lực của Kinh Vân cũng không yếu. Tiểu Long nhìn về phía trước, nhìn hai người Lục Kinh Vân và Ma Hoàng phía trước đang giao thủ, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Ánh mắt giống như sao của Dương Quá khẽ đảo, nghe Tiểu Long nói vậy mới lên tiếng. Bản thể của Thiên Ma nhất tộc rất mạnh, về điểm này Kinh Vân chịu thiệt hơn không ít. Tiểu Long nói, nếu như Kinh Vân có bản thể cường hãn giống như lão đại, Thiên Ma tộc kia sẽ không cần đặt vào trong mắt. Lục Lâm Thiên nhìn hai người quyết đấu trên không trung, đứng chắp tay, ánh mắt vẫn nhìn vào người Ma Hoàng và Lục Kinh Vân, vẻ mặt không nhìn ra biến hóa gì. Không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Tiểu tử, dường như ngươi không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Ma Hoàng hét lớn một tiếng, sau khi liên tiếp va chạm, dựa vào ưu thế của Thiên Ma tộc, hắn đã áp chế Lục Kinh Vân không ít. Khải giáp trên người Lục Kinh Vân đã có không ít nơi xuất hiện dấu vết rạn nứt. Thiên Ma chân thân. Hai người lần nữa va chạm nhau, vừa chạm lập tức phân ra. Một cỗ ma khí âm hàn ngập trời lan tràn ra. Ma Hoàng vừa mới nói xong, ma khí cuồn cuộn lạnh lẽo thấu xương này lan tràn ra, khiến cho linh hồn người ta bất an. Thân hình ở trong ma khí ngập trời hóa thành bản thể Thiên Ma tộc. Thân hình Thiên Ma cực lớn đứng sừng sững trên không trung, ma khí cuồn cuộn khiến cho không gian run run. Ma khí cuồn cuộn ngập trời khuếch tán ra chung quanh, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Có thể phá hủy tất cả, dưới trạng thái bản thể mới là trạng thái mạnh nhất của Thiên Ma tộc. Thiên Ma chân thân, hủy diệt. Bản thể cực lớn của Ma Hoàng xuyên qua không gian, phất tay đánh ra một đạo thủ ấn cực lớn xuyên thấu qua không gian mang theo ma khí cuồn cuộn giống như mây đen che khuất bầu trời xuất hiện ở không gian trên đỉnh đầu Lục Kinh Vân. Oanh! Ma khí cuồn cuộn phía trên thủ ấn phá hủy phiến không gian này. Đây là át chủ bài của Thiên Ma tộc các ngươi sao? Chỉ tiếc còn chưa đủ. Ngẩng đầu nhìn thân hình Thiên Ma khổng lồ cùng với thủ ấn che khuất bầu trời đang phá không đánh xuống. Lục Kinh Vân lên tiếng. Đồng thời tinh mang đỏ trắng trong mắt nương theo khí tức thái cổ bắn ra. Khí tức sát phạt bàng bạc giống như cơn lốc lan tràn. Siêu! Bỗng nhiên trong mi tâm Lục Kinh Vân có quang mang chói mắt lập tức bắn ra. Ông! Quang mang chói mắt này bắn ra, khí tức vô hình phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức khiến cho trên không trung nổi lên chấn động kịch liệt. Uy thế kinh khủng lan tràn ra chung quanh, ngay cả đám người Dương Quá, Tiểu Long, Mẫu Đơn, Nam Tử Tuấn Mỹ. Nam tử mặc trường bào màu đen. Đều run lên. Uy áp thật mạnh, chẳng lẽ. Quang mang chói mắt nương theo khí tức hủy diệt to lớn rít gào trên không trung, dưới khí tức cùng với uy áp kia, con mắt của tất cả mọi người cơ hồ co rút lại. Một loại khí tức tử vong từ sâu trong linh hồn mọi người lan tràn ra. Ngay cả đám người Dương Quá, Tiểu Long, Mẫu Đơn và những người khác cũng phải rung động. Nam tử mặc trường bào màu đen cùng với nam tử Tuấn Mỹ đều nhìn vào trên quang mang chói mắt kia, ánh mắt vô cùng chấn động. Dưới cỗ khí tức này dường như bọn họ cũng cảm nhận được cái gì đó. Quang mang chói mắt thu liếm, một thanh đại đao màu đồng tràn ngập quang mang quỷ dị lập tức hiện lên trong tay Lục Kinh Vân, quang mang khiến cho trong lòng mọi người run sợ tràn ngập, tay cầm đao, Lục Kinh Vân hét lớn một tiếng. Luân hồn hư vọng đao, phá! Lục Kinh Vân vừa mới dứt lời. Thân ảnh lần nữa không lùi mà tiến tới, phất tay hung hăng bổ ra một đao. Một đạo đao mang màu đồng mang theo xu thế khiến cho tim đập nhanh cùng với khí tức hủy diệt to lớn giống như sấm sét xuyên thủng không gian, sau đó hung hăng đánh về phía thủ ấn cực lớn mang theo ma khí che khuất bầu trời kia. Là luân hồn hư vọng đao, không ngờ luân hồi hư vọng đao lại ở trên người Lục Kinh Vân. Luân hồi hư vọng đao này vừa ra. Nam tử Tuấn Mỹ của thần linh tộc cùng với nam tử mặc trường bào màu đen và đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần đều giật mình không nhỏ. Thế nhưng mọi người ngẫm lại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đồn rằng Lục Lâm Thiên có luân hồi hư vọng đao và tử lôi huyền đỉnh, thứ khủng bố như bán thánh khí này, Lục Lâm Thiên có một kiện tử lôi huyền đỉnh đã đủ, hoàn toàn không cần dùng tới kiện thứ hai. Mà Lục Kinh Vân chính là nhi tử của Lục Lâm Thiên, nhận được luân hồi hư vọng đao cũng là chuyện bình thường. Ma Hoàng này sắp thua rồi. Có được luân hồi hư vọng đao, Lục Kinh Vân hoàn toàn có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Ma Hoàng coi như là nửa chân đạp tới tứ nguyên hóa hồng, thế nhưng dù sao cũng vẫn là tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, sợ rằng cũng khó có thể chống lại luân hồi hư vọng đao. Từng ánh mắt nhìn lên trên không trung gió nổi mây phun, lúc này Lục Kinh Vân thúc giục bán thánh khí luân hồi hư vọng đao, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Luân hồi hư vọng đao đều là một trong thập đại bán thánh khí, cùng với tử lôi huyền đỉnh đều là bán thánh khí. Là chí bảo cấp độ ngang hàng với tử lôi huyền đỉnh, sợ rằng ma hoàng khó có thể tiếp tục chống lại được. Đao mang khủng bố trong nháy mắt dưới ánh mắt rung động, trong lòng hoảng sợ của mọi người mà đánh tới thủ ấn kia. Năng lượng chấn động đáng sợ từ bên trong lan tràn ra, không gian quanh thân nứt vỡ từng khúc. Một khe nứt đen kịt, khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng trên đao mang kéo dài qua thủ ấn. Thủ ấn tràn ngập ma khí ngập trời cũng không chống đỡ được nữa mà bắt đầu rạn nứt, nghiền nát. Xoẹt! Thủ ấn bằng ma khí này dễ dàng bị nghiền nát, khiến cho không gian chung quanh bị phá hủy, mảnh vỡ không gian giống như quang mang khuếch tán, lan tràn ra chung quanh. Tất cả đều bị hủy diệt, ma khí ngập trời từ từ tiêu tán trong không gian bị nghiền nát. Siêu! Đao mang của luân hồi hư vọng đao cũng không tiêu tán mà dễ dàng phá hủy thủ ấn tràn ngập ma khí kinh khủng kia. Đao mang lập tức xuất hiện trước thân hình thiên ma khổng lồ của ma hoàng. Đao mang ẩn chứa năng lượng kinh người, hung hăng bổ tới thân hình thiên ma khổng lồ của ma hoàng, khiến cho khuôn mặt trên thân hình khổng lồ của ma hoàng có dấu vết rạn nứt, có ma khí bị nghiền nát. Tiếng nghiền nát không ngừng vang lên. Ồ, tại sao lại có thể như vậy? Ma hoàng cũng có át chủ bài, hắn cũng chưa dùng toàn lực. Ngay dưới vô số ánh mắt nhìn vào truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả mọi người đều chấn động vì ma hoàng. Bỗng nhiên trong lòng vô số người lúc này run lên, chỉ thấy trong sát na kinh tâm động phách này, đao mang kinh khủng vô cùng kia rơi vào thiên ma chân thân của ma hoàng. Đao mang vốn dễ dàng phá hủy tất cả thế nhưng trong nháy mắt này lại đình trệ, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp vô cùng. Ánh mắt Lục Kinh Vân cũng run lên. Khặc khặc, luân hồi hư vọng đao thật sự khủng bố, không hổ là bán thánh khí. Nếu như bản thiên ma thực sự là tam nguyên hóa hồng đỉnh phong có lẽ đã thua ở dưới luân hồi hư vọng đao. Chỉ tiếc nửa năm trước bản thiên ma đã không còn là tam nguyên hóa hồng, hiện tại bản thiên ma đã chân chính là tiểu siêu phàm, ngươi không nghĩ tới đúng không? Âm thanh lạnh lẽo cùng với tiếng cười lớn từ trong cái miệng khổng lồ của ma hoàng truyền ra, ma khí ngập trời, kinh khủng từ trên người lần nữa lan tràn ra. Khí tức tam nguyên hóa hồng đỉnh phong lập tức nhảy lên tới tứ nguyên hóa hồng. Tứ nguyên tiểu siêu phàm chính thức, tuy rằng khí tức này nhìn như không kéo lên nhiều lắm, thế nhưng giữa tam nguyên và tứ nguyên lại giống như khác biệt giữa trời và đất. Oanh! Chỉ một thoáng, không trung run lên, ma khí ngập trời, uy áp phóng ra. Tứ nguyên hóa hồng, ma hoàng này có bí pháp che giấu tu vi, tiểu tử này không phải là kẻ đơn giản. Tiểu Long lập tức nhíu mày lại, tứ nguyên hóa hồng và tam nguyên hóa hồng, sự khác biệt giữa hai cấp độ tự nhiên Tiểu Long biết rõ. Ma hoàng chính là tồn tại đỉnh cấp trong thế hệ này của thiên ma tộc, có thể đi tới một bước này tự nhiên không thể giống kẻ bình thường được. Dương Quá nói, tứ nguyên hóa hồng bình thường không ngăn được luân hồi hư vọng đao, chỉ sợ là. Lục Lâm Thiên nhíu mày, luân hồi hư vọng đao lúc này đã khôi phục không ít, tuy rằng còn chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng dùng tu vi của Kinh Vân hiện tại thúc giục, ma hoàng kia bất phàm, thế nhưng muốn áp chế luân hồi hư vọng đao sợ rằng khó mà làm được. Lão đại, chỉ sợ cái gì? Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy Tiểu Long lập tức hỏi. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, nhìn thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoàng, ánh mắt trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ nghi hoặc và chấn động, hắn mở miệng nói. Ma hoàng có lẽ rất rõ uy lực của luân hồi hư vọng đao, nhưng hiện tại khí tức lại vững vàng như vậy. Ma khí chấn động có chút không giống bình thường, có lẽ còn có con át chủ bài nào đó, ít nhất thắng bại có lẽ sắp có. Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, nói. Tiểu tử kia còn có át chủ bài sao? Có át chủ bài nào có thể sánh được với bán thánh khí cơ chứ? Bán thánh khí tự nhiên rất khủng bố, nhưng minh linh chủng tộc này trong thiên địa chính là chủng tộc chỉ hơi kém linh vật trời sinh một chút. Thiên ma nhất tộc lại là vương giả trong minh linh chủng tộc. Có thể truyền thừa tới ngày hôm nay, nội tình sẽ không tầm thường. Âm thanh của mẫu đơn vẫn giống như ma âm, cung trang màu đỏ tung bay. Đường cong mê người như ẩn như hiện. Tứ nguyên tiểu siêu phàm, chẳng lẽ có thể chống lại luân hồi hư vọng đao hay sao? Trên không trung, đối mặt với khí tức tứ nguyên hóa hồng, luân hồi hư vọng đao bị ngăn cản, ánh mắt Lục Kinh Vân run lên, ngay sau đó tinh mang đỏ trắng trong mắt bắn ra, một đạo thủ ấn được kết. Ông ông! Lục Kinh Vân lần nữa kết thủ ấn, luân hồi hư vọng đao run run, tiếng đao minh vang vọng giống như tiếng sấm minh khiến cho tâm thần người ta rung động. Khiến cho trong lòng chúng nhân sinh ra lòng kính sợ, giống như không có cách nào chống cự,
cũng khiến cho người ta cảm thấy giống như nghe thấy âm thanh của thiên nhiên, tâm thần nhộn nhạo. Lục Kinh Vân đạp không đứng lơ lửng, tiếng đao minh giống như phạm âm vang vọng, chung quanh thân luân hồi hư vọng đao, năng lượng khủng bố chấn động, khí tức cổ xưa tràn ngập thương khung chiến trường. Luân hồi hư vọng, linh hồn đao trận. Tiếng quát của Lục Kinh Vân vang vọng, trong luân hồi hư vọng đao lập tức có quang mang chói mắt bắn ra. Trên thân đao màu đồng tràn ngập quang mang cổ xưa khiến tim đập nhanh. Vô số bí văn tuôn ra hóa thành một thanh đại đao màu đồng, sau đó lại một thanh, trên không trung không ngừng có tiếng phạm âm giống như tiếng sấm vang vọng. Vô số đại đao màu đồng lơ lửng giữa không trung, quang mang chói mắt giống như động luân hồi, khí tức đáng sợ khuếch tán ra, không ngừng xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không, khiến cho tất cả những người có thực lực không đủ nhìn qua đều cảm thấy hồn phi phách tán. Coi như những cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ ở trong thương khung chiến trường, dưới đao trận rậm rạp chẳng chịt cùng với khí tức khiến cho linh hồn run rẩy kia, ra đầu tất cả bọn họ cũng phải run lên. Siêu 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 siêu. Tất cả đều trong sát na, đao trận thành hình, trường bào trên người Lục Kinh Vân run lên, vô số đao mang rậm rạp chẳng chịt lập tức xé rách không gian, phô thiên cái địa bắn tới thiên ma chi thân của ma hoàng, từng đạo đao mang đều giống như sấm sét. Tiếng sấm minh liên tiếp vang vọng, giống như mưa to vang vọng trên không trung thương khung chiến trường. Không hổ là luân hồi hư vọng đao, một trong thập đại bán thánh khí. Thiên ma chân thân của ma hoàng nhìn đao trận khủng bố giống như sấm sét đánh tới, trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn không ngờ uy năng của nó lại khủng bố như vậy. Chỉ là sau khi khiếp sợ, lập tức trong con mắt lớn của ma hoàng hiện lên vẻ lạnh lẽo, bỗng nhiên ma khí quanh thân chớp động, giống như bạo động. Trong thân hình thiên ma chân thân khổng lồ, sau khi ma khí bạo động, thân hình của ma hoàng bỗng nhiên biến thành màu vàng nhạt. Có quang mang màu vàng giống như Phật quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Thiên ma chân thân khổng lồ hóa thành một thân hình màu vàng nhạt cực lớn, giống như là Phật La Hán đứng sừng sững trên trời cao, uy áp ngập trời. Khí tức này có chút quen thuộc. Quang mang màu vàng nhạt quanh thân ma hoàng lan tràn ra, ánh mắt hai người Lục Lâm Thiên và Phong Du Du lập tức hiện lên vẻ chấn động. Ngay cả nam tử tuấn Mỹ phía xa cũng nhíu mày. Keng 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 keng. Đạo trận màu đồng khủng bố lập tức đánh vào trên khuôn mặt thiên ma chân thân của ma hoàng, giống như là kim loại va chạm vào nhau, tia lửa bắn ra tứ tung, giống như pháo hoa rực rỡ tỏa ra bốn phía, chỉ là bên trong còn mang theo năng lượng hủy diệt. Trong đạo trận cuồng bạo như vậy, quang mang màu vàng trên khuôn mặt thiên ma chân thân của ma hoàng ảm đạm hơn không ít, trong lúc mơ hồ xuất hiện một ít khe nứt như ẩn như hiện. Nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ chống cự được đao trận khủng bố kia. Ừng ực. Giờ phút này, ngoài truyền tống trận hình chiếu thời không, vô số ánh mắt kinh ngạc, nuốt nước bọt, nếu như đổi lại là tứ nguyên hóa hồng tiểu siêu phàm bình thường, sợ rằng không chết thì cũng phải dùng hồn anh bỏ chạy. Ông ông. Đao trận bị chống cự, một thanh luân hồi hư vọng đao cuối cùng xuyên thủng không gian mang theo tiếng sấm rền đánh về phía trước. Đao mang trăm trượng từ trong tay của Lục Kinh Vân bổ vào khuôn mặt màu vàng nhạt thiên ma chân thân của ma hoàng. Phanh! Một đao đánh xuống, đao mang đánh vào trên đầu của thiên ma chân thân, chỉ rằng co trong chớp mắt bổ vài một phần. Khi đao mang thu liếm, Lục Kinh Vân tay cầm luân hồi hư vọng đao xuất hiện trước mặt thiên ma chân thân lần thứ hai. Thân hình tứ nguyên hóa hồng của bản thiên ma hấp thu một đạo hồng hoang chi khí trọng bảo của trong tộc, tạo thành vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân. Người có luân hồi hư vọng đao, nhưng chỉ là tam nguyên hóa hồng, làm sao có thể là đối thủ của ta được cơ chứ? Khặc khặc, luân hồi hư vọng đao này đối với ta cũng không tệ. Tiếng cười lạnh âm lệ vừa dứt, kim quang trên vai ma hoàng bỗng nhiên bắn ra bốn phía, kim quang khóa lại luân hồi hư vọng đao khiến cho luân hồi hư vọng đao lập tức đình trệ lại, không ngờ lại không có cách nào thoát ly. Khóa! Trong cái miệng khổng lồ của thiên ma chân thân màu vàng lạnh nhạt quát một tiếng khóa. Ngay lúc đó, cánh tay phải của hắn lập tức tràn ngập kim quang rực rỡ, giống như là cánh tay Crow Phật, thủ ấn khiến cho không gian vặn vẹo, ngay sau đó nắm luân hồi hư vọng đao trên vai. Một tay khóa lại, mạnh mẽ nắm lấy luân hồi hư vọng đao. Phanh! Cùng một lúc, cánh tay trái trên thiên ma chân thân cũng tràn ngập kim quang rực rỡ, sau đó một đạo quyền ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên người Lục Kinh Vân, âm thanh trầm thấp vang vọng, đồng thời khải giáp hộ thân trên người Lục Kinh Vân rạn nứt. Phụt! Trong miệng Lục Kinh Vân phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo bị đánh bay về phía sau. Luân hồi hư vọng đao trong tay cũng tuột khỏi tay, nằm trong tay ma hoàng. Luân hồi hư vọng đao, phá khóa.
Trong lúc thân hình lảo đảo bị đẩy lui, máu tươi trong miệng phun ra, ánh mắt Lục Kinh Vân đại biến, lần nữa nhanh chóng ngưng tụ một đạo thủ ấn. Ông! Trên luân hồi hư vọng đao bị ma hoàng nắm trong tay vang lên tiếng sấm minh, trên không trung trong lúc mơ hồ vang vọng tiếng sấm bộc phát ra chấn động khủng bố, tia lửa bắn ra bốn phía, khiến cho kim quang trong lúc mơ hồ bị nghiền nát. Sau đó kim quang bị dạn nứt, luân hồi hư vọng đao hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng không ngờ rẫy khỏi tay của ma hoàng. Xoạt xoạt, thân hình Lục Kinh Vân đỡ upsilon.ng nát không gian, liên tiếp bị đẩy lui, khóe miệng tràn ngập máu tươi. Nguyên lực dưới chân bắt đầu tuôn ra, chật vật ổn định thân hình, luân hồi hư vọng đao lúc này cũng hóa thành một đạo sấm sét trở về trong tay Lục Kinh Vân. Khi nhìn thân hình thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoàng trước mắt, Lục Kinh Vân lau sạch máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía xa chấn động kịch liệt. Kinh Vân thua rồi. Trên mặt Lục Lâm Thiên vẫn không có quá nhiều chấn động, vẫn đứng chắp tay, lúc này Lục Kinh Vân bị đẩy lui đã thoát khỏi đạo quang mang vô hình bên ngoài khối cự thạch. Oanh! Lục Lâm Thiên nói xong, khối cự thạch vốn dưới chân Lục Kinh Vân ầm ầm hạ xuống, thân hình của Lục Kinh Vân bỗng nhiên chịu lực lượng mạnh mẽ áp chế, bắt đầu hạ xuống, ánh mắt trên khuôn mặt tái nhợt biến ảo, thế nhưng đã bất lực. Ma Hoàng không ngờ cuối cùng lại tránh khỏi luân hồi hư vọng đao của hắn. Không ngờ Ma Hoàng này còn có át chủ bài như vậy, Kinh Vân có luân hồi hư vọng đao cũng kém hơn một chút. Trong mắt Dương Quá lúc này hiện lên vẻ rung động, chấn động, uy năng của luân hồi hư vọng đao hắn cực kỳ hiểu rõ. Lục Lâm Thiên nói, không thể khinh thường thiên ma tộc, thua thì thua a. Nếu như Kinh Vân có thể đứng lên sau lần đả kích này, đối với tu luyện về sau có chỗ tốt cực lớn, loại chỗ tốt này bất luận thiên tài địa bảo nào cũng khó có thể so sánh. Đối với việc Lục Kinh Vân thất bại, làm mất một tòa hồng hoang điện, Lục Lâm Thiên cũng không có để ý một chút nào. Kinh Vân từ lúc tu luyện cho tới nay tôi luyện cũng không ít, gặp phải hiểm cảnh sinh tử trùng trùng điệp điệp, thế nhưng chưa từng trải qua đả kích giống như hiện tại. Cho tới nay, nó đều là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ, hôm nay thua trong tay ma hoàng này, có lẽ cũng không phải hoàn toàn là một chuyện xấu. Tuy rằng đối với việc Kinh Vân làm mất một tòa hồng hoang điện đáng tiếc, thế nhưng lúc này Thương Khung Minh đã tranh được không ít hồng hoang điện, Lục Lâm Thiên hiểu rõ, hồng hoang điện đối với hắn mà nói, không thể nào so sánh với việc tôi luyện của Kinh Vân. Hắn không có cách nào giúp được chuyện này, chỉ cần Kinh Vân có thể vượt qua được lần đả kích này, đối với tu luyện về sau chỉ có trăm lợi mà không có hại. Thắng, không ngờ ma hoàng lại che giấu sâu như vậy. Lúc trước khi tranh đoạt cùng nguyên soái cũng không có xuất ra át chủ bài như vậy. Thực lực ma hoàng sợ rằng so với nguyên soái cũng không kém bao nhiêu. Ma hoàng chiến thắng, những người đã thua trong thiên la minh như bà Tu Mỹ Ngọc, bà Di, La Mỹ đều vui mừng nói. Oanh! Mà khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân ma hoàng bắt đầu nâng lên cao. Thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoàng giống như thiên thạch đáp xuống khối cự thạch. Thân hình khổng lồ so với khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân còn lớn hơn. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, giống như một vị thần. Mạnh mẽ ngăn cản khối cự thạch dưới chân nâng lên. Ma khí ngập trời, trong lúc mơ hồ có khí tức thái cổ lan tràn, khuếch tán, đôi mắt vĩ đại của ma hoàng nhìn qua đám người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Tiểu Long, Mẫu Đơn, sau đó lại khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Cung Vô Song, Nguyên Nhược Lan, Phong Du Du đã sớm chiến thắng ở phía trên, âm thanh khinh thường vang vọng. Bản thiên ma chiến thắng, chỉ là bản thiên ma lại không cam lòng, dựa theo quy định, bản thiên ma có được một tòa hồng hoang điện. Vậy thì bản thiên ma sẽ dùng tòa hồng hoang điện này đánh bạc, các ngươi ai dám xuống chiến một trận, người thắng tổng cộng nhận được hai tòa hồng hoang điện. Kẻ bại sẽ mất đi tư cách có nó, không biết đám nhân tộc nhỏ bé các ngươi có lá gan như vậy không? Khặc khặc, tiếng quát âm trầm, coi rẻ quanh quẩn trên không trung, đám người Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du, Nguyên Nhược Lan nhíu mày, các nàng rất rõ thực lực của ma hoàng lúc này, nếu như lúc này càng nàng đi ra, tỷ lệ chiến thắng sẽ không quá lớn. Khẩu vị của tên này rất lớn a, cũng có chút đầu óc, muốn dùng phép khích tướng thừa cơ kiếm lại hồng hoang điện của đám người bà Tu Mỹ Ngọc. Nhưng mà thực lực lại khó đối phó nha. Mẫu Đơn nhìn lên trên rồi nói. Còn có loại quy tắc này sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Dương Quá nghe vậy nói. Tranh đoạt lớn nhất trong Thương Khung chiến trường luôn là cuộc chiến của Thiên La Minh và Thương Khung Minh. Những năm qua Thiên Linh Cung và Phi Thiên Đạo Tặc, Tuyên Cổ Điện tuy rằng có tham dự. Thế nhưng nhân vật chính đều là Thương Khung Minh và Thiên La Minh. Lấy người thắng nhận được Hồng Hoang Điện làm ví dụ,
trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, bên trên cũng không quản nhiều. Như vậy sao? Nghe vậy linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm và Đại Hồn Anh của Lục Lâm Thiên chấn động. Thiên ma nhất tộc, đủ hung hăng càn quấy. Ngay khi Dương Quá nói xong, đồng thời Tiểu Long đã có hành động. Ma hoàng cuồng vọng khiến cho trong lòng Tiểu Long cực kỳ khó chịu, phất tay một cái, trường bào màu vàng trên người tung bay, khối cự thạch giống như ngọn núi cạnh người lập tức bắn về phía trước. Thân ảnh màu vàng lướt đi rồi đáp xuống khối cự thạch. Ngẩng đầu nhìn thiên ma chân thân khổng lồ giống như ngọn núi trước mắt, Tiểu Long nói. Tiểu tử, ta sẽ chơi đùa với ngươi. Ma hoàng cúi đầu nhìn Tiểu Long, hai mắt cực lớn có chút chấn động, trầm giọng nói. Ta biết rõ ngươi, Long huyền của thần thú thế giới, chân lý niết bàn. Chỉ tiếc bây giờ ngươi không có tư cách chiến với ta một trận, chờ ngươi chiến thắng một tòa hồng hoang điện lại tới chiến một trận với ta. Không phải là hồng hoang điện sao? Tiểu Long nhìn ma hoàng, mái tóc xoăn màu vàng cùng với ánh mắt khiến cho người ta thần phục như cười như không nói. Như vậy đi, hiện tại tuy rằng ta còn chưa thắng được một tòa hồng hoang điện, nhưng mà nếu như ngươi có thể thắng được ta. Ta đại biểu cho Thương Khung Minh giao cho ngươi hai tòa hồng hoang điện, nếu như ngươi thua, chỉ cần giao ra một tòa hồng hoang điện là được rồi. Nếu không dám thì cút xuống cho ta, đổi người khác lên là được. Tiểu Long nói xong, sâu trong thương khung chiến trường lập tức yên tĩnh. Không ít người rung động, nam tử tuấn Mỹ và nam tử mặc trường bào màu đen của Thiên La Minh lúc này đều nhìn về phía Tiểu Long. Long huyền, người dựa vào cái gì mà làm chủ thay cho Thương Khung Minh, người nói không tính được. Ma hoàng nhìn Tiểu Long một lát rồi mới cười lạnh quát, ma khí trong miệng tràn ra, khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Tiểu Long ngẩng đầu, quay đầu lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, hai tòa hồng hoang điện không có vấn đề gì chứ? Lục Lâm Thiên nhìn về phía xa, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nói. Đương nhiên, nếu như hắn có bổn sự, ba tòa hồng hoang điện cũng được. Có nghe không, nếu như thắng ta, ba tòa hồng hoang điện thì có làm sao? Không dám thì cút ngay xuống dưới. Tiểu Long nhìn ma hoàng, ánh mắt như cười như không rồi nói, ánh mắt từ từ lạnh lẽo. Ba tòa hồng hoang điện, đây là lần đánh bạc từ trước tới nay chưa từng có a. Long huyền là người chân lý niết bàn, tam nguyên hóa hồng, nhưng thiên ma tộc này đã là tứ nguyên hóa hồng, còn có át chủ bài lợi hại a. Ba tòa hồng hoang điện, đánh bạc cũng quá nhiều. Nhìn vào trong truyền tống trận thời không, trước chiến đài trong mật địa thiên giới, tất cả mọi người há hốc mồm. Ba tòa hồng hoang điện đại biểu cho điều gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Ba tòa hồng hoang điện sao? Là ngươi nói nha, ta có ngủ đâu mà không muốn. Chân lý niết bàn thì thế nào, tam nguyên hóa hồng mà thôi, còn có thể nghịch thiên hay sao? Trong thương khung chiến trường, dưới sự hấp dẫn cực lớn của ba tòa hồng hoang điện, lại thêm thiên ma tộc vốn tự ngạo, ma hoàng làm sao có thể cự tuyệt? Nếu như hắn có thể thắng lấy được ba tòa hồng hoang điện này, tăng thêm một tòa hồng hoang điện trên người hắn từ trước, vậy thì thành tích bốn tòa hồng hoang điện này đủ để khiến cho hắn thành tồn tại trước nay chưa từng có trong thương khung chiến trường. Thành tích bực này, ma hoàng biết rõ hắn có thể khiến cho cả thiên ma tộc điên cuồng, hắn cũng danh chấn trong 3.000 đại thiên thế giới. Ma hoàng nói xong, nghe vậy, Tiểu Long nhìn thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoàng, miệng nở nụ cười có chút quỷ dị, nói. Ba tòa hồng hoang điện nha, thứ này phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh lấy được hay không. Cứ thử xem sẽ biết rõ. Khi ma hoàng nói xong, ma khí quanh thân lập tức run run, quang mang màu vàng nhạt trên người đại thịnh. Ma khí ngập trời lúc này giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Không gian gió nổi mây phun, ma khí cuồn cuộn, ma hoàng mở miệng phun ra ma khí cực lớn về phía Tiểu Long, khiến cho không gian đang chấn động hóa thành mảnh nhỏ. Sau đó ma khí giống như sấm sét ma mị đánh thẳng về phía Tiểu Long. Ma khí cuồn cuộn bắn tứ tung, Tiểu Long khẽ ngẩng đầu, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân ảnh màu vàng không lùi mà tiến tới. Nhanh chóng như lưu quang phóng lên trời. Tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh Tiểu Long đã phóng lên trời, đồng thời hóa thành bản thể, hóa thân thành một đầu cự long vàng óng ánh, trên từng mảnh long lân trong lúc mơ hồ có bí văn đặc biệt, nếu như nhìn kỹ không khó nhận ra đây là một bức đồ án huyền vũ huyền ảo. Đầu cự long màu vàng này xuất hiện, năng lượng quỷ dị bàng bạc hội tụ trên không trung, khiến cho gợn sóng trong không gian nổi lên chấn động, cuồn cuộn. Khí tức khiến cho lòng người run sợ. Chấn động rít gào trong không gian, mang theo uy áp khủng bố.
Cự long rít gào, tiếng long ngâm làm cho cơ hồ tất cả cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ ở trong thương khung chiến trường cảm thấy linh hồn run rẩy kịch liệt, bên trong tiếng gầm ẩn chứa một loại uy áp khiến cho người ta không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ thiên địa và linh hồn, bất kể là nhân tộc hay thú tộc, mà ngay cả linh vật trời sinh cũng bị ảnh hưởng. Uy áp thật mạnh. Âm thanh xuyên thấu qua truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra. Trước mấy ngàn truyền tống trận hình chiếu thời không, người thú tộc nghe thấy âm thanh này run rẩy, trong thân hình đầu cự long màu vàng kia truyền ra khí tức uy áp, khiến cho huyết mạch trên người bọn họ bắt đầu sôi trào, dưới cảm giác sôi trào này điều khiển, mọi người cơ hồ không nhịn được muốn bái lạy, căn bản không có cách nào chống cự. Ngao! Cự long màu vàng rít gào, tiếng long ngâm vang vọng, quanh quẩn. Hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt bao phủ, bản thể tiểu long xông về phía thân hình tràn ngập ma khí của ma hoàng. Ma khí ngập trời kia gặp hỏa diễm màu vàng trên thân tiểu long hóa thành sương mù tiêu tán, căn bản không có cách nào tạo thành một chút ảnh hưởng nào với Lục Lâm Thiên. Biến hóa bực này khiến cho đôi mắt vĩ đại của ma hoàng biến sắc, đầu cự long màu vàng dữ tợn kia trong chốc lát đã vọt tới không trung trước người hắn, xu thế trùng kích mênh mông kia khiến cho trong lòng hắn hoảng hốt không thôi. Hừ! Trong cổ vang lên một tiếng hừ lạnh, thiên ma chân thân cực lớn của ma hoàng lướt ngang trên không trung. Cánh tay màu vàng nhàn nhạt huy động, một đạo quyền ấn cực lớn giống như thiên thạch đánh xuống người tiểu long. Nhất thời, dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập trên không trung, lập tức va chạm với thân hình tiểu long. Vô thượng thiên ma chân thân chó má. Hàn ý trong đôi mắt của tiểu long bắn ra, thân hình cự long màu vàng lập tức xoay tròn, vặn vẹo, khiến cho không gian khổng lồ quang thân nhanh chóng vặn vẹo. Cái đuôi lớn màu vàng cùng với hỏa diễm màu vàng tuôn ra. Lực lượng mạnh mẽ nương theo nhiệt độ cao khủng bố khiến cho không gian ven đường bỗng nhiên nổ tung. Trong sát na va chạm với một quyền của ma hoàng. Phanh! Đạo quyền ấn cùng với cái đuôi lớn màu vàng kia giao phong, trên không trung lập tức vang vọng âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm, cái đuôi lớn trong nháy mắt giống như thiên thạch quất vào đạo quyền ấn kia. Không gian trong nháy mắt này nổ tung, dư âm năng lượng khủng bố còn lại ở trên không trung bắn ra bốn phía. Xoạt 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 xoạt! Trong lúc năng lượng khủng bố kích động, vô thượng thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoàng trên không trung lảo đảo đẩy lui. Mỗi một bước lui về phía sau, không gian dưới chân bị đạp vỡ thành hư không. Gợn sóng trong cả phiến không Gina này bị nghiền nát, nổ tung. Mà thân hình cự long màu vàng của tiểu long chỉ khẽ chấn động một chút. Thật mạnh! Mọi người trong thương khung chiến trường nhìn vào cảnh này không khỏi rung động. Lục Kinh Vân dựa vào luân hồi hư vọng đao ở trước mặt vô thượng thiên ma chân thân của ma hoàng cũng bị thua. Mà bây giờ ma hoàng ở trước mặt tiểu long ngay chiêu đầu đã chật vật bị đẩy lui như vậy. Trình độ cường hãn của bản thể tiểu long không cần phải nói. Vô thượng thiên ma chân thân chó má, ở trước mặt bản long ngay cả cặn bã cũng không phải. Ba tòa hồng hoang điện, người không có tư cách đạt được. Tiếng long ngâm giống như gầm gừ vang vọng, hỏa diễm màu vàng quanh thân tiểu long run run. Thân hình khổng lồ chính là công kích khủng bố nhất, thân hình cự long màu vàng xẹt qua trời cao. Những nơi nó đi qua, không gian bỗng nhiên vỡ nát tạo thành một vết nứt không gian đen kịt thật dài. Đầu cự long màu vàng giống như mũi tên rời cung nhanh như thiểm điện hung hăng va chạm về phía ma hoàng. Trước mặt vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của bản thiên ma, còn chưa tới phiên người hung hăng càn quấy. Thiên ma nộ, nộ thiên quyền. Ma hoàng thu hồi ánh mắt khiếp sợ, lại lần nữa hét lớn một tiếng. Bàn chân cực lớn đột nhiên đạp mạnh hư không dưới chân ầm ầm nổ tung. Cánh tay lớn huy động, cắn răng đánh ra một đạo quyền ấn bằng ma khí khổng lồ ước chừng vài trăm thước. Ma khí cuồn cuộn chung quanh mạnh mẽ bắn ra, từ trên không trung bắn ra bốn phía, khí thế khiến cho người ta chấn động nhân tâm. Ngao! Tiểu long rít gào, long chảo dưới bụng cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo, thân hình nhảy lên, dưới long uy kinh người. Cái đuôi lớn màu vàng kia lại lần nữa nhanh như thiểm điện không hề cố kỵ va chạm với quyền ấn của ma hoàng. Rầm rầm. Dưới va chạm như vậy, không gian lập tức cứng lại, cả phiến không gian lớn mang theo vết nứt không gian cực lớn lan tràn ra chung quanh. Năng lượng kinh người khuếch tán, cả phiến không gian lớn hóa thành một cái động sâu cực lớn, đen kịt. Kinh khí khủng bố hóa thành hình cung khuếch tán, dưới khí tức hỏa diễm nóng bỏng bắn tứ tung, ma khí cuồn cuộn hóa thành sương mù tiêu tán. Xoạt xoạt, vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoàng lại một lần nữa bắt đầu lui lại, trong cổ họng vang lên tiếng trầm đỡ upsilon, c như sấm, liên tiếp lui lại vài bước,
hai bờ vai run lên, hóa giải kình khí khủng bố đi. Mà sau khi lùi lại một bước cuối cùng, không gian dưới chân mạnh mẽ bị nghiền nát, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh. Khí tức trong chớp mắt hỗn loạn, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ, dưới tình huống liều mạng, trước mặt Tiểu Long, ngay cả một chút tiện nghi hắn cũng không chiếm được. Long Huyền thật mạnh, không hổ là huynh đệ của Lục trưởng môn, người chân lý niết bàn. Trước chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh thế giới, nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trong truyền tống trận hình chiếu thời không, trong trăm vạn người bộc phát ra tiếng hoan hô, ai cũng nhìn ra, người thiên ma tộc kia hiện tại liên tiếp bị đẩy lui, bị áp chế. Ta đã nói rồi, vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của ngươi là cặn bã, ta không chơi đùa với ngươi nữa. Huyền Vũ nộ. Tiếng quát giống như long ngâm vừa dứt, thân hình cự long màu vàng cực lớn của Tiểu Long đã lần nữa xẹt qua trời cao xuất hiện trước người ma hoàng. Trên thân hình cự long màu vàng đột nhiên có một hư ảnh cự thú huyền vũ đen như mực hiển hiện, tựa như vật còn sống mang theo uy áp cực lớn, đánh về phía ma hoàng. Chi! Huyền Vũ rít lên, quy xà tương giao, không gian trước người lập tức sụp đổ từng khúc, khiến cho trong sát na ma hoàng khó có thể chống cự, chỉ có thể nhanh chóng thúc giục quang mang màu vàng nhạt từ trong cơ thể lan tràn ra. Xoẹt! Hư ảnh huyền vũ đen như mực đánh vào trên quang mang màu vàng nhàn nhạt kia, lặng lẽ không một tiếng động, thế nhưng lại khiến cho quang mang màu vàng nhàn nhạt kia chấn động, quang mang lập tức giống như mặt trời lên cao bắn ra. Trong chớp mắt này, trong chu không, gợn sóng trong không gian chung quanh bị giạt ra, vết nứt không gian nhộn nhạo lan tràn ra bốn phía. Năng lượng thái cổ khủng bố lúc này khuếch tán ra chung quanh. Giống như lặng lẽ không một tiếng động, nhưng chung quanh lại đột nhiên có áp lực. Quang mang nhàn nhạt quanh thân ma hoàng dần dần tiêu tán, vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân khổng lồ được ma khí cuồn cuộn bao phủ trên không trung hiển hiện. Hư ảnh huyền vũ trước người hắn theo vết nứt không gian nhộn nhạo cũng phai nhạt rồi biến mất. Mà lúc này thân hình cự long màu vàng của Tiểu Long ngẩng đầu đứng thẳng, uy áp cực kỳ nồng đậm tràn ngập chung quanh, khiến cho cả không trung lúc này giống như cũng phải run rẩy. Miệng hét lớn một tiếng. Thanh Long Hồn. Khi tiếng quát vừa dứt, con mắt thứ ba giống như ấn ký tà dị và yêu mị trên mi tâm Tiểu Long bỗng nhiên mở ra, một đạo quang trụ trong con mắt này bắn thẳng tới giữa không trung, giống như quang mang khuếch tán bao phủ trời xanh. Lực lượng công kích linh hồn che khuất bầu trời cũng khuếch tán ra phía chân trời. Ngao! Dưới quang mang có tiếng long ngâm truyền ra, một đầu thanh long bằng hư ảnh rít gào mang theo long uy khủng bố, cường hãn vô cùng lập tức phá không phóng về phía trước. Bỗng nhiên xông vào trong thiên ma chân thân của ma hoàng. Hư ảnh thanh long xuyên qua, ánh mắt khiếp sợ của ma hoàng bắt đầu ngốc trệ, giống như linh hồn đang chịu một loại ảnh hưởng nào đó cực lớn. Phá! Long uy tràn ngập, đuôi rồng cực lớn nương theo hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn lần nữa quật vào trên người ma hoàng. Cùng lúc này, cái đuôi lớn kia co lại, thân hình vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của ma hoàng run lên. Quang mang màu vàng trên thân hình trong lúc mơ hồ có khe nứt lan tràn ra chung quanh. Ngay sau đó từng âm thanh bạo tạc vang lên. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ trầm thấp như sấm, khuôn mặt giống như chân thực trên vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của ma hoàng nứt vỡ từng khúc. Quang mang màu vàng nhạt dần dần nứt vỡ không thấy. Ma khí ngập trời, phô thiên cái địa lan tràn, khuếch tán. Phốc phốc. Khi ma khí cuồn cuộn ngập trời tiêu tán. Hư ảnh cực lớn của ma hoàng cũng bị nghiền nát, hóa thành bộ dáng vạm vỡ vốn có trước đó của hắn. Máu tươi đen nhánh trong cái miệng rộng phun ra, thân hình nặng nề từ trên không trung rơi xuống dưới, đập vào trên khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân hắn. Ầm ầm, cự thạch chấn động, cả mặt đất cự thạch run rẩy, trong lúc mơ hồ xuất hiện khe nứt. Khối cự thạch không thể lay động lúc này cũng bị lực lượng trùng kích đánh vào, hạ xuống phía dưới không ít. Phụt, thân hình đập xuống. Trong miệng ma hoàng lần nữa lại có máu tươi phun ra, khí tức cực kỳ hỗn loạn, ánh mắt ngốc trệ lúc này mới khôi phục lại một ít. Ngao! Thân hình cự long màu vàng khổng lồ của Tiểu Long hóa thành một đạo thân ảnh mặc áo bào màu vàng, khí tức tôn quý không có cách nào che giấu, hỏa diễm màu vàng nhạt quanh quẩn ở không gian quanh thân. Đạo thân ảnh mặc áo bào vàng này giống như tia chớp màu vàng lướt xuống, phất tay đánh ra một đạo quyền ấn dẫn động năng lượng thiên địa. Đánh về phía ma hoàng đang nằm trên khối cự thạch giống như ngọn núi phía dưới. Không hổ là người chân lý niết bàn, thần thú của thần thú thế giới. Ma hoàng thua rồi. Âm thanh mờ ảo vang vọng, trong sát na này, không gian trước người ma hoàng đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh mơ hồ hiển hiện.
một đạo quyền ấn bằng năng lượng quỷ dị đột nhiên giống như sấm sét xé rách không gian nghênh đón một quyền của Tiểu Long. Phanh! Hai đạo quyền ấn lập tức va chạm, năng lượng bộc phát, trong nháy mắt khí năng lượng ngập trời, người vừa mới xuất hiện lảo đảo lui lại hai bước, dựa thế hóa giải lực lượng mạnh mẽ, ánh mắt âm thầm chấn động. Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân hiển hiện, đây chính là nam tử tuấn mỹ của thần linh tộc, nguyên soái của Thiên La Minh. Xoẹt! Thân hình Tiểu Long ở trên không trung bị đẩy lui, trường bào màu vàng quét qua, thân hình lập tức đáp xuống khối cự thạch giống như ngọn núi phía sau, mắt nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, nói: "Ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao?" "Đương nhiên không phải, Ma Hoàng đã bị thua, hắn kém hơn thần thú Long Huyền của thần thú thế giới, các hạ đã chiến thắng, không cần đại khai sát giới." Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân nhìn qua Tiểu Long, mái tóc đen nhánh búi thành búi cao, vô cùng cao quý, dáng người thon dài giống như chiếc cọc tiêu. Làn da trắng nõn, người mặc bộ hoa bào màu xanh da trời, âm thanh cũng mờ ảo dễ nghe, khiến cho người ta nghe vào tai cảm thấy cực kỳ thoải mái. Còn chưa đầu hàng thì thắng bại còn chưa phân, người muốn nhúng tay vào sợ rằng có chút không hợp lý a. Tiểu Long nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt có chút khó chịu, ánh mắt nhảy lên, tràn ngập vẻ lạnh lùng. "Ta nhận thua." Tiểu Long nói xong, Ma Hoàng đã từ khối cự thạch lớn kia chật vật đứng lên, đứng sau lưng nam tử tuấn mỹ tuyệt luân nhìn về phía Tiểu Long, ánh mắt chẳng biết từ khi nào đã chuyển thành kinh hãi. Chỉ có hắn mới biết rõ thanh niên mặc áo bào màu vàng trước mắt này có thực lực kinh khủng ra sao. Vừa rồi nếu không phải nguyên soái nhúng tay vào, hậu quả sợ rằng không cần phải nói. Coi như là hiện tại, thương thế của hắn cũng khó mà có thể khôi phục được một cách đơn giản. "Oanh!" Ma Hoàng nói xong, khối cự thạch dưới chân lập tức hạ xuống, không có cách nào ở trên cao nữa. Tiểu tử Tiểu Long này bản thể quả thực cường hãn a. Vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của Ma Hoàng cũng khó có thể chống cự. Mẫu đơn cảm thấy rung động, trình độ cường hãn của bản thể Tiểu Long quá kinh khủng. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, bản thể Tiểu Long mạnh bao nhiêu tự nhiên Lục Lâm Thiên là người rõ ràng nhất. Bản thể có thể miễn dịch với công kích linh hồn và công kích vật chất. Trình độ cường hãn như vậy quả thực chỉ có thể dùng bốn chữ nghịch thiên, biến thái để hình dung. Thực sự quá mức khủng bố. Ma khí ngập trời do Ma Hoàng kia phóng ra đối với tất cả mọi người cùng với thú tộc đều là khắc tinh, thế nhưng đối với Tiểu Long mà nói lại không có hiệu quả quá lớn. Tiểu Long đã chủ động lên đài đối phó với Ma Hoàng, vậy tự nhiên sẽ có nắm chắc, ba tòa hồng hoang điện, Ma Hoàng căn bản không lấy được. Khối cự thạch dưới chân Ma Hoàng hạ xuống. Nam tử tuấn mỹ mặc trường bào màu xanh da trời vung tay lên, khối cự thạch lớn sau lưng hắn lập tức từ phía sau phóng tới, thân hình cao ngất đáp xuống khối cự thạch, mắt nhìn Tiểu Long mỉm cười, âm thanh vẫn mờ ảo dễ nghe như vậy, hắn nói: "Hiện tại Ma Hoàng bị thua, dựa theo quy tắc vòng này sẽ do ta lên. Ngươi đã thắng được một tòa hồng hoang điện, không biết ngươi định tiếp tục chiến với ta một trận hay là người khác trong thương khung minh sẽ ra trận?" Tiểu Long nhìn nam tử tuấn mỹ tuyệt luân trước mắt, mái tóc xoăn màu vàng tung bay, ánh mắt thâm thúy khẽ đảo, lập tức nhìn qua đám người Lục Lâm Thiên, Mẫu Đơn, Dương Quá còn lại trong thương khung minh, sau đó lại nhìn nam tử tuấn mỹ tuyệt luân và nam tử mặc trường bào màu đen như mực phía trước, ánh mắt âm thầm biến ảo, nói: "Ta đã thắng được một tòa hồng hoang điện, về phần ngươi sao? Tự nhiên sẽ có người đối phó với ngươi." Ầm ầm. Tiểu Long nói xong, khí tức quanh thân từ từ thu liếm, khối cự thạch dưới chân lập tức nâng lên. Đánh bại Ma Hoàng, thu được một tòa hồng hoang điện cũng đã chiến thắng. Mắt thấy khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân Tiểu Long nâng lên, nam tử tuấn mỹ tuyệt luân lẳng lặng đứng chắp tay, khẽ ngẩng đầu lên trời cao, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng. Sau đó người này cúi đầu, mắt nhìn ba người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Mẫu Đơn cách đó không xa, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười vui vẻ, ánh mắt cuối cùng từ trên người Lục Lâm Thiên sang Dương Quá, nói: "Thần linh nhiễm hồng trong Thiên La Minh, chân lý Niết Bàn, nghe nói Dương Quá của Thiên Địa Các cũng là quy chân Niết Bàn cực kỳ hiếm thấy, mong các hạ chỉ giáo một phen." "Chỉ giáo thì không dám nhận, đồn rằng tộc nhân thần linh tộc đều có thiên phú không gì sánh nổi, ta đang muốn mở mang tầm mắt một phen." Dứt lời, khối cự thạch sau lưng Dương Quá lướt đi, trường bào màu xám trên người không gió mà bay. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Mẫu Đơn khẽ gật đầu. Thân ảnh lập tức giống như một đạo lưu quang phóng về phía trước theo khối cự thạch. Khí tức nặng nề chấn động, khiến cho phiến không gian này run lên. Siêu siêu. Thần linh nhiễm hồng nhìn Dương Quá, đôi mắt dưới hai hàng lông mày kiếm chấn động, biến ảo,
trong mắt lơ đãng bắn ra tinh quang khiến cho người ta không dám xem thường, hắn nhìn về phía Dương Quá cười nói. Bắt đầu đi, quy chân niết bàn, ta cũng rất chờ mong a. Vậy thì bắt đầu đi. Dương Quá nói xong, quang mang màu vàng đất quanh thân lan tràn ra, không gian quanh thân nổi lên chấn động giống như thời không loạn, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Siêu. Khi thân ảnh Dương Quá lần nữa xuất hiện, không gian trước người thần linh Nhiễm Hồng lặng lẽ nổi lên chấn động, vặn vẹo, thân ảnh mặc trường bào màu xám nhảy ra, một đạo quyền ấn trong tay mang theo áo nghĩa thuộc tính thổ nặng nề liên miên không ngớt đánh về phía thần linh Nhiễm Hồng. Áo nghĩa không gian và áo nghĩa thuộc tính thổ thật mạnh, không có sát khí, lại mang theo uy áo thiên địa, không hổ là người quy chân niết bàn. Trong sát na này, thần linh Nhiễm Hồng dường như cũng đã sớm có sự chuẩn bị, ngay khi thân ảnh Dương Quá vừa mới xuất hiện, trường bào màu lam trên người chấn động, năm ngón tay khẽ co lại, giống như long chảo thủ xuyên thấu không gian phóng ra. Khóa! Thủ ấn như chảo giống như quỷ mị hiển hiện, tránh thoát khỏi quyền ấn, đánh về phía cổ tay Dương Quá, nhanh như thiểm điện, thế như sấm sét. Cởi! Thân hình Dương Quá lướt ngang, hóa quyền thành chỉ, áo nghĩa quen thuộc trên người bỗng nhiên biến đổi, một đạo chỉ ấn mang theo thuộc tính phong sắc bén bắn về phía trước. Chỉ ấn lập tức đánh về phía chảo ấn của thần linh Nhiễm Hồng đang phóng tới. Sắc mặt thần linh Nhiễm Hồng lặng lẽ biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ rung động, dường như hắn không ngờ tốc độ của Dương Quá cũng nhanh như vậy. Bàn tay nắm chặt hóa thành quyền ấn, một đạo quyền ấn lập tức được đánh ra, hai cỗ năng lượng ầm ầm va chạm. Năng lượng khủng bố chấn động lập tức bộc phát. Phanh! Lực lượng bộc phát, thân hình hai người đồng thời lảo đảo lui lại, thân hình hai người xẹt qua giữa không trung. Trên không trung trong sát na hiện lên vết hằn thật sâu. Dương Quá không kém, thần linh Nhiễm Hồng cũng rất mạnh. Một chân lý niết bàn, một quy chân niết bàn, sợ rằng khó tránh khỏi được một trận kịch chiến. Muốn phân ra thắng bại sợ cũng không dễ. Ánh mắt mẫu đơn rung động, nhìn phía trước rồi nói với Lục Lâm Thiên bên cạnh. Lục Lâm Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, nói. Kịch chiến đương nhiên không thể tránh được, muốn phân thắng bại cũng không nhất định phải rất lâu. Trong thương khung chiến trường, quyết đấu của quy chân niết bàn và chân lý niết bàn cơ hồ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người nhìn vào, con mắt không nháy lấy một cái. Soạt, hai người trên không trung đồng thời bị đẩy lui rồi ổn định thân hình. Nam tử tuấn mỹ dáng người giống như cọc tiêu, người mặc hoa bào màu lam khẽ ngẩng đầu nhìn Dương Quá, khuôn mặt tuấn mỹ. Thân hình vạm vỡ, to lớn của Dương Quá lơ lửng trên không trung, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt cương nghị giống như đao khắc. Trong mắt, tinh mang giống như thực chất bắn ra, ánh mắt thâm thúy sáng ngời, không có bất kỳ tạp chất nào. Hai thanh niên, một tuấn mỹ tuyệt luân, một cương nghị xuất trần, thế nhưng đều giống nhau ở một chỗ hiên ngang vô cùng. Hai thanh niên đỉnh phong nhất trong thiên địa lúc này nhìn nhau, khí tức thoạt nhìn bình tĩnh, thế nhưng đã sớm đối chọi gay gắt. Bỗng nhiên, thần linh Nhiễm Hồng nhìn Dương Quá nói. Không bằng sớm phân thắng bại một chút, được không? Ta đang có ý đó. Dương Quá gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lan tràn ra tinh mang, lập tức trên không trung xuất hiện một màn khiến cho người ta kinh ngạc. Hai người bọn họ đang làm gì vậy? Hai người bọn họ sao vậy? Trong ngoài thương khung chiến tường, vô số người ngẩng đầu nhìn lên hai thanh niên đỉnh phong, thiên phú tuyệt đỉnh trong thiên địa đang lơ lửng trên không trung, ánh má tê ca anh ngạc không thôi. Chỉ thấy trong quyết đấu hung hiểm lúc nào cũng có thể xảy ra này hai người lại đột nhiên nhắm hai mắt lại. Oanh! Chỉ là hai người nhắm mắt, cả không trung bỗng nhiên tự dưng run lên, mà trên khuôn mặt hai người Dương Quá và thần linh Nhiễm Hồng đều có một đạo quang mang bao phủ thân hình vào bên trong, quang mang chói mắt lập tức khuếch tán ra. Hai đạo quang mang chói mắt khuếch tán, lập tức bao phủ cả không trung của thương khung chiến trường. Quang mang chói mắt khuếch tán, lan tràn, thiên uy cuồn cuộn lập tức từ chỗ sâu trong trời xanh tuôn ra. Hai đạo quang mang khuếch tán ra ốn phía. Lập tức va chạm lại một chỗ giống như hai cơn sóng biển va chạm, lập tức tạo thành gợn sóng mạnh mẽ. Ầm ầm. Mà trong chớp mắt này, tiếng sấm minh, gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn đều xuất hiện trong thương khung chiến trường, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, năng lượng lập tức bạo động. Không gian rung chuyển, uy áp bao phủ khiến cho linh hồn mọi người rung động, toàn thân run rẩy. Xuyên thấu qua truyền tống trận hình chiếu thời không. Cỗ uy áp kia cũng đủ để khiến cho những sinh linh có thực lực không đủ phủ phục. Chân lý niết bàn và quy chân niết bàn giao phong, hai người đang thiên chiến a. Lục Lâm Thiên nhìn lên trên không trung,
ánh mắt rung động, thần linh nhiễm hồng này và đại ca dương quá, một chân lý niết bàn một quy chân niết bàn, hai người chính là hai loại đại thừa niết bàn giao thủ, đã không phải là đối chiến đơn thuần, mà là hai loại năng lượng thiên địa quyết đấu. Loại trạng thái này cũng chỉ có quy chân niết bàn và chân lý niết bàn mới có thể đạt tới, thường nhân căn bản khó có thể chạm vào được. Oanh, oanh, oanh. Giao phong như vậy, không trung trong thương khung chiến trường liên tiếp run rẩy, trong thiên địa bắt đầu phát ra tiếng nổ trầm thấp, trong chớp mắt ngắn ngủi cả thiên địa rung chuyển không ngớt, thiên uy cuồn cuộn đổ xuống. Xoẹt. Không gian liên tiếp nổ vang, trên trời cao xuất hiện một lỗ đen cực lớn. Tia sáng chói mắt giống như mặt trời hàng lâm, từ chỗ sâu trong trời cao lan tràn ra. Quang mang lan tràn, vô thanh vô tức, nhưng lại nương theo thiên uy cực lớn. Thiên uy mạnh mẽ, yên lặng, thế nhưng lại khiến cho những cường giả đỉnh cấp trong đám người cùng thế hệ cảm thấy linh hồn bắt đầu rung động, toàn thân run rẩy, vô số người run run. Dưới quang mang chói mắt dưới trời xanh này, chỉ có hai đạo thân ảnh cao ngất trên không trung đang lơ lửng đứng, giống như bàn thạch đứng sừng sững trên trời xanh, giống như là hòa vào một thể với thiên địa. Siêu siêu. Bỗng nhiên hai con mắt nhắm chặt của hai người đồng thời mở ra, ánh mắt như sao, mờ ảo khôn cùng. Tinh mang giống như thực chất từ trong mắt hai người mạnh mẽ bắn ra. Hai đạo tinh mang giống như thực chất va chạm với nhau, khiến cho gợn sóng trên không trung cuồn cuộn, gợn sóng trong cả phiến không gian chấn động, cuồn cuộn tự như nước sôi. Ông! Một tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng, hư ảnh một thanh trường kiếm rộng bản màu vàng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Quá rồi xoay quanh đầu hắn không ngớt. Uy áp ngập trời lần nữa gia nhập, uy áp khủng bố tới từ thanh kiếm rộng bản màu vàng kia. Uy áp này khiến cho người ta đứng từ phía xa nhìn vào cũng cảm thấy tâm thần rung động kịch liệt. Thứ này, chấn thiên, uy áp bực này, chấn thiên là bán thánh khí, thực sự là bán thánh khí. Lục Lâm Thiên nhìn hư ảnh thanh kiếm rộng bản màu vàng kia, nhìn hư ảnh màu vàng đang xoay quanh đỉnh đầu Dương Quá, đây rõ ràng là hư ảnh của chấn thiên tới từ linh vũ thế giới. Chỉ là uy áp trên thân chiến thiên lan tràn ra đã sớm không giống như lúc trước. Uy áp kinh người này không chút nào dưới luân hồi hư vọng đao, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên có thể khẳng định, chấn thiên trong tay đại ca Dương Quá lúc này đã đạt tới trình độ, đẳng cấp của thập đại bán thánh khí. Chẳng lẽ, chấn thiên của Thánh Hoàng, chấn thiên là Thánh Hoàng chấn thiên kiếm, một trong thập đại bán thánh khí sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói, ánh mắt chấn động kịch liệt, từ uy áp và năng lượng trên chấn thiên có thể nhìn thấy. Sợ rằng đã đạt tới trình độ bán thánh khí như Thánh Hoàng chấn thiên kiếm trong lời đồn kia. Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng có thể xuất hiện trong linh vũ thế giới, Thánh Hoàng chấn thiên kiếm có thể xuất hiện trong linh vũ thế giới Lục Lâm Thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chủ nhân, đó là Thánh Hoàng chấn thiên kiếm, một trong thập đại bán thánh khí, nó cũng chưa còn khôi phục. Trình độ khôi phục hiện tại có lẽ không kém luân hồi hư vọng đao là bao. Lúc này, trong đan điền Lục Lâm Thiên, Tử Lôi Huyền Đỉnh lên tiếng nói. Đúng là Thánh Hoàng chấn thiên kiếm trong thập đại bán thánh khí sao? Ồ! Bỗng nhiên, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trên người thần linh nhiễm hồng, trên trán hắn ta xuất hiện hư ảnh một chiếc trượng. Chiếc trượng này toàn thân tràn ngập kim quang rực rỡ, khắc vô số ký tự giống như phản văn, quang mang lập lòe, tràn ngập tiếng phạm âm giống như tiếng sấm minh. Hư ảnh chiếc trượng này xuất hiện, lại uy áp kinh người tới tận cùng hàng lâm trong trời xanh. Nương theo uy áp chân lý niết bàn quanh thân thần linh nhiễm hồng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy năng càng thêm mạnh mẽ. Ông! Trong sát na này, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong cơ thể Lục Lâm Thiên trong lúc vô hình lần nữa run run không hiểu, âm thanh kinh ngạc từ trong người Lục Lâm Thiên truyền ra. Chủ nhân, là Phật Nộ Cực Kim Trượng, người thần linh tộc kia đang thúc giục Phật Nộ Cực Kim Trượng, từ khí tức xem ra, hiện tại Phật Nộ Cực Kim Trượng đã khôi phục mạnh hơn luân hồi hư vọng đao và Thánh Hoàng chấn thiên kiếm không ít. So với ta cũng không hơn kém là bao. Là một trong thập đại bán thánh khí, Phật Nộ Cực Kim Trượng. Trên người thần linh nhiễm hồng cũng có Phật Nộ Cực Kim Trượng, một trong thập đại bán thánh khí. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thập đại bán thánh khí, tuy rằng Tử Lôi Huyền Đỉnh xếp ở vị trí đầu tiên, thế nhưng đó không phải là bài danh uy năng, có thể nói là khó phân trên dưới, Phật Nộ Cực Kim Trượng, không dưới Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm. Thập đại bán thánh khí. Bất luận một kiện nào đều là chí bảo đỉnh tiêm nhất trong thiên địa này, bình thường ngay cả một kiện cũng khó có thể nhìn thấy. Hôm nay thập đại bán thánh khí trừ Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người hắn ra đã có 3 kiện hiện thân. Tăng thêm Tử Lôi Huyền Đỉnh là 4 kiện thánh khí có mặt ở đây.
Chuyện này cũng đủ để khiến cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ một hồi. Mà trong lúc khiếp sợ, đồng thời trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ ngưng trọng. Tử Lôi Huyền Đỉnh cảm giác Phật Nộ Kim Cương Trượng khôi phục hơn nhiều Luân Hồi Hư Vọng Đao và Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm, đại ca Dương quá gặp phải phiền phức rồi. Đi! Trong lúc hư ảnh kiếm quang trên đầu xoay quanh, trong tay Dương Quá đánh ra một đạo kiếm quyết phóng lên trời. Quang mang trên hư ảnh kiếm quang đang xoay quanh ở đỉnh đầu hắn đại thịnh, chỉ một thoáng nhanh chóng phóng lên trời bắn về phía thần linh Nhiễm Hồng. Đi! Trong miệng thần linh Nhiễm Hồng cũng vang lên một tiếng đi, hư ảnh chiếc trượng trên trán cũng giống như một đạo lưu quang màu vàng phóng đi. Hư ảnh kiếm quang cùng với hư ảnh chiếc trượng va chạm. Hai đạo lưu quang màu vàng, hai cỗ uy áp kinh người lập tức va chạm, cũng không có tạo thành tiếng sấm minh, cũng không có mây đen cuồn cuộn, sau khi va chạm, vô thanh vô tức. Nơi hai đạo lưu quang màu vàng này va chạm, bên trong đều có quang mang chói mắt giống như hình tròn lan tràn ra bốn phía, khiến cho gợn sóng trong không gian chung quanh rung động kịch liệt, giống như sóng nước khuếch tán trên trời xanh. Hai cỗ quang mang va chạm, trong lúc nhất thời rằng co không dứt, quang mang chói mắt giống như mặt trời ban trưa kia khuếch tán ra bốn phía. Uy áp vô thanh vô tức bao phủ không trung, khiến cho những cường giả đỉnh cấp trong đám người cùng thế hệ ở đây cảm thấy ngực mình như có một tảng đá đè nặng, vô cùng khó thở. Xoẹt! Hai cỗ quang mang chói mắt va chạm với nhau, có ánh mắt chờ đợi, hãi hùng khiếp vía cùng với rung động nhìn vào. Rốt cuộc, hai đạo hư ảnh trường kiếm và quải trượng đồng thời tiêu tán từng khúc, hai cỗ quang mang chói mắt giống như pháo hoa mỹ lệ lập tức tiêu tán. Khi hai đạo hư ảnh tiêu tán, quang mang chói mắt trên trời xanh đồng thời được thu liễm. Siêu! Trên không trung, thân hình Dương Quá lảo đảo lui về phía sau một bước, khóe miệng có máu tươi từ từ tràn ra. Thân hình thần linh Nhiễm Hồng run lên, sắc mặt biến thành tái nhợt, thế nhưng từ vẻ bề ngoài có thể thấy được nhẹ nhàng hơn Dương Quá không ít. Người chân lý Niết Bàn, Phật Nộ Kim Cương Trượng, quả thực rất mạnh. Ta thua! Ánh mắt giống như sao hiện lên vẻ quái dị, Dương Quá nhìn thần linh Nhiễm Hồng. Ống tay áo màu xám lau vết máu ở khóe miệng, tuy rằng bị thua thế nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt tới cực điểm, cũng không có quá nhiều chấn động. Đối phương là chân lý Niết Bàn, trên người lại mang Phật Nộ Kim Cương Trượng, vô luận là thiên phú hay là linh khí cũng không dưới hắn, thua cũng không có gì không chấp nhận được. Đa tạ, thần linh Nhiễm Hồng mỉm cười, tuy rằng chiếc thắng, thế nhưng trên không mặt tuấn Mỹ cũng không có vẻ gì là vui mừng, khuôn mặt lạnh nhạt, giống như không hề bận tâm. Dương Quá vẫn thua. Âm thanh của mẫu đơn có chút bất đắc dĩ, lập tức nhìn về phía trước nói. Thần linh Nhiễm Hồng này rất mạnh, đánh bại Dương Quá, thậm chí ngay cả khí tức tu vi hiện tại trên người hắn ta cũng không nhìn ra, người này quá quỷ dị. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, thần linh Nhiễm Hồng không phải là người bình thường. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên vẫn lạnh nhạt như vậy, lập tức nói với mẫu đơn. Thần linh Nhiễm Hồng này luôn ẩn giấu tu vi. Sợ rằng trên người cũng có thủ đoạn gì đó che giấu. Muốn nhìn thấu tu vi chính thức của hắn, sợ rằng phải khiến cho hắn ta bộc lộ hết thực lực mới được. Thần linh Nhiễm Hồng đánh bại Dương Quá, cũng không dùng toàn lực sao. Mẫu đơn quay đầu lại, con mắt màu đỏ nhìn qua Lục Lâm Thiên, không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Thần linh Nhiễm Hồng này khiến cho người ta nhìn không thấu. Lục Lâm Thiên nhíu mày, những năm gần đây, người có tu vi cho dù mạnh mẽ hơn hắn chỉ cần nhìn một cái đều có thể nhìn trộm được một ít khí tức. Nhưng mà thần linh Nhiễm Hồng này lại là người đầu tiên khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác càng dò xét càng thâm bất khả trắc, cảm giác ngày càng mờ ảo, loại cảm giác này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày. Oanh! Trên không trung, Dương Quá bị thua, khối cự thạch dưới chân hắn hạ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt đáp xuống khối cự thạch, nhét mấy viên đan dược vào trong tay. Khối cự thạch dưới chân thần linh Nhiễm Hồng nâng lên, lập tức đứng song song cùng đám người Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long đã chiến thắng từ lâu ở phía xa. Dựa theo quy tắc, bên thua sẽ lên đài trước, Thiên La Minh chỉ còn có một người. Mà chúng ta còn có hai. Mẫu đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nhìn sang bốn phía, trận đầu Nguyên Nhược Lan bắt đầu, Đại Hồn Anh, Linh Hồn Phân Thân Thái Cổ U Minh Viêm, Bắc Cung Vô Song. Phong Du Du, Tiểu Long, 6 người thắng được 6 tòa Hồng Hoang Điện, còn lại 2 tòa Hồng Hoang Điện, Thiên La Minh chỉ còn lại một người, quy tắc này dường như có chút phiền phức nho nhỏ. Nhưng mà loại tình huống này những năm qua cũng chưa phải chưa từng nhìn thấy qua. Một người còn lại cuối cùng phải khiêu chiến bất luận một ai đã chiến thắng,
nếu như chiến thắng thì có thể nhận được một tòa Hồng Hoang Điện, đối phương vốn đã có Hồng Hoang Điện trong tay, nếu như đối phương tiếp tục ra tay, dưới tình huống đã giao thủ từ trước cho nên vốn đã tiêu hao, ở trong hoàn cảnh xấu. Nhưng nếu như bất hạnh mà thua, vậy thì tòa Hồng Hoang Điện thứ 9 này cũng bị đối phương bỏ vào trong túi. Cho nên vạn nhất khiêu chiến đối phương bị thua, đối phương chiến thắng, vậy là có thể nhận được hai tòa Hồng Hoang Điện. Mẫu đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên, con mắt màu đỏ khẽ đảo, tiếp tục nói. Dựa theo quy tắc, trận này ngươi lên, nếu như có thể chiến thắng là có thể nhận được tòa Hồng Hoang Điện thứ 8, nhưng ta sợ rằng đến lúc đó không có cách nào làm gì được thần linh nhiễm hồng. Chỉ bằng trận này ta lên, nếu như có thể đánh bại Thích Thiên kia là có thể nhận được một tòa Hồng Hoang Điện. Nếu như bị thua, đối với Thương Khung Minh cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà ngươi ít nhất sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội nhận được hai tòa Hồng Hoang Điện. Lục Lâm Thiên nghe vậy nhìn thanh niên mặc trường bào đen như mực phía trước, sau đó nhìn mẫu đơn nói. Thích Thiên kia có lẽ rất mạnh, nàng có nắm chắc không? Ta có thể cảm giác được tên kia rất mạnh, thế nhưng dường như không còn lựa chọn nào khác. Mẫu đơn nói. Lục Lâm Thiên híp mắt lại, sau đó nói. Vậy nàng nên cẩn thận một chút. Yên tâm đi, lực bảo vệ mình ta vẫn có. Âm thanh như chuông bạc của mẫu đơn vang lên, âm thanh giống như ma âm truyền ra. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, thân hình mềm mại kia lập tức tiến lên, khối cự thạch sau lưng lập tức lướt ngang ra giữa không trung. Oanh! Khối cự thạch dừng lại giữa không trung, một đạo lưu quang màu đỏ theo sát đáp xuống khối cự thạch. Mẫu đơn mặc một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển. Bao phủ thân hình mềm mại, trước sau lồi lõm, khí tức toàn thân mê người lại mang theo kịch độc, giống như là một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ thế nhưng lại bị nhiễm độc vậy. Thiên Linh Cung mẫu đơn của Thương Khung Minh, Thiên La Minh cũng chỉ còn lại một mình ngươi, chân lý niết bàn, không biết thực lực thế nào. Trên khối cự thạch, mẫu đơn nhìn nam tử mặc trường bào màu đen như mực, đường cong động lòng người như ẩn như hiện, mị hoặc, máu tanh. Mái tóc màu đỏ rối tung xóa xuống tới bờ mông ngạo nghễ. Khuôn mặt tuyệt mỹ, hai con mắt màu đỏ mang theo vẻ mê người, khí chất trang nhã, kiều mị, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Oanh! Nam tử mặc trường bào màu đen này cực kỳ lạnh lùng, cũng không có trả lời nói của mẫu đơn mà trường bào màu đen run lên, khối cự thạch dưới chân lập tức lướt ngang về phía trước. Ầm ầm va chạm với khối cự thạch dưới chân mẫu đơn. Ánh mắt nhìn mẫu đơn, trên khuôn mặt tuấn lãng không có quá nhiều chấn động, nói. Ta đã nghe nói qua ngươi. Bản thể là huyết linh mẫu đơn, nhân vật đại biểu đám người đồng lứa trong Thiên Linh Cung. Nhưng mà ở trước mặt ta ngươi còn chưa đủ. Về tu luyện thêm 2.000 năm nữa đi, nói không chừng còn có cơ hội thắng ta. Nể mặt ta và ngươi đều là linh vật trời sinh, nếu như bây giờ ngươi đầu hàng có lẽ sẽ bớt chịu đau khổ một chút. Khanh khách, mẫu đơn nghe vậy lập tức cười tươi như hoa, vẻ mặt khẽ biến đổi. Quanh thân có khí tức huyết sát tuôn ra. Chấn động giống như vô hình trong thiên địa từ trong cơ thể nàng trào ra, miệng nói. Vậy thì phải thử xem một chút mới biến được, không chiến mà hàng cũng không phải là phong cách của ta. Chính ngươi đã muốn chịu đau khổ thì ta cũng không làm khó ngươi vậy. Động thủ đi, ta cũng muốn biết người mạnh nhất trong đám người đồng lứa của Thiên Linh Cung rốt cuộc thực lực đã tới tình trạng nào. Nam tử mặc trường bào màu đen nói, ánh mắt nhìn mẫu đơn cũng không quá để ý, nói. Nhớ kỹ, ta gọi là Thích Thiên nhìn thấy Thiên Linh Cung là khó chịu. Vậy ta sẽ không khách khí. Khẽ cắn môi, trong đôi mắt màu đỏ của mẫu đơn bắn ra hàn ý, âm thanh như chuông bạc vừa dứt. Khí tức huyết sát quanh thân mẫu đơn bắt đầu bạo động, phô thiên cái địa khuếch tán khiến cho cả phiến không gian chung quanh run lên, tự dưng khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Siêu! Trong sát na ngắn ngủi. Thân ảnh xinh đẹp của mẫu đơn đã hóa thành một đoàn quang mang huyết sắt phóng về phía nam tử mặc áo bào màu đen, thân ảnh chỉ lóe lên đã xuất hiện trước mặt nam tử mặc trường bào màu đen này. Khuôn mặt tuyệt mỹ, mê người, vừa rồi còn mới tươi cười như hoa lúc này trong nháy mắt đã chuyển thành lạnh lẽo như băng, khí tức huyết sắt quanh thân chấn động. Bàn tay trắng như ngọc huy vũ, trong bàn tay có một đạo quang trụ màu trắng đột nhiên bắn ra, năng lượng chấn động đáng sợ từ trong đạo quang trụ màu trắng này lan tràn ra. Xoẹt. Đạo quang trụ bằng năng lượng huyết sát bắn ra, trong chốc lát xuất hiện trước người Thích Thiên, xuyên thủng không gian phóng tới. Thân ảnh Thích Thiên hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng lại không bắn ra tứ phía trong gợn sóng không gian đang nhộn nhạo, rõ ràng tốc độ của hắn ta nhanh chóng vô cùng, lưu lại một đạo tàn ảnh.
còn kém một chút. Âm thanh lạnh lùng vang lên, thân ảnh Thích Thiên lập tức xuất hiện sau lưng mẫu đơn, trường bào màu đen tung bay, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng minh mông vô cùng, khiến cho cả không gian cứng lại, khí tức quỷ dị lan tràn ra, bao phủ cả phiến không gian lớn, khiến cho khí tức huyết sát quanh thân mẫu đơn bị ngăn cản lại. Loại khí tức này cực kỳ quá dị, hoàn toàn trái ngược với khí tức trên người minh linh chủng tộc, khí tức này có chút hạo nhiên chính khí giống như Phật, khiến cho trong lòng người ta âm thầm nhộn nhạo. Dưới loại khí tức này, khiến cho người ta nhìn không được mà có cảm giác phứt đao thành vật, rất khó sinh ra lòng phản kháng dưới loại khí tức tà dị này. Khí tức thật tà dị. Trên ngọn núi giống như khối cự thạch, ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên biến đổi. Linh vật trời sinh Thích Thiên đồng thời là chân lý Niết Bàn này có khí tức kỳ dị, có thể không phải là khí tức hạo nhiên chính khí chân chính, cũng không phải là Phật khí, đây chẳng qua là khí tức tà ác, yêu dị tới tận cùng. Cỗ khí tức yêu tà này khiến cho người ta không thể tưởng tượng ra. Đây cũng là khí tức đầu tiên Lục Lâm Thiên chứng kiến trong cuộc đời này, chỉ là dưới cỗ khí tức này, cũng đủ để khiến cho người ta bị mê hoặc tâm trí, trong lúc bất chi bất giác chịu ảnh hưởng rồi bị khống chế. Thật mạnh! Khí tức huyết sát bị ngăn cản, ánh mắt mẫu đơn biến đổi, thân ảnh màu đỏ giống như hồ điệp nhanh chóng quay người, bàn tay thon mềm phất tay điểm một cái, khí tức huyết sát quanh thân tuôn ra, cả phiến không gian này đột nhiên chấn động. Siêu! Không gian bị nghiền nát, ống tay áo màu đen của Thích Thiên vung lên, trên bàn tay trắng nõn, thon dài kia hiện lên quang mang màu đen nhàn nhạt, một đạo trưởng ấn màu đen mang theo quang mang đại thịnh, khí tức giống như Phật khí. Một đạo trưởng ấn hàng lâm. Những nơi nó đi qua, hư không hiện lên không gian đen kịt, khí tức quỷ dị lan tràn ra chung quanh trời xanh, lập tức xuất hiện trước người mẫu đơn. Ầm ầm, trong sát na này hư không run rẩy, gió nổi mây phun, thậm chí còn mang theo sấm sét màu đỏ lập lòe, quang mang màu đỏ chói mắt từ trong cơ thể mẫu đơn tuôn ra, chấn động vô hình giống như cơn lốc từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa tuôn ra, trên cánh tay có một đạo trưởng ấn được kết, một đạo trưởng ấn màu đỏ hiển hiện. Phanh phanh. Hai đạo trưởng ấn lập tức va chạm, âm thanh bạo liệt hung hãn giống như tiếng sấm vang vọng giữa trời quang. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, hư không chung quanh bị sốc lên, tạo thành một cái động sâu. Xoạt xoạt, mẫu đơn bị đẩy lui, thân ảnh Thích Thiên lại giống như bàn thạch không thể bị lay chuyển, cao thấp trong nháy mắt này đã có thể nhìn ra được. Ta đã nói ngươi không phải là đối thủ. Trưởng ấn va chạm, Thích Thiên cũng không có bất kỳ trì hoãn nào, thân ảnh lại lần nữa lướt đi. Trường bào màu đen tung bay, vô số quang mang màu đen cực kỳ quỷ dị nương theo vết nứt không gian đen kịt, thâm thúy giống như một cái thông đạo không gian, trực tiếp xuất hiện trước người mẫu đơn. Vô số năng lượng màu đen lan tràn tới, sắc mặt mẫu đơn khẽ biến, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kiêng kỵ, chấn động vô hình trong thiên địa giống như cơn lốc từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa khuếch tán ra. Không trung gió nổi mây phun, mây đen chằng chịt, thậm chí còn có sấm sét hiển hiện. Xoẹt. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, lưu quang giống như sấm sét màu đỏ từ trong người mẫu đơn không ngừng thoát ra, mang theo chấn động vô hình mà minh mông giống thiên địa chấn động, lại giống như một cơn lốc từ trong người nàng khuếch tán, ngăn cản năng lượng màu đen quỷ dị kia ở bên ngoài. Có chút bổn sự, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Khi Thích Thiên mở miệng nói chuyện, thân hình cao ngất của hắn đã xẹt qua trời cao, đi từng bước về phía mẫu đơn. Năng lượng màu đỏ cùng với sấm sét lập lòe kia có thể ngăn cản được một ít năng lượng màu đen, thế nhưng lại không thể ngăn cản được bước chân của Thích Thiên. Con mắt màu đỏ của mẫu đơn chấn động, bộ cung trang trên người tung bay, khí tức huyết sát mênh mông chung quanh hóa thành một cái biển màu đỏ, bắt đầu bao phủ Thích Thiên vào bên trong. Trong biển máu lập tức ngưng tụ ra chín đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ, toàn thân dường như có huyết quang quanh quẩn, giống như bên trong có máu tươi lưu chuyển, cánh hoa tách ra. Khí tức huyết sát ngập trời lan tràn. Siêu siêu. Chín đóa huyết linh mẫu đơn khủng bố xoay tròn tựa như chín cái miệng khủng bố của chín đầu hung thú màu đỏ, lập tức bao phủ Thích Thiên, giống như muốn thôn vệ hắn ta. Một chút thủ đoạn này không cần phải thi triển. Thích Thiên nói xong, phất tay một cái, năm ngón tay liên tiếm diểm, tổng cộng có 9 đạo năng lượng màu đen phóng ra, năng lượng màu đen xé rách không gian. Dùng tốc độ và khí thế rung động nhân tâm lập tức đánh vào trên 9 đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ ước chừng hơn ngàn thước. 9 đạo năng lượng màu đen cùng 9 đóa hoa huyết linh mẫu đơn khổng lồ trong nháy mắt va chạm vào một chỗ. Chỉ rằng có được một lát, huyết linh mẫu đơn xoay tròn không ngớt, sau đó thân thân chuyển thành màu đen. Rầm rầm rầm. 9 tiếng trầm thấp, bạo liệt vang vọng,
9 đóa huyết linh mẫu đơn bị phá hủy, sau đó hóa thành khí tức huyết sát ngập trời, ngay sau đó bị chôn vùi trên không trung. Rất mạnh, không phải bình thường. Trên khối cự thạch, Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía trước chấn động kịch liệt. Thực lực của Thích Thiên kia giống như thần linh nhiễm hồng, thâm bất khả trắc. Không hề nghi ngờ trong đám người cùng thế hệ của Thiên La Minh, Thích Thiên này cùng với thần linh nhiễm hồng là người mạnh nhất. Thích Thiên này thậm chí không dưới thần linh nhiễm hồng bao nhiêu, loại thực lực này cho dù mẫu đơn có mạnh mẽ đi chăng nữa sợ rằng cũng chỉ có thể bị áp chế. Phụt! 9 đóa huyết linh mẫu đơn bị nghiền nát, thân ảnh xinh đẹp của mẫu đơn hiển hiện trong khí tức huyết sát ngập trời đang tiêu tán, khuôn mặt mị hoặc kia lúc này tái nhợt, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình mềm mại lảo đảo bị đẩy lui không ít. Ta thua, không hổ là người chân lý niết bàn, ta không phải là đối thủ. Tòa hồng hoang điện này là của ngươi. Mẫu đơn lau sạch vết máu ở khóe miệng, con mắt màu đỏ lập lòe, sau một phen ra tay này mẫu đơn đã có thể xác định ra thực lực đối phương đã hơn xa nàng. Cho dù là cấp độ của bản thể linh vật trời sinh, đối phương cũng không dưới nàng. Thậm chí dưới cỗ khí tức quỷ dị kia của đối phương, trong lúc mơ hồ nàng có thể cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Bởi vậy mẫu đơn biết rõ mình không phải là đối thủ, cho dù động thủ thêm một lần nữa cũng không có tác dụng. Oanh! Mẫu đơn nói xong, thân ảnh xinh đẹp cùng với khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân nàng hạ xuống. Thích Thiên mặc trường bào màu đen đứng chắp tay, khối cự thạch dưới chân nâng lên. Mà độ cao nơi Lục Lâm Thiên đứng chỉ có một mình hắn, 9 tòa hồng hoang điện đã có 8 chủ nhân, từng ánh mắt tiếp đó lập tức nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Người trong thương khung chiến trường hiện tại đều hiểu rõ, dựa theo quy tắc, chỉ còn lại một mình Lục Lâm Thiên cho nên phải chọn ra một người đánh bại đối phương. Thắng đối phương mới có thể nhận được một tòa hồng hoang điện cuối cùng, nhưng nếu như bị thua, đối phương sẽ nhận được 2 tòa hồng hoang điện. Nhưng mà bây giờ Thiên La Minh chỉ còn lại 2 người thần linh nhiễm hồng và Thích Thiên, không thể nghi ngờ, Lục Lâm Thiên phải đánh bại một trong 2 người kia mới có thể cướp lấy tòa hồng hoang điện cuối cùng. Tới Lục trưởng môn rồi. Tới Lục Lâm Thiên. Một tòa hồng hoang điện cuối cùng, tất cả phải dựa vào Lục trưởng môn. Trước chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, vô luận là trưởng lão, hộ pháp cổ tộc, hay là tông lão và cường giả của 2 đại liên minh, còn có đại biểu của tất cả các thế lực lớn đều khẩn trương nhìn vào Lục Lâm Thiên trong truyền tống trận thời không. Trong thương khung chiến trường, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn 2 người Thích Thiên và thần linh nhiễm hồng, áo bào xanh khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lạnh nhạt, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ chấn động. Lục soái, chỉ còn lại tòa hồng hoang điện cuối cùng, dựa theo quy tắc. Người phải thắng 2 người chúng ta mới được. Trên không trung, thần linh nhiễm hồng nhìn Lục Lâm Thiên, âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái vang lên, hắn nói. Bất quá ta có đề nghị, không biết Lục soái cảm thấy thế nào. Ồ, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nghe thần linh nhiễm hồng nói xong khẽ híp mắt, mở miệng. Xin rửa tai lắng nghe. Thần linh nhiễm hồng nói. Lục soái thân là nguyên soái thương khung minh lần này. Lần này thương khung minh dưới sự sắp xếp của Lục soái đã khiến cho ta mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Thiên La Minh chỉ có ta và Thích Thiên chiến thắng, dựa theo quy tắc Lục soái phải chọn ra người giữa 2 người chúng ta, sau đó chiến thắng mới được. Sau đó 9 người này mai sẽ tranh đoạt một tòa hồng hoang điện. Nói điểm chính đi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng rồi nói. Thần linh nhiễm hồng cũng cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua đám người thương khung minh bên cạnh, nói. Bất quá sắc trời hiện tại cũng không còn sớm. Dứt lời, thần linh nhiễm hồng ngừng một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lục soái, không bằng như vậy đi. Lúc này trong thương khung minh cường giả như mây, vốn theo ta phỏng đoán, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không mạnh hơn Lục soái ngươi. Mà khi trước ta và Thích Thiên chiến một trận, ta chỉ thắng hiểm một chút. Không bằng ngày mai ta và ngươi sẽ chiến một trận, những người khác không cần tham dự. Sau đó thì sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo. Thần linh nhiễm hồng cười nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi thắng thì tòa hồng hoang điện thứ nhất kia sẽ là của ngươi, nếu như ngươi thua, tòa hồng hoang điện thứ nhất kia và tòa hồng hoang điện thứ 9 cũng là của ta. Ngươi thấy thế nào? Ngày mai ta và ngươi sẽ chiến một trận. Trong mắt Lục Lâm Thiên nổi lên một chút chấn động, ánh mắt nhìn qua đám người Tiểu Long, Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song, Nguyên Nhược Lan. Lập tức mỉm cười gật đầu nói với thần linh nhiễm hồng. Chỉ là không biết quy tắc trong thương khung chiến trường này có cho phép như vậy hay không. Thần linh nhiễm hồng cười nói.
chỉ cần trong đám người chúng ta ở đây không có ai phản đối, vậy thì quy tắc kia cũng sẽ không vấn đề. Sắc trời quả thực cũng không còn sớm. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, sau đó nói. Vậy thì cứ quyết định như thế đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ chiến một trận với ngươi. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ chiến với ngươi một trận. Thần Linh Nhiễm Hồng nói xong, thân hình giống như cọc tiêu nghiêng về phía trước, trường bào màu lam trên người tung bay, khối cự thạch dưới chân lập tức lướt ngang về phía trước, Thích Thiên cũng theo đuôi, hai người lập tức phóng về phía trước. Siêu siêu, mấy đạo thân ảnh lướt xuống, Nguyên Nhược Lan, Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du, Tiểu Long, Đại Hồn Anh, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đều đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Lão đại, ngày mai nhất định phải giáo huấn thần linh Nghiễm Hồng kia một chút. Tiểu Long bĩu môi nói, dường như trong lòng nó cảm thấy khó chịu với thần linh Nghiễm Hồng kia. Thần linh Nghiễm Hồng kia rất mạnh, tên kia luôn che giấu rất sâu, còn có Phật Nộ Kim Cương Trượng Thâm bất khả chắc, ngày mai chẳng phải chú ý một chút. Bắc Cung Vô Song ở bên người Lục Lâm Thiên nói, nàng có thể cảm giác được thần linh Nghiễm Hồng bất phàm, sợ rằng muốn đối phó với thần linh Nghiễm Hồng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thần linh Nghiễm Hồng thâm bất khả chắc ra sao trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, Lục Lâm Thiên mỉm cười, tiến lên nắm hai tay Bắc Cung Vô Song, nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Ngày mai chỉ có một trận chiến, tin tức đã xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra. Trận chiến ngày mai không phải bình thường, bất kể là vì thân phận của ngươi hay là vì Hồng Hoang Điện, lại liên quan tới tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất, tất nhiên sẽ khiến cho siêu cấp cường giả của 3.000 đại thiên thế giới chú ý. Trận chiến này ngươi đại biểu cho cả Thương Khung Minh, cho nên phải chú ý một chút. Phong Du Du tiến lên nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên một ít chấn động kỳ lạ. Mấy trận quyết đấu trong đám người đỉnh phong cùng thế hệ đã phân thắng bại. 8 tòa Hồng Hoang Điện đã có chủ. Ngày mai một trận phân định thắng thua. Quyết định Hồng Hoang Điện, cả 3.000 đại thiên thế giới có vô số ánh mắt khiếp sợ. Trước chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trong lúc bất chi bất giác, ánh trời chiều bao phủ từng dãy núi xa xa, ánh trời chiều cùng với thủy vực dung hợp làm một thể, ánh sáng le lói. Trận chiến ngày mai sẽ định càn khôn a. Trận chiến ngày mai không phải bình thường, quan hệ cực lớn. Bất kể như thế nào, lần này 9 tòa Hồng Hoang Điện, Thiên La Minh chỉ nhận được 2 tòa Hồng Hoang Điện, muốn đánh bại Lục trưởng môn sợ rằng khó có thể làm được. Không nói trước Lục trưởng môn có thể thu được tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng kia hay không. Thượng Thanh Thế Giới chúng ta đã lấy được 4 tòa Hồng Hoang Điện rồi nha. 4 tòa Hồng Hoang Điện, đủ để khiến cho Thượng Thanh Thế Giới ta hãnh diệt. Hiện tại đạt được 4 tòa Hồng Hoang Điện, trong đó có 3 tòa là do Phi Linh Môn giành lấy. Không ngờ Phi Linh Môn lại mạnh mẽ như vậy. Bất kể là như thế nào, Phi Linh Môn cũng thuộc Thượng Thanh Thế Giới chúng ta. Nhanh chào hỏi cùng với người Phi Linh Môn đi. Sau này Phi Linh Môn nhất định bất phàm. 3 tòa Hồng Hoang Điện tới tay, Phi Linh Môn nhất định sẽ quật khởi trong thiên địa này. Từng tiếng nghị luận 4 phía chiến đài hóa thành âm thanh náo nhiệt, ồn ào. Tất cả mọi người hiểu rõ, 9 trận quyết đấu ngày hôm nay tuy rằng đặc sắc vô cùng, thế nhưng trận chiến ngày mai giữa Lục Lâm Thiên và thần linh Nhiễm Hồng của thần linh tộc kia đó mới chính là quyết đấu của những người đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. Hai người này mới chính thức là đại biểu có thực lực mạnh nhất trong đám người cùng thế hệ. Còn lần này, cho dù không tính Lục Lâm Thiên có thu được tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng hay không, Thượng Thanh Thế Giới đã thu được 4 tòa Hồng Hoang Điện, thành tích như vậy đủ để khiến cho cả Thượng Thanh Thế Giới lúc này phấn chấn không thôi. Thành tích bực này, trong Thương Khung chiến trường chưa từng có đại thế giới nào làm được. Thành tích như vậy đủ để khiến cho Thượng Thanh Thế Giới kiêu ngạo với 3.000 đại thiên thế giới. Mà Phi Linh Môn lúc này đoạt được 3 tòa Hồng Hoang Điện, cơ hồ tất cả đại biểu của các thế lực lớn trong Thượng Thanh Thế Giới trong lòng đều hiểu rõ một việc, giống như đạt được sự ăn ý, đều nhao nhao xúm về phía đám người Phi Linh Môn. Xúm lại chào hỏi đám người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái, Âm Minh Dạ Xoa, Âm Quỷ, Thất Sát, Thất Kiếm, Lưu Nhất Thủ, tất cả đều khách khí không thôi. Trong lòng đại biểu của các thế lực lớn đều hiểu rõ, dùng thiên phú và quan hệ của trưởng môn Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên với minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long. Lúc này Phi Linh Môn lại thu được 3 tòa Hồng Hoang Điện, còn có người trẻ tuổi có thiên phú bất phàm, khủng bố như Lục Lâm Thiên, muốn vượt qua 2 đại liên minh đã là chuyện trong tầm tay. Chân lý niết bàn Lục Lâm Thiên, Lục gia sau lưng sớm muộn cũng vượt qua cổ tộc.
lúc này không cùng Phi Linh Môn tạo quan hệ tốt, về sau sẽ không còn có cơ hội. Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái, ba tán tu được đại biểu của các thế lực lớn nhiệt tình xúm lại chào hỏi, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi, thậm chí không ít cường giả cổ tộc đều tới chào hỏi, đây chính là chuyện mà trước đây ba người khó có thể gặp được. Lão gia hỏa, thần linh nhiễm hồng của thần linh tộc kia không phải là kẻ lương thiện, ngày mai ngươi thấy thế nào? Tại một chỗ trước chiến đài, trong đội ngũ của Linh Vũ Thế Giới, Hàn Băng Đại Đế nhìn qua Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, trận chiến ngày mai, dùng tu vi của hắn hiện tại đã khó có thể phán đoán ra được. Ánh mắt của Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam khẽ đảo, hai mắt thâm thúy nhìn qua chiến đài bao la mờ mịt trên trời cao, vẻ ngạo khí bẩm sinh không cách nào che giấu trên người lan tràn ra, hắn mỉm cười nói. Thần linh Nhiễm Hồng là cường giả chân lý niết bàn của thần linh tộc, tự nhiên không phải là kẻ bình thường. Nhưng Lâm Thiên cũng không phải quả hồng mềm. Ha ha, đó là đương nhiên, tiểu tử Lâm Thiên này trong đám người cùng thế hệ còn mạnh mẽ hơn hẳn. Sợ rằng còn không có ai có thể làm gì được hắn. So với bất luận kẻ nào tiểu tử này còn ẩn tàng sâu hơn. Thân hình to lớn của Chí Thánh Đại Đế mang theo khí thế chống trời, hai mắt phảng phất giống như trăng sáng, sáng ngời mà nhu hòa. Mái tóc dài màu bạc không gió mà bay, khí tức vô cùng bá đạo. Đối với đệ tử mình hắn không có một chút hoài nghi nào. Trận chiến ngày mai không phải chuyện đùa, quan hệ tới hai tòa Hồng Hoang Điện là tòa Hồng Hoang Điện đầu tiên và thứ nhất. Sợ rằng đến lúc đó tất cả các thế lực đỉnh tiêm trong 3.000 đại thiên thế giới đều chú ý. Thân hình vạm vỡ của Đoan Mộc Khung Thiên nhìn qua lại có vẻ phiêu dật, ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta có một loại cảm giác mênh mông như biển. Vậy thì chờ kết quả ngày mai a. Hai người bọn họ, không thể nghi ngờ chính là hai người đỉnh phong nhất trong những người cùng thế hệ quyết đấu. Nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Từ trong đôi mắt đen láy của Bắc Cung Kình Thương tỏa ra khí tức uy nghiêm, anh khí bức người, toàn thân lộ ra cảm giác sinh cơ bừng bừng. Trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn cũng hiện lên sự vui vẻ. Bắc Cung Vô Song thu được một tòa Hồng Hoang Điện, đây chính là chuyện khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. So với mọi người, Sát Phá Quân lúc này càng hiếu kỳ về thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại. Mái tóc dài màu xanh, thân hình cao ngất, khí tức uy nghiêm, sắc bén giống như lưỡi đao, mang theo vẻ sát phạt, hắn nói. Không biết thực lực của Lục Sư Đệ hiện tại rốt cuộc đã tới tình trạng nào rồi. Thương khung chiến trường, sắc trời hơi tối, mấy trận quyết đấu diễn ra, trong lúc bất chi bất giác sắc trời đã tối đi. Trên khối cự thạch lớn, Lục Lâm Thiên lẳng lặng đứng chắp tay. Ánh mắt nhìn thẳng về phía xa, dường như đang suy nghĩ mấy thứ gì đó. Siêu! Không gian sau lưng Lục Lâm Thiên nổi lên một chút chấn động, một đạo thân ảnh màu trắng đáp xuống, y phục màu trắng bao phủ thân hình, hai hàng lông mi thon dài như vẽ, hai mắt lập lòe như sao trời. Sao nào, lo ta ngày mai không thắng được sao? Lục Lâm Thiên không cần quay đầu lại cũng biết là Phong Du Du. Phong Du Du liên tục nhẹ nhàng bước tới. Tiến lên đứng song song với Lục Lâm Thiên, dưới sống mũi tinh xảo là cái miệng nhỏ nhắn không dày không mỏng, hơi cong lên trên, khiến cho người ta có cảm giác mê hoặc, lại cao quý tới mức không dám khinh nhờn. Nàng nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đảo, mở miệng nói. Trận chiến ngày mai vô cùng quan trọng, thần linh Nhiễm Hồng che giấu vô cùng sâu, bất quá ta cũng không cần lo lắng cho ngươi. Chuyện không có nắm chắc, từ trước tới nay ngươi sẽ không làm. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Nói thật, thần linh Nhiễm Hồng kia ngay cả ta cũng nhìn không thấu, cho nên trận chiến ngày mai cuối cùng sẽ như thế nào, hiện tại ta cũng không biết. Hết sức là tốt rồi. Phong Du Du nói, khuôn mặt thoát tục, cao quý thánh khiết giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, lại tựa như có lẽ không nên tồn tại trên đời này. Đôi mắt giống như sao trời rực rỡ nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Mãi một lúc lâu sau nàng mới khẽ nói. Chỗ cao nhất trong thương khung chiến trường, ngày mai nhất định ngươi sẽ làm được. Rốt cuộc cũng tới lúc này, đáng tiếc nàng lại không có mặt. Khóe miệng Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng. Phong Du Du vẫn nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nói không chừng nàng sẽ trông thấy. Chỉ mong như vậy. Lục Lâm Thiên nói. Chẳng lẽ ngươi thực sự để ý tới nàng như vậy sao? Sợ trước kia không xứng với nàng. Tới hiện tại mới xứng đôi với nàng sao? Phong Du Du nói. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng nói. Ta chỉ biết là nàng là nữ nhân của ta, ngay cả thân hình nàng ta cũng đã từng xem qua.
Mặc kệ nàng có thân phận gì, khi gặp lại nàng, đến lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết, ta có tư cách xứng đôi với nàng, đây không phải là sợ, mà là chứng minh cho nàng thấy. Thật sao? Phong Du Du mở miệng cười cười, vẻ mặt thánh khiết, cao quý tự nhiên khiến cho người ta không khỏi động dung về khí chất thánh khiết của nàng, nàng nói với Lục Lâm Thiên. Ta thấy, nếu như nàng biết rõ, nhất định sẽ thật cao hứng. Bất quá ta thấy trước mặt Vô Song, Hồng Lăng và những người khác ngươi sẽ khó mà ăn nói được. Cái này, Lục Lâm Thiên xấu hổ cười cười. Đang nói chuyện gì vậy? Âm thanh thanh nhã vang lên, không gian nổi lên chút chấn động, thân ảnh Bắc Cung Vô Song xuất hiện bên cạnh hai người, mắt nhìn hai người dịu dàng cười nói. Đang nói tới ngươi, không ngờ ngươi lại tới nha. Phong Du Du nói với Bắc Cung Vô Song. Nói chuyện phiếm mà thôi. Lục Lâm Thiên lập tức đi tới bên người Bắc Cung Vô Song, mỉm cười rồi hỏi Bắc Cung Vô Song. Kinh Vân thế nào rồi? Thiếp vừa mới đi ngó qua nó, có lẽ không có chuyện gì lớn. Chỉ là lần này bị thua, sợ rằng cũng có chút ảnh hưởng. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Lâm Thiên. Có chút ảnh hưởng là chuyện bình thường, không có chuyện lớn là tốt rồi. Lục Lâm Thiên nói, bị thua trong thương khung chiến trường, đả kích này đối với Kinh Vân cũng không phải là nhỏ. Trận chiến ngày mai chàng nên cẩn thận một ít. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Lâm Thiên. Thần linh Nhiễm Hồng kia thâm bất khả trắc, có lẽ khó đối phó, thần linh tộc cũng là một trong những chủng tộc thần bí, cường hãn nhất trong minh linh chủng tộc. Yên tâm! Lục Lâm Thiên gật gật đầu, đối với những lời đồn về thần linh tộc hắn cũng biết không ít, trong năm đại chủng tộc của minh linh, tuy rằng không có bài danh chính thức, cũng không có ai cố gắng sắp xếp vị trí của năm đại chủng tộc minh linh này. Thế nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, trong năm đại chủng tộc của minh linh, thần linh tộc xứng đáng được coi là đệ nhất tộc, thiên ma tộc thứ hai, sau đó mới là tu la tộc và la sát tộc, dạ xoa tộc trong lúc mơ hồ ở vị trí kế cuối. Phong Du Du nghe vậy, cũng lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Trong năm đại chủng tộc của minh linh, thần linh tộc là tồn tại đặc biệt nhất, thần bí nhất, cũng thâm bất khả trắc nhất. Thần linh tộc, Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, từ các loại tư liệu ghi lại cùng với lời đồn xem ra, thần linh tộc ở trong năm đại chủng tộc của minh linh có nhân số thưa thớt nhất. So với nhân số của bốn tộc còn lại mà nói, minh linh tộc thậm chí không có cách nào có thể dùng hai từ thưa thớt để hình dung. Quả thực giống như một đồi cát nhỏ trên sa mạc vậy. Tuy rằng nhân số rất thưa thớt, thế nhưng thần linh tộc lại không yếu một chút nào, vô số năm qua trong lúc mơ hồ đứng đầu trong năm đại chủng tộc của minh linh chủng tộc. Bốn tộc khác những năm qua trong lúc mơ hồ đều coi thần linh tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Điều này đã đủ chứng minh thế lực của thần linh tộc mạnh mẽ ra sao. Thần linh tộc sở dĩ gọi là thần linh tộc là bởi vì người thần linh tộc vốn tự coi mình là một trong những chủng tộc tồn tại trí cao trong thiên địa này, không phải là thứ mà chủng tộc khác có thể đánh đồng. Bởi vậy bất luận là một đệ tử nào của thần linh tộc đều có ngạo khí tuyệt đối, loại ngạo khí này quả thực cũng tới từ thiên phú của đệ tử thần linh tộc. Trong hàng đệ tử của thần linh tộc, bất luận một ai đều có thiên phú phi thường cường hãn, so với đệ tử cổ tộc trong nhân loại không thể nghi ngờ còn mạnh hơn nhiều. Mà ngay cả tu la nhất tộc luôn tự ngạo vô cùng ở trước mặt thần linh tộc cũng phải thu liễm lại. Thần linh tộc có chỗ bất đồng với bốn đại chủng tộc còn lại trong minh linh chủng tộc. Khí tức của bốn đại chủng tộc như dạ xoa, la sát, tu la, thiên ma, khí tức đều âm trầm, sát khí ngập trời hoặc là ma khí ngập trời. Nhưng khí tức của thần linh tộc lại có chút quang minh, về phần lai lịch của năm đại chủng tộc trong minh linh mà nói, vì sao năm đại chủng tộc này lại tồn tại? Chuyện này vẫn là chuyện mà không có ai biết rõ. Thứ tất cả mọi người đều biết đó là bất luận một ai trong thần linh tộc đều rất mạnh, coi như ở bên ngoài cũng không có bao nhiêu người dám mạo hiểm đối phó với tộc nhân thần linh tộc. Bất luận là một ai đắc tội với người thần linh tộc, kết cục sau đó vô cùng thê thảm. Tính tu một lát đi, ngày mai dựa vào chàng vậy. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên đang trầm tư, nói. Một lát sau, màn đêm bao phủ thương khung chiến trường. Trên khối cự thạch lớn, Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân, ánh mắt khẽ đảo, quanh thân được một vòng quang mang màu vàng nhàn nhạt bao phủ. Vào đêm, trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trăm vạn người cũng không có rời khỏi bốn phía chiến đài. Tất cả đều đang đợi, đợi trận chiến đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi, đây chính là thứ tác động tới tâm tình của mọi người. Thậm chí có thể nói, liên quan tới Hồng Hoang Điện,
đặc biệt là trận chiến ngày mai liên quan tới tòa hồng hoang điện thứ nhất cũng đủ để khiến cho các thế lực đỉnh cấp trong 3.000 đại thiên thế giới chú ý. Tối nay, tất cả các thế lực đỉnh cấp trong 3.000 đại thiên thế giới đều đang đợi. Mà lúc này, tiêu điểm của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên và thần linh Nhiễm Hồng. Bất kể Lục Lâm Thiên hay là thần linh Nhiễm Hồng, hai người đều là chân lý Niết Bàn, đều là nguyên soái của hai minh, tăng thêm đây là lần đầu tiên Thiên Linh Cung, Thiên Địa Các, Phi Thiên Đạo Tặc gia nhập vào Thương Khung Minh, có thể nói hiện tại là người của Thương Khung Minh và người Thiên La Minh tranh giành một cách chân chính. Còn tăng thêm tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất và thứ chín, cho nên lúc này hai người Lục Lâm Thiên và thần linh Nhiễm Hồng không chỉ đại biểu là bản thân mình đơn thuần, mà là cả vận mệnh của đại thế giới sau lưng. Sắc trời vào đêm, trong mật địa thiên giới cũng dùng các loại thủ đoạn đem không ít tin tức lan truyền ra khắp thượng thanh thế giới. Chung quanh chiến đài của mật địa thiên giới, tất cả tin tức đã sớm phong tỏa. Mà lúc này tin tức lại được lưu thông, thành tích như vậy giống như một cơn lốc khuếch tán ra toàn bộ thượng thanh thế giới. Người nghe thấy đều rung động mãi một lúc lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, sau khi tin tức nhanh chóng truyền ra, những nơi tin tức đi qua, cả đám đều mừng rỡ, thượng thanh thế giới trong thương khung chiến trường lần này có thành tích như vậy thật sự khiến cho người ta khiếp sợ và hưng phấn. Nghe thấy cảm thấy máu tươi sôi trào. Loại tin tức này truyền ra khiến cho danh khí của Phi Linh Môn cũng giống như bay, không ngừng tăng vọt trên thượng thanh thế giới. Nhưng mà thượng thanh thế giới vui mừng, các cường giả đỉnh tiêm trong Thái Minh thế giới lúc này lại hối hận đứt ruột đứt gan. Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới ở trong thương khung chiến trường bị thua, chỉ đạt được một khối hồng hoang lệnh, còn lần này thượng thanh thế giới nhận được 4 tòa hồng hoang điện. Nếu không phải minh ước trước đó bị hủy, danh ngạch trong 4 tòa hồng hoang điện này, 2 tòa hồng hoang điện chính là của Thái Hoàng thế giới. Thế nhưng cuối cùng chỉ có một ít danh ngạch từ hồng hoang lệnh, 2 tòa hồng hoang điện đại biểu cho điều gì, các cường giả đỉnh tiêm trong Thái Minh thế giới sao lại không biết cơ chứ? Chỉ tiếc bọn họ đã sớm đổi ý, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Hay cho một phong hành, chiều này rất tốt, dựa thế lui lại, rõ ràng đã sớm có mưu đồ từ trước. Trong mật địa của Thái Minh thế giới, một đạo thân ảnh già nua nắm chặt hai tay, khuôn mặt đỏ bừng, gần như sắp bị nội thương, loại tổn thất này Thái Minh thế giới không thể thừa nhận được. Vốn lúc này Thái Minh thế giới cũng có thể theo đó mà ăn mừng, thế nhưng không ngờ bọn họ lại mạnh mẽ chặt đứt phần phúc duyên này. Trong mật địa thiên giới, trên không trung, một vầng trăng sáng nhu hòa lơ lửng chiếu rọi mặt đất. Ánh trăng nhu hòa giống như một tấm lụa trong suốt bao phủ sơn mạch, mặt đất phía dưới. Khục khục. Trên không trung, phong hành thiên chủ hắt xì hơi hai cái, mái tóc màu trắng tung bay, khóe miệng nở nụ cười khổ, nói. Hắt xì liền hai cái, có lẽ là hai câu mắng a. Xem ra có người đang mắng ta. Thời điểm này có người chúc mừng ngươi còn chưa được nha. Băng thiên nhìn phong hành thiên chủ, khóe miệng nhếch lên, nói. Nếu nói tới mắng chửi, lúc này người muốn mắng ngươi sợ rằng cũng chỉ có người của Thái Minh thế giới. Kết quả bực này ta có thể tưởng tượng ra, đám người của Thái Minh thế giới hiện tại có lẽ vô cùng hối hận, biểu hiện trên mắt nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Những lão gia hỏa của Thái Minh thế giới kia tự gây nghiệt a, có hối hận cũng đã muộn. Phong hành thiên chủ cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt già nua lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Băng thiên thấy vậy nhìn qua phong hành thiên chủ rồi nói. Ngươi lo lắng cho ngày mai sao? Phong hành thiên chủ gật đầu, nói với băng thiên. Ngươi cũng biết đó, tuy rằng hiện tại thượng thanh thế giới chúng ta lấy được 4 tòa hồng hoang điện, thế nhưng so sánh với tòa hồng hoang điện đầu tiên kia. Tòa hồng hoang điện đó mới là quan trọng nhất, nếu không nắm được tòa hồng hoang điện thứ nhất, về sau vẫn không chiếm được tiện nghi. Yên tâm đi. Băng thiên nhìn về phía phong hành thiên chủ cười cười, nói. Có hắn ra tay, thần linh Nhiễm Hồng của thần linh tộc kia tuy rằng bất phàm, thế nhưng sợ rằng cũng không chiếm được tiện nghi. Ngày mai tất cả phải nhờ vào tiểu tử kia. Phong hành thiên chủ thì thào, thấp giọng nói. Đêm từ từ trôi qua. Một đêm này, trong cả 3.000 đại thiên thế giới không biết có bao nhiêu người đang khẩn trương chờ mong. Khi đêm tối dần dần trôi qua, sắc trời hơi sáng, trong 3.000 đại thiên thế giới, một mảng lớn khí thức thức tỉnh, từng ánh mắt tràn ngập tinh mang lập lòe, từng ánh mắt nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Phù. Trong chỗ sâu trong thương khung chiến trường, trên khối cự thạch giống như ngọn núi, Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân, miệng chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí,
con mắt đang khép hờ lập tức mở ra, tinh mang trong mắt cùng với khí tức man hoang, thái cổ từ bên trong tràn ra. Một đêm điều tức cũng khiến cho Lục Lâm Thiên điều chỉnh trạng thái của mình tới đỉnh phong. Trận chiến ngày hôm nay Lục Lâm Thiên cũng không dám chủ quan. Siêu siêu. Trong thương khung chiến trường, trên một khối cự thạch, vô số khí tức thức tỉnh, từng ánh mắt tinh mang chớp động, cuối cùng đều nhìn về phía trước. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Lục Soái ngày hôm nay rốt cuộc cũng ra tay. Không biết thực lực chân chính của Lục Soái đã tới tình trạng nào rồi. Oanh! Không gian khẽ run lên, khối cự thạch lướt ngang, một đạo thân ảnh đặt chân lên khối cự thạch xẹt qua không trung. Lập tức đáp xuống giữa không trung, dáng người thon dài, người mặc hoa bào màu lam, mái tóc đen nhánh búi lại thành búi, nhìn qua có vẻ cao quý. Làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, anh tuấn tuyệt luân, người này chính là nguyên soái của Thiên La Minh Thần Linh Nhiễm Hồng. Oanh! Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, trường bào màu xanh run lên, ống tay áo khẽ phất. Khối cự thạch dưới chân bắn về phía trước. Đứng song song với thần linh Nhiễm Hồng, trên khuôn mặt cương nghị, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, dường như lúc nào cũng nở nụ cười tà. Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường lúc này chỉ có hai đạo thân ảnh cao ngất này lơ lửng, chung quanh vô cùng yên tĩnh. Hai người này lặng lặng mà đứng, thế nhưng khí tức quanh thân tràn ngập ra lại khiến cho cả hư không cảm thấy áp lực khó hiểu. Loại áp lực vô hình này khiến cho cường giả đỉnh tiêm trong đám người cùng thế hệ ở trong thương khung chiến tường lúc này cảm thấy trước ngực mình dường như có một tảng đá lớn đè nặng. Thần linh Nhiễm Hồng lẳng lặng đứng đó, sau khi ống tay áo màu lam run lên, hắn đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn qua Lục Lâm Thiên, miệng nở nụ cười mê hoặc, âm thanh dễ nghe, mờ ảo truyền ra, khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái, hắn nói. Lục Soái, thời gian không còn sớm đâu. Lục Lâm Thiên duỗi lưng. Mắt nhìn chỗ sâu trong hư không, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn qua thần linh Nhiễm Hồng rồi nói. Thời gian không sớm thì bắt đầu đi. Đôi mắt đen láy dưới hai hàng lông mày kiếm bắn ra quang mang kỳ dị, tỏng mắt lơ đãng toát ra tinh mang khiến cho người ta không dám khinh thường. Thần linh Nhiễm Hồng cúi đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Chân lý Niết Bàn, người lĩnh ngộ loại áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Từ ngày biết tới Lục Soái. Trong lòng ta luôn chờ mong có một ngày có thể luận bàn một hồi với Lục Soái. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội này. Thật sao, có lẽ ngày hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi khó quên. Lục Lâm Thiên nói. Mặc kệ ngày hôm nay trong chúng ta ai thắng ai thua, nhưng không thể nghi ngờ sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên. Nhưng bất kể là vì bản thân mình hay là vì Hồng Hoang Điện, hôm nay ta sẽ đánh bại Lục Soái. Thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Lâm Thiên. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này cũng có chút lạnh lùng, quanh thân có khí tức quỷ dị lan tràn ra. Đây cũng là câu mà ta muốn nói, vậy thì tất cả dựa vào thực lực quyết định đi. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt lập tức nhìn vào trên người thần linh Nhiễm Hồng, khí tức quỷ dị trên người hắn ta chấn động, khiến cho trên người thần linh Nhiễm Hồng đột nhiên có nhiều thêm cảm giác quỷ dị. Khí tức quỷ dị này cực kỳ ma mị, giống như là tới từ chỗ sâu trong địa ngục, hoặc là thần thánh từ trên 9 tầng trời. Loại khí tức này khiến cho người có thực lực thấp cảm thấy lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn. Đúng vậy, tất cả dùng thực lực quyết định đi, ta có thể cảm giác ra được Lục Soái sợ rằng cũng che giấu không ít. Thế nhưng thắng bại cuối cùng phải đợi tới hồi kết mới biết được. Thần linh Nhiễm Hồng nói. Cứ phóng ngựa tới, ta sẽ đón. Lục Lâm Thiên nói. Oanh! Lục Lâm Thiên nói xong, hai người nhìn nhau, trong chớp mắt này, trong mắt hai người đều bốc lên chiến ý cuồn cuộn. Trong cơ thể đều có khí tức hùng hồn lan tràn ra, khiến cho phiến không gian này run rẩy không ngớt. Khí tức thật mạnh, sắp bắt đầu rồi. Hai người bọn họ chiến một trận mới thực sự là quyết đấu đỉnh phong. Mặc kệ ai thắng ai thua, trận chiến này đều là truyền kỳ trong thế hệ chúng ta. Cảm nhận chiến ý cuồn cuộn của hai người trên không trung. Đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ chăm chú nhìn lên trên không trung. Chỉ cảm nhận được khí tức của chiến ý kia cũng khiến cho bọn họ biết rõ, hai nam tử cao ngất đang giằng co mới là tồn tại cường hãn nhất trong đám người đồng lứa bọn họ. Xoẹt! Trên không trung, theo chiến ý trên thân hai người Lục Lâm Thiên, thần linh Nhiễm Hồng lan tràn ra, cả không trung không ngờ trong lúc vô hình bị ảnh hưởng. Không gian quanh thân hai người đồng thời nổi lên chấn động, thân ảnh hai người cũng đồng thời giống như quỷ dị lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Phanh! Âm thanh trầm thấp bạo liệt sau khi hai người biến mất vang vọng trên trời cao.
năng lượng giống như pháo hoa rực rỡ tươi đẹp mà sáng lạn, thế nhưng lại ẩn chứa năng lượng cuồng bạo cường hãn. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui. Ngao! Cùng một lúc, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức ngừng lui lại, bàn chân đạp mạnh hư không, nhanh như thiểm điện lần nữa vung quyền, trong lòng bàn tay có nguyên lực tuôn ra, hình thành một đạo quyền ấn màu vàng. Trong sát na, một hư ảnh cự long màu vàng rít gào phóng ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi đã hung hăng đánh về phía thần linh Nhiễm Hồng. Hư ảnh cự long màu vàng bắn ra, thân hình của thần linh Nhiễm Hồng cũng lập tức biến mất. Ngay khi cự long màu vàng mất đi mục tiêu, một đạo trưởng ấn đột nhiên vô thanh vô thức hiện lên trên lưng cự long màu vàng, nhanh như thiểm điện đánh vào trên hư ảnh cự long màu vàng này. Phanh phanh, kinh phong bắn tứ tung, không trung mấy ngàn thước chung quanh hỗn loạn, gợn sóng trong không gian bạo liệt từng khúc. Cả không gian đều bị chấn động khiến cho sóng gió nổi lên, không gian chung quanh lập tức rạn nứt, hư ảnh cự long màu vàng chỉ một thoáng hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Linh Vũ Quyết. Cùng lúc này, thân ảnh Lục Lâm Thiên lại giống như quỷ dị xuất hiện sau lưng thần linh Nhiễm Hồng, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ, uy áp chấn nhiếp linh hồn cực lớn tràn ngập ra, không trung lập tức run lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được đánh về phía thần linh Nhiễm Hồng. Quyền ấn như sấm sét, nhanh như thiểm điện, trong đó ẩn chứa công kích linh hồn càng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong chốc lát, quyền ấn lập tức xuất hiện sau lưng thần linh Nhiễm Hồng. Nhưng mà khi đạo quyền ấn này sắp đánh trúng vào người thần linh Nhiễm Hồng, thân hình thần linh Nhiễm Hồng lại dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng quay người, một đạo quyền ấn mang theo khí tức quỷ dị nhanh như thiểm điện đánh vào trên quyền ấn của Lục Lâm Thiên. Oanh! Hai đạo quyền ấn va chạm, trong sát na cả không trung hung hăng run rẩy, không gian chung quanh bị nghiền nát, lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Kinh khí, năng lượng chấn động kinh khủng hóa thành một cơn lốc cuồng bạo hình tròn, đột nhiên khuếch tán ra chung quanh. Thần linh diệt hồn, hủy diệt linh quyền, linh thần tam quyết. Trong đám kình khí năng lượng khủng bố, thân ảnh thần linh Nhiễm Hồng nhân cơ hội lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Từng đạo thủ ấn được kết, từng đạo công kích mang theo năng lượng hùng hậu dẫn động áo nghĩa thuộc tính, một mảng lớn quyền ấn, trưởng ấn bay về Upsilon Tê ra. Phô thiên cái địa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thập phương vũ trụ ấn, thiên linh hồn nhãn. Dưới công kích cuồng bạo như vậy, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Từng đạo công kích nhanh như thiểm điện được đánh ra. Nói với tốc độ cùng với công kích liên tiếp mà nói, đây chính là thứ mà Lục Lâm Thiên mạnh, sợ rằng thần linh Nhiễm Hồng kia không biết được điểm này. Rầm rầm, âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang vọng không dứt bên tai. Hai đạo thân ảnh cao ngất trong giây lát giao thủ đã hơn 10 chiêu. Tốc độ và không gian hỗn loạn, chấn động, người thực lực thấp một chút thậm chí còn không có cách nào nhìn rõ ràng. Hai người trên không trung tuy rằng chỉ tùy ý giao thủ, thế nhưng lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Cảnh này cũng khiến cho đám người cùng thế hệ trong thương khung chiến tường rung động, khuôn mặt tái nhợt. Đến thời điểm này tất cả mọi người không khó biết được, hai người Lục Lâm Thiên và thần linh Nhiễm Hồng này quả thực có tư cách và thực lực để trở thành nguyên soái của hai minh. Ngoài truyền tống trận hình chiếu thời không, vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Một là nguyên soái Thiên La Minh. Một là nguyên soái thương khung minh. Hai người chính là tồn tại đỉnh phong, chói mắt nhất trong đám người cùng thế hệ. Hai người này giao thủ, không biết được ai là người chiến thắng, ai là người bại cuối cùng. Ai có thể trở thành đệ nhất nhân cuối cùng. Mà thắng bại của trận này, kết quả cuối cùng cũng khiến cho tất cả mọi người chú ý, chờ mong. Bạo oanh thiên linh quyền. Trên không trung, thân ảnh của thần linh Nhiễm Hồng quỷ mị, từng đạo quyền ấn rậm rạp chằng chịt hiển hiện. Trong chốc lát vây quanh không trung quanh thân Lục Lâm Thiên, vô số quyền ấn giống như sấm sét đều đánh xuống. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Gió nổi mây phun, cuồng phong rít gào, trong sát na ngắn ngủi, ngay trên không trung chấn động khiến cho người ta hãi hùng khiếp phía kia, trong tầng mây cuồn cuộn nổi lên rung động kỳ dị, lập tức vô số đạo thủ ấn khuếch tán, khí tức hủy diệt lập tức va chạm vào trên từng đạo quyền ấn kia. Tam Thiên Lưu Vân Thủ, dùng tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại thúc dục ra, uy năng của nó đủ để tới tình trạng khủng bố. Vô số quyền ấn, trường ấn chỉ trong nháy mắt ngắn ngửi lập tức va chạm vào nhau, bắn ra từng đường vòng cung đen kịt. Năng lượng giống như cơn lốc bài sơn hải đảo khuếch tán ra. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, từng đạo âm thanh bạo liệt trầm thấp liên tiếp vang vọng giống như phản ứng dây chuyền, năng lượng khủng bố chấn động giống như một cơn hồng thủy trút xuống rồi khuếch tán.
Năng lượng phô thiên cái địa quét ngang trời cao, khiến cho cả trời xanh rung động, lắc lư, run rẩy. Trong lúc năng lượng khuếch tán, hai đạo thân ảnh một lam, một xanh ra trời bị đẩy lui, chân đều đạp mạnh hư không, đột nhiên đứng lơ lửng. Trên không trung, hai người nhìn nhau, trong mắt đều có một chút khiếp sợ. Sau khi điên cuồng giao thủ một phen, nhìn như cuồng bạo không ngớt, thế nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, vừa rồi chỉ mới là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Trong lúc thăm dò, đối với thực lực của đối phương hai người đều hiểu hơn không ít. Chính bởi vì như thế, trong mắt hai người mới hiện lên vẻ khiếp sợ, không có cách nào che giấu. Xem ra muốn phân thắng bại phải dùng toàn lực mới được. Thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, lập tức chuyển thành chiến ý. Loại chiến ý này thậm chí còn khiến cho trong mắt hắn tràn ngập vẻ chờ mong, hưng phấn, hắn nói. Lục soái quả nhiên không để cho ta thất vọng, có thể nói một câu, đã rất nhiều năm qua, bên trong đám người cùng thế hệ không ai có thể khiến cho ta vận dụng toàn lực, mà bây giờ, chúc mừng lục soái đã làm được điều này. Cũng rất nhiều năm rồi trong đám người cùng thế hệ không có ai khiến cho ta phải dùng toàn lực. Lục Lâm Thiên nhìn thần linh Nhiễm Hồng, quang mang màu vàng nhàn nhạt quanh thân tràn ra, sắc bén mà lạnh lẽo. Chiến ý trong mắt sôi trào, những năm gần đây, theo tu vi thực lực được đề cao, đặc biệt là sau khi từ lúc tiến vào trong thương khung chiến trường, Lục Lâm Thiên từ lâu đã không còn gặp được địch thủ, kể cả lần trước trên chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới chiến một trận với Phong Du Du, khi đó nàng cũng không khiến cho Lục Lâm Thiên dùng toàn lực. Mà thần linh Nhiễm Hồng trước mắt là người đầu tiên, là đệ nhất nhân trong đám người cùng thế hệ. Vừa rồi tuy rằng chỉ mới thăm dò thế nhưng cũng đã ký chiến ý của Lục Lâm Thiên, giao thủ với cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ, chuyện này cũng khiến cho chiến ý của Lục Lâm Thiên ngập tràn. Vậy thì hôm nay toàn lực chiến một trận đi. Thần linh Nhiễm Hồng nói xong, trên trán của hắn có một đạo lưu quang màu vàng lướt đi. Lưu quang lập tức hóa thành một thanh quải trượng màu vàng, tràn ngập kim quang rực rỡ. Toàn thân khắc vô số ký tự giống như phạm văn, quang mang lập lòe, tràn ngập phạm âm giống như tiếng sấm. Phạm văn bên trên giống như không ngừng rung động. Phật nộ kim cương trượng. Dương Quá và những người khác nhìn lên trên không trung, thứ thần linh Nhiễm Hồng gọi ra chính là Phật nộ kim cương trượng, đứng trong thập đại bán thánh khí. Đây không còn là hư ảnh Phật nộ kim cương trượng ngày hôm qua giao thủ với Dương Quá nữa. Mà lúc này thứ thần linh Nhiễm Hồng gọi ra chính là Phật nộ kim cương trượng thực sự. Oanh! Phật nộ kim cương trượng xuất hiện, uy áp kinh người tới tận cùng hàng lâm trong trời xanh, chung quanh Phật nộ kim cương trượng. Một vòng quang mang màu vàng rực rỡ lập tức lan tràn ra chung quanh, giống như mặt trời mọc lên ở phía đông, bao phủ trời xanh, dưới quang mang giống như Phật hàng lâm, phạm âm vang vọng, rung động lòng người. Lục soái, tử lôi huyền đỉnh của Tuyên Cổ Điện có lẽ ở trên người của ngươi a. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thần linh Nhiễm Hồng vung tay, Phật nộ kim cương trượng lập tức được hắn nắm chặt trong tay, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, hắn nói. Không biết là tử lôi huyền đỉnh của ngươi mạnh hay là Phật nộ kim cương trượng của ta thắng. Cái đó phải thử qua mới biết rõ được. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, trường bào màu xanh tung bay, quanh thân lập tức có một mảnh quang mang màu tím tuôn ra, trong lòng bàn tay phải, một đạo lưu quang màu tím đột nhiên xoay tròn trong lòng bàn tay phải. Oanh! Đạo lưu quang màu tím này xuất hiện, cả không trung bỗng nhiên lan tràn ra khí tức quỷ dị. Một cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu từ giữa không trung lan tràn ra, lôi vân màu tím cũng đột nhiên cuồn cuộn kéo tới giữa không trung. Có điện mang lưu chuyển, trong lôi vân màu tím có điện mang lập lòe, khí tức khiến cho trong lòng người ta rung động, run sợ lập tức truyền ra. Khiến cho tất cả mọi người trong thương khung chiến trường cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tử lôi huyền đỉnh, từng ánh mắt nhìn vào bên trên, ánh mắt thần linh Nhiễm Hồng cũng chăm chú nhìn vào đạo lưu quang màu tím trong tay Lục Lâm Thiên. Lưu quang thu liếm, một đại đỉnh màu tím hiển hiện, uy áp kinh người khiến cho người ta nhìn vào cũng phải hãi hùng khiếp vía. Đi! Mắt nhìn tử lôi huyền đỉnh hiển hiện, ánh mắt thần linh Nhiễm Hồng khẽ đảo, trong miệng quát ra một chữ đi. Phật nộ kim cương trượng trong tay giống như lưu quang màu vàng phá không rời đi, tiếng phạm âm vang vọng trên trời cao, giống như Phật hiệu vang vọng trong thế gian. Ông 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 ông! Những nơi Phật nộ kim cương trượng đi qua, từng đạo Phật quang ở trên trời giáng xuống. Giống như vạn Phật giận dữ, muốn thanh lọc vạn vật, sinh linh trong thế gian này. Đi! Lục Lâm Thiên vung tay lên, tử lôi huyền đỉnh trong lòng bàn tay rời khỏi tay, lôi vân màu tím cuồn cuộn, từng đạo sấm sét màu tím hội tụ.
Tử kim huyền lôi phô thiên cái địa hàng lâm, quang mang bắn ra bốn phía, không gian quanh thân bị phá hủy thành hư không đen kịt, dưới sự rực rỡ, chói mắt ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng. Ông ông! Phật quang, sấm sét giao thoa, không gian rực rỡ mà hỗn loạn, chói mắt mà hủy diệt. Phật nộ kim cương trượng tung hoành trời xanh, tách ra quang mang giống như mặt trời ban trưa. Vô số Phật quang hội tụ thành một biển Phật quang, trong đó từng đạo Phật quang đều ẩn chứa lực lượng tịnh thế, giống như thiên thạch lao về phía Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ầm ầm, Tử Lôi Huyền Đỉnh lơ lửng trên không trung, mang theo màu tím nhanh như thiểm điện phóng về phía trước. Không ngừng liên tục đánh ra từng đạo sấm sét màu tím hội tụ thành một biển sấm sét màu tím che khuất bầu trời. Từng đạo tử kim huyền lôi giống như cánh tay tựa như một đầu cự mãng màu tít xít gào trên không trung, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Vô số đạo sấm sét màu tím mang theo sấm sét chói mắt phô thiên cái địa đánh xuống. Giống như là một cơn mưa to, lôi uy đáng sợ tràn ngập hư không, dường như có thể phá hủy tất cả. Ầm ầm, vô số tử kim huyền lôi cường hãn điên cuồng đánh xuống, cả phiến hư không dưới sấm sét điên cuồng đánh xuống như vậy xuất hiện từng vết nứt không gian dài, đen kịt, khí tức hủy diệt, bá đạo. Phật quang, tử kim huyền lôi va chạm, hai kiện bán thánh khí giao phong. Trên trời cao lập tức vang vọng tiếng nổ không ngớt, từng đạo âm thanh bạo tạc khiến HCO linh hồn người ta mê muội, khiếp vía. Giống như sâu trong linh hồn bị va chạm mạnh, trong lúc mơ hồ có cảm giác mê muội, giống như linh hồn cũng bị chấn nát. Hai kiện bán thánh khí giống như hoàn toàn tự mình giao thủ, căn bản không cần hai người khống chế. Lúc này Phật nộ kim cương trượng của thần linh Nhiễm Hồng không giống như lúc quyết đấu với Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm của Dương Quá ngày hôm qua. Hai kiện bán thánh khí chỉ xuất ra hư ảnh bằng năng lượng, mà bây giờ hai kiện bán thánh khí lại chân chính quyết đấu. Hai kiện bán thánh khí quyết đấu, cảnh tượng kinh hãi thế tục căn bản khó có thể diễn tả bằng lời, uy áp kinh thiên kia khiến cho những cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ ở sâu trong hư không của thương khung chiến trường cũng chỉ có thể ngước nhìn lên. Đến thời điểm này tất cả mọi người mới biết được, giữa đỉnh phong và tuyệt đỉnh khác biệt như thế nào. Cũng chỉ có hai đạo thân ảnh cao ngất trên không trung kia mới chính thức là đệ nhất nhân trong đám người cùng thế hệ. Thần linh chân thân, Phật nộ kim cương trượng và Tử Lôi Huyền Đỉnh tự mình chiến đấu kinh người trên không trung, chiến ý trong mắt thần linh Nhiễm Hồng cũng tới mức tận cùng. Thân hình cao ngất giống như cọc tiêu của hắn lập tức bành trướng rồi hóa thành một đạo thân ảnh cực lớn. Oanh! Đạo thân hình cực lớn này xẹt qua không trung rồi lơ lửng đứng sừng sững trên không trung, thân hình cực lớn này giống như một ngọn núi, thế nhưng bộ dáng lại không có bất kỳ vẻ dữ tợn nào, ngược lại còn có bộ dáng hỏa ái giống như là Phật, chỉ là bằng vào uy áp từ trên thân hình cực lớn có bộ dáng hỏa ái giống như chân thân của Phật tổ kia khiến cho chúng sinh phủ phục. Uy áp thật mạnh, đây là thần linh chân thân của thần linh tộc sao? Thần linh chân thân cực lớn đứng sừng sững trên không trung. Vô số cường giả trẻ tuổi đỉnh phong lúc này đều rung động. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Mắt nhìn thần linh chân thân khổng lồ đứng sừng sững trên không trung, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên tinh mang nhàn nhạt, tâm thần khẽ động, khí tức cường hãn quanh thân lập tức điên cuồng khởi động. Giống. Một tiếng hổ gầm vang vọng, dưới ánh mắt của mọi người nhìn vào, thân hình Lục Lâm Thiên chỉ trong thoáng chốc bành trướng, mở rộng, hóa thành một đầu cự hổ khổng lồ. Con mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Lân phiến trên người giống như lưỡi đao, tràn ngập điện mang quanh quẩn, uy thế kinh người. Lục Lâm Thiên này rốt cuộc đang dùng thủ đoạn nào, tại sao lại có thân hình cự hổ, dường như uy thế còn rất mạnh a. Mắt nhìn biến hóa của Lục Lâm Thiên, nhìn thân hình cự hổ bá đạo mà uy mãnh, đám người La Mỹ, bà Tu Mỹ Ngọc, bà Di cùng với những người khác khiếp sợ. Siêu siêu, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng nhìn thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Bỗng nhiên thân hình khổng lồ xẹt qua trời cao, ánh mắt đột nhiên co rút lại, mấy đạo chỉ ấn tựa như lưỡi đao nhanh như thiểm điện xẹt qua không gian, giống như lưu quang xé rách không trung, bắn về phía thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Đối mặt với mấy đạo chỉ ấn đang như lưu quang lướt tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước có vẻ ngung trọng. Mà trong khi mấy đạo chỉ ấn xuất hiện trước người, thân hình cự hổ khổng lồ tạo thành tư thế mãnh hổ chụp mồi, vận sức chờ phát động. Thân hình cự hổ khổng lồ đột nhiên phất trào một cái. Oanh! Trong chốc lát này, không trung run lên, khí tức quỷ dị từ trên thân hình cự hổ khổng lồ chấn động, lan tràn ra, khí tức bắt đầu khởi động. Lúc này gợn sóng không gian giống như thời không loạn, lấy thân hình cự hổ khổng lồ làm trung tâm bắt đầu lan tràn ra, cả phiến không gian này run rẩy.
thời không hư lao. Trong khi mấy đạo chỉ ấn xuất hiện trước người thân hình cự hổ khổng lồ, cả không gian lập tức loạn, trong phiến thiên địa này tràn ngập áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian. Dưới ảnh hưởng của lực lượng không gian và thời gian, mấy đạo chỉ ấn giống như lưu quang của thần linh Nhiễm Hồng bị nghiền nát, sau đó lắc lư, biến mất trên không trung, chỉ ấn nhẹ nhàng bị hóa giải. Áo nghĩa thời gian và không gian dung hợp lại với nhau. Lục Lâm Thiên này quả thực cường hãn vô cùng. Đám người bà Tu Mỹ Ngọc, Nhược Vô Trần, bà Di, Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ đều khiếp sợ không thôi. Áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian, hai loại áo nghĩa kỳ lạ này dung hợp với nhau, đây là điều mà người bình thường khó có thể làm được. Lúc này không gian loạn kia chính là thời không hư lao mà Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra. Không gian hỗn loạn này không chỉ có hóa giải chỉ ấn của thần linh Nhiễm Hồng, cũng khiến cho thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng lập tức bị ngăn cản. Thân hình hắn ta giống như lâm vào trong vũng bùn, từng vết nứt không gian đen kịt giống như quang nhận bắn về phía xa. Siêu siêu, vô số vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, tất cả ven đường đều bị phá hủy, hai mắt thần linh Nhiễm Hồng lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Quang mang quanh thân lần nữa đại thịnh, chấn động nương theo âm thanh giống như phạm âm vang vọng, năng lượng chấn động khiến cho không gian nứt vỡ từng khúc. Khiến cho vết nứt không gian đen kịt của thời không hư lao không có cách nào lan tràn tới gần thân hình khổng lồ dần dần thoát khỏi thời không hư lao bao phủ. Chỉ trong hai chớp mắt, thần linh chân thân khổng lồ của hắn từ trong nháy mắt thoát thân ở trong đó ra, cùng lúc, hắn khẽ phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn giống như thiên thạch. Trưởng ấn nương theo xu thế mạnh mẽ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được trong nháy mắt xuất hiện trước thân hình cự hổ của Lục Lâm Thiên. Dưới đạo trưởng ấn này, không gian chung quanh liên tiếp bị hủy diệt, nứt vỡ. Cảm giác nguy hiểm cực độ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ là lúc này này, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên được quang mang màu vàng phô thiên cái địa bao phủ, kim quang rực rỡ che khuất bầu trời. Khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn, hổ trảo bên phải giơ tay đón lấy đạo trưởng ấn đang đánh tới kia. Oanh! Một đạo thủ ấn cực lớn màu vàng tràn ngập kim quang rực rỡ đột nhiên phá không đánh ra. Giống như Phật quang phổ chiếu, kinh khí lạnh lẽo sắc bén tựa như quang mang bao phủ trời xanh. Phanh! Dưới âm thanh trầm thấp bạo liệt, hai đạo trưởng ấn va chạm, khiến cho không gian chung quanh mang theo khe nứt đen kịt lập tức vỡ nát, năng lượng khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán. Khi cơn lốc năng lượng cuồng bạo khuếch tán tới một phạm vi nhất định mới từ từ dừng lại, lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong thiên địa. Xoạt xoạt! Hai đạo thân ảnh khổng lồ cùng lúc vừa chạm vào lập tức phân ra. Đều bị đẩy lùi về phía sau. Thần linh chân thân thật mạnh. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị đẩy lui. Lần nữa hắn lại ý thức được, luận bản thể, nhân tộc quả thực là yếu nhất. Thần linh chân thân của thần linh tộc so với Tu La chân thân của Tu La nhất tộc còn cường hãn hơn nhiều. Mà thần linh chân thân do thần linh Nhiễm Hồng này thúc dục, không thể nghi ngờ còn mạnh hơn nữa. Thực lực bản thể quá mức cường hãn. Loại cường hãn này thậm chí còn làm ảnh hưởng tới linh hồn, không phải là thứ mà người có tu vi đồng cấp bình thường có khả năng chống lại. Lục Lâm Thiên kia thật mạnh, không ngờ có thể so sánh với thần linh chân thân của Nguyên Soái. Nếu nói ngay từ đầu thân hình cự hổ của Lục Lâm Thiên đối với đám người bà Tu Mỹ Ngọc, bà Di là khiến cho bọn họ khiếp sợ mà nói, hiện tại đám người bà Tu Mỹ Ngọc đang kinh hãi. Thần linh chân thân mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Mà vừa rồi, Lục Lâm Thiên không chỉ chống lại được, mà ngược lại dường như còn giống như không rơi vào thế hạ phong. Thần linh chân thân, thần linh hoàng tiễn, huyền tiễn, địa tiễn, tam tiễn diệt không. Thân hình cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng bị đẩy lui, đôi mắt to lớn khẽ đảo, khí tức quỷ dị giống như từ chỗ sâu địa ngục, lại giống như thánh khiết từ trên 9 tầng trời tuôn ra. Trong không gian rộng lớn đột nhiên xuất hiện 3 mũi tên. Ba mũi tên bằng năng lượng giống như ba đạo lưu quang mang theo ba đạo tàn ảnh phóng thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Oanh oanh oanh! Ba mũi tên đánh ra, thiên địa run rẩy, trời xanh rung chuyển, tựa như 4 tiếng sấm hung hãn vang vọng. Đôi mắt hổ của Lục Lâm Thiên nhảy lên, cả không gian quanh thân hình cự hổ đột nhiên run lên, quang mang trắng xanh đột nhiên bắt đầu khởi động. Xoẹt! Bỗng nhiên, từng đạo âm thanh sắc bén từ trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên vang lên. Âm thanh trầm thấp vang vọng núi sông. Âm vang, giống như có thể vang vọng trên mây xanh, hư không, như sấm bên tai, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Trong sát na ngắn ngủi,
phía trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên xuất hiện từng đạo quang mang động lòng người, sau đó hóa thành từng cánh chim giống như kim loại giang rộng ra. Âm thanh sắc bén vang vọng, vô số cánh chim trên lưng hổ mở rộng, ngưng tụ tạo thành một đôi cánh màu xanh trắng, tầng tầng lớp lớp, tương liên chặt chẽ với nhau tạo thành một đôi cánh hoàn chỉnh. Trên đôi cánh động lòng người này thậm chí còn có khí tức man hoang, cổ xưa lan tràn, chỉ một thoáng thân hình cự hổ hóa thành một đầu phi hổ khổng lồ, cao quý mà khí phách, hùng hồn mà hung hãn. Xoẹt! Trong lúc ba mũi tên bằng năng lượng đánh tới trước người Lục Lâm Thiên, hai cánh của phi hổ khẽ vỗ, hai tiếng nổ lớn vang lên, khí tức khủng bố phóng ra, thẩm thấu vào trong không gian. Không gian sau lưng cự hổ hiện lên khe nứt đen kịt, không gian chung quanh thân hình khổng lồ hỗn loạn, chấn động, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi tránh đi từng mũi tên bằng năng lượng, không lùi mà tiến, lao thẳng tới thần linh Nhiễm Hồng. Thần linh chân thân, thần linh thiên tiễn. Đôi mắt của thần linh Nhiễm Hồng trầm xuống, thủ ấn cực lớn đẩy ra, một mũi tên bằng năng lượng giống như thiểm điện lần nữa bắn ra. Mũi tên hóa thành lưu quang, mang theo vết nứt không gian đen kịt giống như một chiếc đai lưng lơ lửng trên phía chân trời. Mũi tên này không thể nghi ngờ so với ba mũi tên trước đó còn có uy thế mạnh mẽ hơn nhiều. Năng lượng thiên địa khiến cho thiên địa bạo động, khí thế ngút trời. Ông! Thân hình cự hổ khổng lồ xẹt qua không gian, phía trên hổ chảo chẳng biết từ khi nào đã nắm lấy một thanh trường cung cổ xưa, giống như phượng mà giống như rồng, bí văn quanh quẩn, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Đây chính là truy phong chiến thiên cung của Lục Lâm Thiên. Truy phong chiến thiên cung, chín tiễn quy nhất. Phi hổ rít gào, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt, chỉ một thoáng có một tia sáng chói mắt lan tràn ra chung quanh. Hổ chảo kéo cung, liên tiếp chín đạo năng lượng chói mắt giống như chín mũi tên từ trong tay Lục Lâm Thiên được ngưng tụ ra. Truy phong chiến thiên cắn được kéo căng, chín mũi tên bằng năng lượng bỗng nhiên hóa thành chín đạo lưu quang, chín mũi tên cùng bắn ra một lúc. Chín mũi tên nhanh chóng hóa thành một thể. Khi truy phong chiến thiên cung mạnh nhất có thể một lần bắn ra chín mũi tên phát ra cùng lúc, có thể xé rách không gian, xuyên thủng trời xanh, uy lực vô cùng. Mà Lục Lâm Thiên bắn ra chín mũi tên cùng lúc, chín mũi tên quỷ dị, mũi tên bằng năng lượng dùng tốc độ như thiểm điện xẹt qua không gian. Những nơi nó đi qua không gian hỗn loạn, hư không giãn nứt tạo thành vô số khe nứt đen kịt lơ lửng trên không trung. Siêu. Hai mũi tên va chạm, quang mang năng lượng đại thịnh, hai mũi tên giằng co, thế nhưng cũng không tạo thành tiếng nổ quá lớn. Một lát sau, hai mũi tên bằng năng lượng tiêu tán. Thần linh thiên thú quyết. Ngay khi hai mũi tên bằng năng lượng đồng thời tiêu tán, thần linh chân thân cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng lần nữa xuất động, hai tay tạo thành thủ ấn quỷ dị, lập tức một hư ảnh dị thú quỷ dị cực lớn, giống rồng mà lại giống hổ, lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Giống. Những nơi thú ảnh cực lớn này đi qua, không gian ven đường xuất hiện khe nứt đen kịt, tràn ngập khí tức hung mãnh khiến cho người ta không có cách nào kháng cự, kình phong phô thiên cái địa khuếch tán ra chung quanh, xé rách không gian chung quanh, khiến cho người ta có cảm giác thị giác bị trùng kích. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm về phía trước, điện mang quanh thân quanh quẩn, trên tay phải xuất hiện một đoàn quang mang bằng năng lượng lớn mười mấy thước, bốn đầu thú thể thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền vũ bằng năng lượng nhanh chóng truy đuổi nhau ở bên trong. Tứ thần quyết. Miệng hổ quát lên một tiếng, quang mang năng lượng trong tay Lục Lâm Thiên được đẩy ra. Đoàn quang mang kia xuyên qua không gian nhanh chóng bành trướng, quang mang chói mắt giống như mặt trời lên cao từ bên trên đoàn quang mang này bắn ra. Giống. Ngao. Chi. Trong đoàn quang mang năng lượng kia, bốn đầu thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bằng năng lượng rít lên. Thân hình nhanh chóng bành trướng rít gào liên tục hóa thành một vòng xoáy đen kịt khủng bố trong không gian. Bốn cỗ lực lượng kinh khủng, hội tụ tràn ngập thiên địa. Chỉ trong thoáng chốc hung hăng va chạm với thú ảnh do thần linh Nhiễm Hồng vừa mới ngưng tụ ra. Ầm ầm. Giao phong như vậy dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, tiếng nổ vang trầm thấp lập tức đột nhiên vang vọng trong phiến thiên địa này. Âm thanh như sấm sét xuất hiện, khiến cho trong đầu người ta có cảm giác va chạm, tai ùng ùng. Năng lượng khủng bố chấn động khiến cho không gian chung cơ nơ rạn nứt rồi bị nghiền nát, trời xanh sụp đổ tạo thành một phiến hư không. Xoẹt! Năng lượng kính khí kinh người rung động giống như sóng to gió lớn trên không trung, hóa thành quang mang khuếch tán ra bốn phía, không gian nhanh chóng xuất hiện từng vòng rung động đen kịt lan tràn ra bốn phía. Xoạt xoạt! Dưới kinh khí rung động bực này, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lại một lần nữa lảo đảo lui lại, trong mắt hổ cũng hiện lên một chút khiếp sợ.
Hắn không ngờ thần linh nhiễm hồng lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Ngay cả tứ thần quyết của hắn cũng có thể chống lại. Oanh! Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên ổn định lại, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh nhiễm hồng xẹt qua không gian, từng đạo khí tức quỷ dị quanh thân từ trong cơ thể hắn tràn ra. Đồng thời hắn phất tay đánh ra một đạo quyền ấn giống như Phật quang mang theo khí tức hủy diệt hung hăng phóng về phía Lục Lâm Thiên. Năng lượng cuồng bạo kinh người nương theo quang mang chói mắt giống như Phật quang lan tràn ra chung quanh. Nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang. Đôi mắt hổ cực lớn của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên biến đổi, hai cánh chấn vỡ không trung, trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình cự hổ khổng lồ tràn ngập khí thế bá đạo, lạnh lẽo, hổ chảo nắm chặt thành quyền. Một đạo quyền ấn mang theo hư không vặn vẹo đánh ra. Hai đạo quyền ấn chỉ trong thoáng chốc va chạm, năng lượng giống như quang mang khuếch tán. Vô số vết nứt không gian đen kịt xuất hiện chung quanh. Không gian thiên địa lập tức sụp đổ, cả phiến không gian lớn liên tiếp nổ tung, giống như là diệt thế. Thực lực thật mạnh, hai người này quá mức khủng bố. Hai người này há chỉ là cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. Coi như là trong cả thiên địa có bao nhiêu cường giả có được thực lực như vậy. Sâu trong thương khung chiến trường, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ rung động khó có thể thu liếm, dưới khí tức của thực lực, uy năng của năng lượng, bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng nó kinh khủng ra sao. Bất luận một người nào ở đây đều là tồn tại giống như lông phượng sừng lân trong thiên địa này, thế nhưng lúc này trước mặt hai đạo thân ảnh khổng lồ kia, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, so sánh với hai người này. Bọn họ mặc cảm, tự tin, căn bản không thể so sánh. Dưới vòm trời mênh mông, bao la mờ mịt, trên không trung, một đạo thân ảnh già nua ở trong mây mù, không gian chung quanh thân hình chấn động, thân ảnh như ẩn như hiện, mông lung khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ, giống như hòa hợp làm một thể với thiên địa vậy. Bỗng nhiên, thân ảnh già nua này nhìn qua truyền tống trận hình chiếu thời không phía dưới, tinh mang trong hai mắt run run, khiến cho cả thiên địa trong lúc vô hình cũng run theo. Thì thầm nói. Bát hoang thiên địa quyết, là bát hoang thiên địa quyết của tên kia. Lục Lâm Thiên này có quan hệ với lão gia hỏa kia. Nhiều năm như vậy lão gia hỏa kia cũng không có buông tha, rốt cuộc cũng cam lòng lộ diện. Ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, hai đạo quyền ấn nhanh chóng va chạm, giống như thiên thạch va chạm, dư âm đáng sợ giống như hủy diệt còn lại chỉ trong thoáng chốc giống như biển gầm vang vọng trên không trung. Xoạt xoạt. Va chạm như vậy rốt cuộc khiến cho thân hình khổng lồ của thần linh nhiễm hồng lảo đảo lui lại. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, cũng trong sát na này, Lục Lâm Thiên dựa thế đánh về phía trước. Khí tức hủy diệt bỗng nhiên từ trong cơ thể hàng lâm, uy áp bao phủ trời cao, uy thế hủy diệt tràn ngập, khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra. Oanh! Trong nháy mắt, lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm, khí tức hủy diệt lan tràn ra chu không. Khí tức này giống như muốn hủy diệt muôn dân trăm họ. Nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Tam quyết chuyển thiên thể, nhất cước toái sơn hà. Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng cự hổ truyền ra, thủ ấn được hổ chảo ngưng kết, hư không chung quanh dung chuyển vặn vẹo, trong sát nan ngắn ngủi, một đạo chỉ ấn cùng với cước ấn cùng lúc hiển hiện trên vòng trời. Lập tức đánh về phía thần linh nhiễm hồng. Chung quanh chỉ ấn, hư không nứt vỡ, vạn vật bị diệt sát. Khiến cho lòng người sinh ra sự tuyệt vọng, khí tức cuồn cuộn hủy diệt hàng lâm nhân gian. Chỗ cước ấn giống như phá hủy tất cả sinh cơ, lực lượng phá hủy bá đạo đủ để khiến cho thần hồn của kẻ yếu bị diệt sát. Rầm rầm rầm, một đạo chỉ ấn cùng với cước ấn đồng thời được ngưng tụ ra, trên không trung, không gian liên miên, vô cùng vô tận đột nhiên liên tiếp nổ tung, khiến cho lòng người rung động không hiểu, hãi hùng khiếp vía. Dưới năng lượng hủy diệt bá đạo như vậy, khi thần linh nhiễm hồng ổn định thân hình, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Thần linh chân thân khổng lồ lập tức được quang mang chói mắt bao phủ vào bên trong. Quang mang chói mắt đồng thời khuếch tán ra chung quanh, khí tức quỷ dị cuồn cuộn nương theo uy áp của chân lý niết bàn giống như thiên uy từ trên trời cao cuồn cuộn lan tràn ra. Ầm ầm. Mà trong chớp mắt này, trời cao trong lúc mơ hồ vang lên tiếng sấm minh, gió nổi mây phun, ánh sáng giống như Phật quang rực rỡ. Siêu. Chỉ ấn, cước ấn bá đạo, hủy diệt phá hủy tất cả sinh cơ, khí tức hủy diệt hàng lâm. Dưới vô số ánh mắt lập tức đánh vào vòng quang mang bao phủ thân hình cực lớn của thần linh nhiễm hồng. Loại va chạm này khiến cho trong lòng người xem nhìn không được nhảy dựng lên, nín thở nhìn về phía trước. Mà ngay cả trên không trung cũng đột nhiên yên ắng vô cùng quỷ dị.
Xoẹt. Chỉ là sự yên ắng trong ngắn ngủi này, quang mang giống như Phật quang quanh thân thần linh Nhiễm Hồng chấn động kịch liệt, trong lúc mơ hồ rạn nứt, chỉ là không có rạn nứt hoàn toàn. Quang mang giống như Phật quang trên vòng quang mang bao phủ thân hình thần linh Nhiễm Hồng lại khiến cho chỉ ấn, cước ấn mang theo khí tức bá đạo, hủy diệt dần dần tiêu tán. Năng lượng phá hủy tất cả, hủy diệt vạn vật trong thế gian cuối cùng lại không có cách nào triệt để làm gì được thần linh Nhiễm Hồng. Rầm rầm. Không gian chấn động không ngớt, dưới vô số ánh mắt ngốc trệ, thân hình cự hổ khổng lồ không ngờ lại thừa cơ xuất hiện trước vòng quang mang trong lúc mơ hồ rạn nứt bên ngoài thân hình khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng, từng đạo thủ ấn được ngưng kết. Thủ ấn được ngưng kết, ở sâu trong hư không của thương khung chiến trường này, khí tức năng lượng không ngừng bị dẫn dắt ra. Ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía hư không có một lực cắn nuốt lan tràn ra chung quanh. Giống như muốn thôn vệ cả chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường vào bên trong, khiến cho hư không sâu trong thương khung chiến trường rung chuyển không ngớt. Uy áp mênh mông mang theo khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra. Không gian rung chuyển, giống như cả không gian bị diệt sát không còn. Tứ quyết bào thiên thể, nhất hống phúc thương khung. Một đạo thủ ấn cuối cùng được hổ trảo của Lục Lâm Thiên kết xuất, cả không trung phía trên trời xanh rung chuyển, vặn vẹo, thân hình cự hổ không lồ đứng thẳng, đạp không đứng lơ lửng, tương liên với hư không. Ánh mắt nhìn về phía thần linh Nhiễm Hồng giống như bao quát chúng sinh, trong cái miệng hổ dữ tợn giống lên một tiếng. Giống. Tiếng giống giống như long ngâm, hổ gầm, sư tử hống, hạc kêu, dưới tiếng giống này, không gian dưới tiếng giống rung chuyển, nứt vỡ. Không trung bị diệt sát, giống như chôn vùi tất cả. Giống như có thể phá hủy, diệt sát tất cả sinh linh trong thế giới, đem linh hồn bọn họ chấn vỡ. Uy áp quá mạnh mẽ, quá bá đạo, linh hồn không có cách nào chống cự. Đây chẳng lẽ là át chủ bài của Lục Lâm Thiên, quá mạnh mẽ. Xoẹt. Sau khi tiếng quát khủng bố mang theo tiếng gầm vang vọng, trong nháy mắt tất cả mọi người ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường đều nhanh chóng bố trí quang mang năng lượng phòng ngự. Mà ngay cả Dương Quá, Mẫu Đơn đều nhanh chóng bố trí quang mang năng lượng bao phủ thân hình. Lục Lâm Thiên đã thực sự thúc giục thức thứ tư của Bát Hoang Thiên Địa Quyết, uy năng của quyết thứ tư so với quyết thứ ba mạnh hơn gấp 10 lần, tụ tập ba loại áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa không Gina, áo nghĩa thế giới vào làm một thể, tu luyện tới đại thành, diệt vạn vật trong lúc vô hình, âm thanh chấn động chúng sinh. Dùng tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại thúc giục ra thức thứ tư khủng bố như vậy, uy năng không cần phải nói. Tiếng gầm khủng bố khuếch tán ra chung quanh quang mang quanh thân thần linh Nhiễm Hồng, dưới vô số ánh mắt ngốc trệ, tiếng gầm chấm dứt. Quang mang kinh khủng quanh thân thần linh Nhiễm Hồng dưới tiếng gầm kinh khủng kia rốt cuộc mạnh mẽ bị chấn vỡ. Rầm rầm rầm. Lấy thân hình cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng làm trung tâm, quang mang bằng năng lượng nghiền nát, không gian chung quanh dùng tốc độ bằng mắt thường không có cách nào thấy được bành trướng, ngay sau đó nổ tung, cơn lốc năng lượng đáng sợ phô thiên cái địa khuếch tán. Trong lúc nhất thời khiến cho không gian hỗn loạn không thể dò xét. Lực lượng thật khủng khiếp, thần linh Nhiễm Hồng có lẽ đã bại a. Thần linh Nhiễm Hồng sắp thua sao? Từng ánh mắt ngốc trệ, kinh hãi nhìn lên trên không trung. Dưới năng lượng khủng bố bực này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Mà ngay cả hai mắt Tiểu Long lúc này cũng hiện lên vẻ rung động. Vừa rồi trình độ hủy diệt, bá đạo khi Lục Lâm Thiên thúc giục công kích khủng bố kia, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, dưới năng lượng hủy diệt và thực lực khủng bố kia, coi như lúc này thần linh Nhiễm Hồng bị thua cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Hai cường giả đỉnh phong, chắc chắc sẽ có một mạnh một yếu. Thần linh Nhiễm Hồng sẽ bị thua sao? Trong mắt Mẫu Đơn hiện lên vẻ rung động, thực lực khủng bố của hai người khiến cho trong lòng nàng lúc này cảm thấy không bằng. Còn chưa, phụ thân còn chưa chiến thắng, thần linh Nhiễm Hồng không bị thua. Hắn không dễ bị đánh bại như vậy. Lục Kinh Vân nhíu mày, ánh mắt luôn nhìn vào trên không trung, lúc này Phật Nộ Kim Cương Trượng và Tử Lôi Huyền Đỉnh, hai kiện bán thánh khí đang giao thủ trên không trung vẫn chưa ngừng lại. Hai kiện bán thánh khí kia giao thủ khiến cho linh khí trên thân mọi người cho dù ở trong đan điền hay là ở trong đầu cũng phải rung động. Lục trưởng môn chiến thắng sao? Trước chiến đài trong mật đại thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào không gian hỗn loạn bên trong truyền tống trận thời không, từng đạo ánh mắt chăm chú, không dám chớp mắt lấy một cái. Không gian hỗn loạn rốt cuộc dần dần ổn định, cuối cùng trong vô số ánh mắt, trong không gian hỗn loạn kia, trong lúc mơ hồ hiển hiện một đạo thân ảnh cực lớn.
Đạo thân ảnh cực lớn kia xuất hiện, khi đó, vô số ánh mắt nhìn vào lập tức run lên, vẻ kinh ngạc xuất hiện trên từng khuôn mặt. Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đạo thân ảnh cực lớn kia càng ngày càng hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Nhất thời cả không trung lập tức im ắng, phía trên thân hình cự hổ cực lớn của Lục Lâm Thiên, đôi mắt vĩ đại nhìn chằm chằm vào trong hư không hỗn loạn, trong mắt hiện lên vẻ rung động, chấn động. Thân ảnh cực lớn kia hiển hiện rõ ràng trong mắt mọi người, khí tức quỷ dị bao phủ trời xanh, quang mang chói mắt giống như Diêm La hiện thân trong cửu u địa ngục. Lại giống như Phật Tổ ở trên 9 tầng trời hàng lâm, trong quang mang chói mắt kia có thể nhìn thấy rõ ràng thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng. Mà giờ phút này, khí tức quanh thân thần linh Nhiễm Hồng so với vừa rồi còn kinh khủng, cường hãn hơn nhiều. Thần linh chân thân bước ngang qua không trung theo bước chân hắn cũng dần dần vặn vẹo. Năng lượng thiên địa chung quanh tự dưng nổi lên chấn động. Lần nữa nhìn qua thần linh chân thân của thần linh Nhiễm Hồng, đám người đứng xem bên ngoài yên tĩnh trong giây lát, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, khí tức trên thân thần linh Nhiễm Hồng so với trước đó còn cường hãn hơn nhiều. Coi như là cách nhau khá xa mọi người cũng có thể cảm giác được, lúc này trên người thần linh Nhiễm Hồng có một loại uy áp giai vị cực lớn lan tràn ra. Khí tức thật mạnh, so với vừa rồi còn thêm cường hãn hơn nhiều. Khí tức rất mạnh, khí tức này quá mạnh mẽ. Ngũ nguyên hóa hồng, thần linh Nhiễm Hồng này là ngũ nguyên hóa hồng. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Kinh Vân, Mẫu Đơn, Phong Du Du, ánh mắt mọi người bỗng nhiên run lên, dưới uy áp khủng bố kia, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, khí tức trên người thần linh Nhiễm Hồng không ngờ tại tới cấp độ ngũ nguyên hóa hồng. Cỗ khí tức này so với khí tức tứ nguyên hóa hồng của Bắc Cung Vô Song còn cường hãn hơn nhiều. Cỗ khí tức này, khí tức tứ nguyên hóa hồng tiểu siêu phàm của Bắc Cung Vô Song cũng không có cách nào có thể so sánh được với nó. Nguyên soái là ngũ nguyên hóa hồng. Ngũ nguyên hóa hồng, đây mới là thực lực chân chính của nguyên soái. Đám người bà Di, bà Tu Mỹ Ngọc, La Mỹ và những người khác của Thiên La Minh nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ lúc này cũng mới biết được, nguyên soái thần linh Nhiễm Hồng lại có tu vi thực lực như vậy, không ngờ lại là ngũ nguyên hóa hồng, che giấu cực kỳ sâu. Ngũ nguyên hóa hồng, không ngờ lại tới ngũ nguyên hóa hồng, che giấu đủ sâu a. Đôi mắt hổ khẽ đổi, Lục Lâm Thiên nhìn thần linh Nhiễm Hồng mang theo khí thế khủng bố đang bước qua không y gần đi tới. Dưới năng lượng chấn động cùng với uy áp ngút trời này giống như có thể khiến cho tất cả vạn vẹo hóa thành hư vô. Bằng vào tu vi ngũ nguyên hóa hồng của thần linh Nhiễm Hồng, người có tu vi lục nguyên hóa hồng đại siêu phàm bình thường bên ngoài cũng khó có thể đánh đồng được với người này. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, hắn luôn cảm giác được thần linh Nhiễm Hồng có ẩn tàng, thế nhưng trong dự tính của Lục Lâm Thiên, thần linh Nhiễm Hồng có lẽ cũng chỉ tới ngũ nguyên hóa hồng mà thôi, nhưng thế nhưng hắn thật không ngờ thần linh Nhiễm Hồng lại tới ngũ nguyên hóa hồng. Thực lực của Lục soái rất mạnh, không ngờ ngươi lại khiến cho ta xuất động toàn bộ thực lực. Trong thiên hạ này, người trong cùng thế hệ có thể khiến cho ta làm như vậy cũng chỉ có một mình Lục soái mà thôi. Chỉ là hiện tại giữa hai ta đều có sứ mạng của riêng mình, cũng phải phân ra thắng bại cho rõ. Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng thần linh Nhiễm Hồng vang lên, âm thanh vẫn mờ ảo, khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái. Âm thanh vừa dứt, đôi tay cực lớn chém ra, giống như là thái cực, ở giữa hai tay có một vòng xoáy chấn động xuất hiện, ngay sau đó bành trướng hóa thành một vòng xoáy bằng năng lượng cực lớn trong không gian. Thần linh thôn thể. Hai tay run lên. Vòng xoáy bằng năng lượng lao về phía thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, cùng lúc, vòng xoáy dùng tốc độ như thiểm điện mà mắt thường khó có thể thấy được căng lên, lập tức hóa thành một vòng xoáy giống như lỗ đen vũ trụ hiển hiện ở phía chân trời. Đùng đùng, vòng xoáy không gian hiển hiện, không gian chung quanh bạo liệt từng khúc, giống như là muốn hủy diệt thiên địa này, năng lượng hủy diệt đáng sợ từ trong đó phô thiên cái địa khuếch tán ra, trong nháy mắt phóng tới đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Oanh! Động sâu giống như lỗ đen vũ trụ dùng tốc độ nhanh như thiểm điện khuếch tán, lập tức xuất hiện dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào. Khiến cho cả không trung trong thương khung chiến trường chấn động, sóng gió nổi lên. Ông ông! Thanh trụ hư không rực sau lưng thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên chấn động, trong nháy mắt lập tức thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Thế nhưng thân hình cự hổ cực lớn vừa mới lướt đi đã bị vòng xoáy khổng lồ giống như lỗ đen vũ trụ dùng xu thế như sấm sét thôn vệ vào bên trong. Rầm rầm rầm. Chỉ trong thoáng chốc, ở trong vòng xoáy không gian giống như lỗ đen vũ trụ,
khí tức hủy diệt từ bên trong lan tràn ra, khí tức hủy diệt ngập trời giống như biển gầm tuôn ra, không ngừng rít gào trên hư không. Xoẹt! Trong vòng xoáy giống như lỗ đen vũ trụ kia, mọi người có thể nhìn thấy lân phiến trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lúc này đang nứt vỡ từng khúc. Chuyện này khiến cho đám người đứng xem bên ngoài không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh thay cho Lục Lâm Thiên. Lúc này dưới tu vi ngũ nguyên hóa hồng của thần linh Nghiễm Hồng, dưới chênh lệch thực lực như vậy, mọi người tự biết không có ai ở đây là đối thủ của thần linh Nghiễm Hồng này. Lục soái gặp phiền phức rồi. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, dưới cỗ lực lượng ngập trời, hủy diệt kia, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức khiến cho linh hồn rung động. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, Tử Lôi Huyền Đỉnh và Phật Nộ Kim Cương Trượng đang giao thủ ở không gian phía xa, chung quanh Tử Lôi Huyền Đỉnh hình thành một biển sấm sét màu tím khiến cho tim đập nhanh. Sấm sét màu tím đột nhiên chớp động kỳ dị, quang mang màu tím chói mắt từ bên trên tách ra, khí tức mênh mông vô cùng cũng khuếch tán ra trên thiên địa này, khiến cho không gian ầm ầm chấn động, vang dội không thôi. Xoẹt! Bỗng nhiên, trong biển sấm sét màu tím khiến cho tim đập nhanh kia có vô số sấm sét màu tím vô cùng khủng bố bắn ra. Lôi uy đáng sợ tràn ngập trong không gian, tựa như có thể phá hủy tất cả, sau đó tất cả đều xé rách không trung rơi vào trong vòng xoáy giống như lỗ đen. Cùng lúc, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên giống như tương liên với vòng xoáy giống như lỗ đen kia cũng được phủ lên quang mang màu tím rực rỡ. Xì xì. Vô số đạo sấm sét màu tím rơi vào trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, quang mang màu tím nhanh chóng lan tràn, hóa thành vô số đạo sấm sét màu tím nhỏ như mãng xà. Liên tục không ngừng nghỉ thông qua lân phiến bị nghiền nát rồi tiến vào trong thân hình Lục Lâm Thiên. Bất diệt La Hán tượng. Sấm sét tương liên, cái miệng hổ đột nhiên hét lớn một tiếng, phía trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên có một đạo quang mang màu tím vàng ngập trời tuôn ra. Quang mang giống như pháo hoa bắn tứ tung trong vòng xoáy bằng năng lượng giống như lỗ đen vũ trụ. Chỉ một thoáng, thân hình khổng lồ của Lục Lâm Thiên hóa thành thân hình hình người to lớn giống như một ngọn núi. Thân hình khổng lồ xẹt qua không gian, giống như La Hán bá đạo, hủy diệt vô cùng vô tận. Hai mắt trợn ngược, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân nhỏ bé, tim đập nhanh. Quang màu tím vàng lan tràn, khí tức hủy diệt tràn ngập, bí văn trên người quanh quẩn, khí tức hủy diệt này đủ để khiến cho linh hồn người ta rung động. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, lúc này khí tức trên người Lục Lâm Thiên so với lúc trước có khác biệt giống như trời và đất, giờ phút này. Cỗ khí tức này dường như mới chính thức là tu vi chân thật của Lục Lâm Thiên, khí tức bậc này không chút nào dưới thần linh Nghiễm Hồng. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên hóa thành La Hán, đôi mắt trên thân hình khổng lồ tương liên với vòng xoáy giống như lỗ đen trong thiên địa của thần linh Nghiễm Hồng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng và rung động. Xoẹt! Thân hình La Hán cực lớn của Lục Lâm Thiên lăng không đứng lơ lửng, năm ngón tay nắm lại, quang mang màu tím quanh thân lưu chuyển. Một đạo quyền ấn được đánh ra, phóng về phía vòng xoáy giống như lỗ đen vũ trụ trong không gian. Những nơi quyền ấn đi qua, không gian hiển lộ ra hư không đen kịt, điện mang màu tím lập lòe, âm thanh trầm thấp giống như tiếng sấm rền vang vọng trong thiên địa. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy trong không gian giống như lỗ đen vũ trụ bị một quyền này đánh nát, mảnh vỡ không gian giống như sóng to gió lớn lan tràn ra chung quanh. Quang mang màu tím lan tràn. Vòng xoáy trong không gian giống như lỗ đen vũ trụ bị một quyền này phá hủy. Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lên trên không trung, thân hình giống như La Hán kia đứng sừng sững trên trời cao được quang mang màu tím vàng bao phủ, tựa như La Hán hạ phàm. Ngũ nguyên hóa hồng, Lục Lâm Thiên cũng là ngũ nguyên hóa hồng. Trời ạ, Lục Soái cũng là ngũ nguyên hóa hồng, ta biết ngay Lục Soái có ẩn tàng mà. Ngũ nguyên trung siêu phàm, Lục Soái cũng đến ngũ nguyên trung siêu phàm. Trong thương khung chiến trường, từng người trong thương khung minh sau khi ngây ngốc lập tức phấn chấn, rung động. Tất cả mọi người đã lần đầu tiên biết rõ, hóa ra thực lực chính thức của Lục Lâm Thiên cũng tới ngũ nguyên hóa hồng trung siêu phàm. Loại tu vi cấp độ này cũng là tồn tại khó đỡ upsilon.ng vào trong đám người cùng thế hệ. Ngũ nguyên hóa hồng, tiểu tử này không ngờ cũng tới ngũ nguyên hóa hồng. Ngũ nguyên hóa hồng, cũng là ngũ nguyên hóa hồng, che giấu đủ sâu a. Phía trên không trung chung quanh chiến đài của mật địa thiên giới trong thượng thanh thế giới, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của phong hành thiên chủ và trên khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn của băng thiên hiện lên vẻ rung động, bốn mắt nhìn nhau. Ngũ nguyên hóa hồng, Lục trưởng môn cũng là ngũ nguyên hóa hồng. Ngũ nguyên trung siêu phàm,
Lục trưởng môn không ngờ cũng tới tình trạng như vậy. Trời phù hộ thượng thanh thế giới ta a. Trước chiến đài, trăm vạn người nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, ánh mắt lặng lẽ trở nên đỏ rực, chấn động, phấn chấn một hồi. Máu tươi trong cơ thể sôi trào, tiếng hét bắt đầu vang vọng trên trời ca. Không ngờ tới lục soái ngươi cũng đến một bước này, ngũ nguyên hóa hồng, thực sự khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên a. Thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt lớn, vẻ rung động từ từ thu liếm, lộ ra sự vui vẻ trước sau như một. Ngươi cũng vậy đó thôi. Trên thân hình giống như la hán của Lục Lâm Thiên tràn ngập quang mang màu tím vàng, khí tức hủy diệt tràn ngập. Chỉ bằng cỗ khí tức hủy diệt từ trên quang mang màu tím vàng này cũng khiến cho linh hồn người ta rung động. Nhìn qua bất diệt la hán tượng của Lục Lâm Thiên, ánh mắt của thần linh Nhiễm Hồng lần nữa biến đổi, nói. Đồn rằng tử lôi huyền đỉnh trong tuyên cổ điện có thể thu thành bất diệt kim cương tượng, ta thấy lục soái lúc này hẳn đang thúc giục bất diệt kim cương tượng mà từ trước tới nay không ai trong tuyên cổ điện có thể tu luyện thành công a. Đồn rằng bất diệt la hán tượng này là công pháp tu thể đỉnh cấp nhất trong những loại công pháp tu thể ít ỏi có thể giúp cho thân hình nhân loại có thể đánh đồng với minh linh chân thân. Ngừng lại một chút, thần linh Nhiễm Hồng mở miệng cười, tiếp tục nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Bất diệt la hán tượng thật sự có thể chính thức đánh đồng với minh linh chân thân. Thế nhưng không biết so sánh với minh linh chân thân chính thức thì lại thế nào. Ta cũng rất tò mò, công pháp của nhân tộc có phải có thể thực sự sánh ngang với minh linh chân thân hay không? Lục Lâm Thiên nhìn qua thần linh Nhiễm Hồng, quang mang quanh thân bắt đầu lan tràn, trong lúc mơ hồ tương liên với biển sấm sét màu tím vàng do tử lôi huyền đỉnh tạo ra, miệng Lục Lâm Thiên nói. Chuyện này cứ thử xem sẽ biết rõ, ta cũng rất muốn biết kết quả. Vậy thì tốt, cứ thử xem một chút, hôm nay chúng ta sẽ chứng minh một chút, rốt cuộc nhân tộc dựa vào công pháp tu thể là có thể sánh ngang với minh linh chân thân hay không. Thần linh Nhiễm Hồng nhìn về phía Lục Lâm Thiên cười cười, khi nói xong, thần linh chân thân cực lớn của hắn đã lập tức bắn ra, thân hình khổng lồ lại có tốc độ như thiểm điện, nương theo khí tức quỷ dị ngập trời kia. Biển năng lượng chói mắt do Phật nộ cực kim trượng ngưng tụ ra đột nhiên chấn động. Một đạo chảo ấn đánh về phía bất diệt la hán tượng cực lớn của Lục Lâm Thiên. Oanh! Giờ phút này, dưới tu vi ngũ nguyên hóa hồng, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của thần linh Nhiễm Hồng đều khiến cho trời xanh rung chuyển, năng lượng thiên địa chấn động tuôn ra, thanh thế kinh thiên động địa. Chảo ấn lập tức xẹt qua không gian đánh tới trước người Lục Lâm Thiên, quang mang màu tím ở trong đôi mắt cực lớn của Lục Lâm Thiên cuồn cuộn. Bỗng nhiên hắn há mồm phóng ra một đạo sấm sét màu tím vàng giống như một đầu cự long va chạm với đạo chảo ấn cực lớn kia. Phanh! Trong chớp mắt khi chảo ấn cùng với cự long kia va chạm, quang mang năng lượng chói mắt bắn ra bốn phía, từng đạo năng lượng rung động nương theo điện mang màu tím vàng, giống như quang mang từ trên không trung tạo thành hình vòng tròn lan tràn ra bốn phía. Tử kim huyền lôi bá đạo vô cùng, uy năng cái thế, nhưng vẫn không có cách nào làm gì được ta. Trong lúc điện mang, năng lượng khuếch tán, âm thanh của thần linh Nhiễm Hồng vang vọng trên không trung, thân hình thần linh chân thân khổng lồ xẹt qua trời cao. Hai tay cực lớn có quang mang năng lượng lập lòe, hai nắm đấm giống như hai đầu mãnh thú dữ tợn lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ken két! Hai đạo quyền ấn đánh ra, tràn ngập khí thế cường hãn và khủng bố vô cùng. Những nơi nó đi qua, không gian vặn vẹo, vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Thật sao? Chỉ là thần linh chân thân của ngươi cũng không có cách nào làm gì được ta. Nhìn qua hai đạo quyền ấn mang theo khí thế ngút trời đánh thẳng tới, hai tay Lục Lâm Thiên chấn động, năm ngón tay lập tức nắm chặt, ngay sau đó, trên nắm tay cực lớn có quang mang màu tím vàng tuôn ra. Ngao ngao, tiếng long ngâm trầm thấp truyền ra, hai nắm tay Lục Lâm Thiên đánh ra, hai nắm tay hóa thành hư ảnh hai đầu cự long bằng năng lượng điện mang màu tím vàng, khí thế bá đạo hủy diệt, trong lúc mơ hồ lộ ra long uy. Tiếp đó hung hăng va chạm với hai đạo quyền ấm của thần linh Nhiễm Hồng. Ầm ầm, tiếng năng lượng nổ vang trầm thấp từ nơi bốn đạo quyền ấn va chạm truyền ra, năng lượng kinh khủng kia va chạm rồi bắn ra bốn phía, khiến cho cả phiến không gian lớn trên không trung mạnh mẽ bị phá hủy, mãi một lúc lâu cũng không có cách nào khôi phục. Ha ha, thực sự là thống khoái, tiếp tục. Tiếng cười to truyền ra, thân hình cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng xẹt qua không gian, lần nữa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho gió nổi mây phun, không trung rung chuyển. Quả thực thống khoái, tiếp tục. Lục Lâm Thiên đối chọi mạnh mẽ, không lùi bước, thân hình tràn ngập điện mang lập lòe,
ầm ầm va chạm với thần linh Nhiễm Hồng. Hai người này thật mạnh, tộc nhân thần linh tộc đã mạnh, lục trưởng môn cũng không kém chút nào a. Không ngờ lục trưởng môn lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Không hổ là sư đệ của minh chủ Hoàng Phủ Minh Long, trừ lục trưởng môn ra, trong đám người cùng thế hệ căn bản không có ai có thể so sánh với tộc nhân thần linh tộc kia. Lục trưởng môn, nhất định phải chiến thắng a. Trong thượng thanh thế giới, trăm vạn đại biểu của các thế lực lớn chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Hai đạo thân ảnh khổng lồ ngạnh kháng với nhau, máu tươi sôi trào, tiếng hò hét vang vọng, ánh mắt đồng thời cũng theo đó hiện lên vẻ ngưng trọng. Ở đây không có ai là người bình thường, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng nam tử của thần linh tộc kia cực kỳ cường hãn, nếu không phải có Lục Lâm Thiên, Thương Khung Minh lúc này không ai có thể chống lại được người này. Tất cả cường giả các đại cổ tộc trong thượng thanh thế giới, Tam Kỳ Lão Nhân, Nhâm Ngã Hành, Quỷ Cốc Hoàng giả lúc này hai đạo thân ảnh giống như hai ngọn núi đang điên cuồng va chạm trong truyền tống trận hình chiếu thời không, ánh mắt đều ngây ngốc, rung động. Các loại năng lượng va chạm khiến cho không gian bị phá hủy từng mảnh tạo thành hư không. Xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả mọi người đều cảm giác được cỗ năng lượng hủy diệt cùng với khí thế kinh thiên, mạnh mẽ cùng với từng đạo âm thanh trầm thấp, bạo liệt từ trong truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra, cũng đủ để khiến cho người ta không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. Yêu nghiệt, đây chính là yêu nghiệt chính thức. Thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn, hai yêu nghiệt này chính là vua của những yêu nghiệt a. Trong thiên địa, trong các mật địa liên tiếp vang lên âm thanh thì thào rung động. Ầm ầm. Trên không trung, Phật Nộ Kim Cương Trượng và Tử Lôi Huyền Đỉnh giao phong, thần linh chân thân và bất diệt La Hán tượng va chạm, oanh kích khủng bố khiến cho người ta kinh hãi, lạnh người, ngây ngốc. Cỗ năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra khiến cho những người cùng thế hệ trong thương khung chiến trường cảm thấy da đầu run lên, mà ngay cả những tồn tại đỉnh phong, phong hoa tuyệt đại trong đám người cùng thế hệ lúc này cũng không có cách nào tưởng tượng ra, hai người trên không trung kia lại có thực lực khủng bố tới tình trạng như vậy. Một bước to lớn kia bọn họ hiện tại căn bản không có cách nào chạm tới, bọn họ cùng với cấp độ đó mà nói còn cách xa một cái hào rộng cực lớn. Áo nghĩa thời gian, không gian ta cũng tu luyện, lục soái ăn một trưởng của ta a. Năng lượng cuồng bạo ngạnh kháng, năng lượng khuếch tán, trong lúc hư không phía trên trời xanh thương khung chiến trường còn chưa có hồi phục lại, mọi người thậm chí căn bản cũng không nhìn rõ ràng. Không biết vì sao trong nháy mắt này thần linh Nhiễm Hồng lại xuất hiện trước mặt bất diệt La Hán tượng của Lục Lâm Thiên. Một đạo quyền ấn mang theo khí tức quỷ dị trên người hắn lập tức đánh về phía Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Quyền ấn trong nháy mắt phá không, khiến cho Lục Lâm Thiên căn bản khó có thể tránh né, sau đó đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Ô nơ! Quyền ấn đánh điện mang màu tím vàng quanh thân Lục Lâm Thiên lõm lại, điện mang màu tím vàng quanh thân không ngừng ăn mòn, thôn phệ, phá hỏng lực lượng một quyền kia. Thế nhưng một quyền này cuối cùng vẫn ầm ầm đánh vào trên LNG ngực của Lục Lâm Thiên. Một trưởng đổi một quyền, cũng có chút công bằng. Mà ngay trong nháy mắt này, trong ánh mắt màu tím vàng của Lục Lâm Thiên hiện lên sự vui vẻ tà ác, một đạo quyền ấn được quang mang màu tím vàng bao phủ, giống như gần trong gang tấc mang theo một đạo sấm sét máu tím giống như hủy diệt ung hăng đánh vào trên khuôn mặt giống như chân thật trên thần linh chân thân của thần linh Nhiễm Hồng. Xoẹt. Một quyền một trưởng đánh xuống, cả phiến không gian bị diệt sát, thân hình khổng lồ của hai người dưới tình huống ngạnh kháng đều đỡ Upsilon.NG nát không Gina, giống như thiên thạch bị đẩy lùi về phía xa. Hai người lúc này mới mang theo vẻ chật vật ổn định lại thân hình. Lực đạo thật khủng khiếp. Hai gia hỏa thật biến thái. Vô số người nhìn lên trên không trung run rẩy, lực lượng khủng bố trên một quyền và một trưởng kia. Nếu như là người có tu vi ngũ nguyên hóa hồng bình thường ngạnh kháng một trong hai đạo công kích này sợ rằng chỉ cần như vậy cũng đủ để cho hắn ta không chết thì thân hình cũng vỡ nát. Mọi người âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh, có thể mạnh mẽ ngạnh kháng như vậy cũng chỉ có hai gia hỏa biến thái này dám làm vậy. Trừ hai người này ra, trên đời này không còn ai dám mạnh mẽ ngạnh kháng như vậy. Chuyện này cũng không thể nghi ngờ hai người Lục Lâm Thiên và thần linh Nhiễm Hồng kia đều muốn chính thức so sánh xem thần linh chân thân mạnh hay là bất diệt kim cương tượng mạnh mẽ. Dùng tu vi thực lực của hai người này mà nói, muốn thăm dò ra cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn, bởi vậy vừa rồi hai người cũng đều đạt được sự ăn ý kỳ dị. Hai đạo thân ảnh khổng lồ ổn định thân hình, tiếp tục đứng vững trên không trung. Lúc này hai người mới nhận ra, thân hình khổng lồ của bản thân vừa rồi sau khi ngạnh kháng một kích của đối phương,
khí tức và thân hình hai người đều xuất hiện một ít chấn động và thương thế. Chỉ là vẫn không thể chứng minh rốt cuộc là bản thể của hai mạnh hơn. Ha ha! Thần linh chân thân cực lớn ổn định thân hình, thần linh Nhiễm Hồng đột nhiên cười to, tiếng cười vừa dứt, bỗng nhiên hắn phất tay một cái, không gian tràn ngập quang mang do Phật Nộ Kim Cương Trượng lập tức co rút lại, cả không trung phảng phất như đình trệ. Xoẹt! Phật Nộ Kim Cương Trượng lập tức giống như lưu quang lướt đi rồi trở lại trong lòng bàn tay của thần linh Nhiễm Hồng, lập tức biển năng lượng màu vàng giống như Phật quang cũng từ từ thu liễm rồi biến mất không thấy. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thần linh Nhiễm Hồng cầm Phật Nộ Kim Cương Trượng, nói: "Lục soái, xem ra Phật Nộ Kim Cương Trượng và Tử Lôi Huyền Đỉnh của ngươi muốn triệt để phân ra thắng bại cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Tử Lôi Huyền Đỉnh của ngươi và Phật Nộ Kim Cương Trượng của ta còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Ngày khác sau khi khôi phục tới đỉnh phong rồi tái chiến, khi đó có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ." Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, phất tay một cái, điện mang màu tím vàng chấn động, trong biển lôi điện màu tím vàng nổi lên gợn sóng, rung động, điện mang tương liên, hồn nhiên thiên thành, khí tức bá đạo vô cùng khuếch tán, lan tràn ra chung quanh. "Chủ nhân, Phật Nộ Kim Cương Tượng khôi phục không kém ta, muốn áp chế không khó, nhưng mà muốn triệt để đánh bại ngược lại có chút khó khăn. Cần dựa vào chủ nhân tương trợ, nhưng mà Phật Nộ Kim Cương Trượng cũng không phải dễ đối phó. Thân là bán thánh khí đều có uy năng mạnh mẽ." Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay quanh trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên, âm thanh của nó đã vang vọng trong đầu hắn, âm thanh trước sau như một, vô cùng bá đạo. Nghe vậy Lục Lâm Thiên không có chút biểu hiện nào. Ánh mắt nhìn thần linh Nhiễm Hồng, trong khi nói chuyện, giống như điện mang ngập trời từ trong miệng muốn tuôn ra, hắn nói: "Vậy ý của ngươi là gì?" Cánh tay lớn của thần linh Nhiễm Hồng run lên, Phật Nộ Kim Cương Trượng hóa thành lưu quang trở lại trong mi tâm, nhìn Lục Lâm Thiên nói: "Tập thể dục cũng đủ lắm rồi, đã tới lúc phân ra thắng bại. Ngươi thấy sao? Muốn toàn lực phân ra thắng bại sao? Sắp xuất động át chủ bài rồi." Tất cả mọi người nghe vậy ánh mắt biến đổi, những lời này của thần linh Nhiễm Hồng không thể nghi ngờ là muốn hai người xuất động ra con át chủ bài mạnh nhất phân ra thắng bại. Bằng không dùng lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên và thần linh Nhiễm Hồng này, lại dùng tu vi thực lực như vậy, muốn phân ra thắng bại quả thực cũng không phải là chuyện dễ. Hai người đều là chân lý Niết Bàn, đều là ngũ nguyên hóa hồng, hai người đều có bán thánh khí, một là người trẻ tuổi đỉnh phong của thần linh tộc, chủng tộc mạnh nhất trong minh linh. Một người là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 trong nhân tộc. Hai người này sắp phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra được. Cũng tốt, cũng nên chính thức phân thắng bại rồi. Lục Lâm Thiên nói xong, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong lòng bàn tay hắn thu liễm rồi biến mất. Chỉ là bí văn điện mang màu tím vàng quanh thân lại càng thêm chói mắt. Kế tiếp phải phân ra thắng bại, ta rất chờ mong. Không biết Lục soái sẽ có con át chủ bài thế nào. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên cười cười, khi âm thanh của thần linh Nhiễm Hồng vừa mới dứt, quanh thân hình cực lớn của hắn có từng đạo khí tức quỷ dị từ trong cơ thể khuếch tán ra. Chỉ một thoáng trên trời xanh vừa mới yên tĩnh lại lập tức gió nổi mây phun, sắc trời trở nên u ám, khí tức này tựa như khí tức từ cửu u địa ngục, lại giống như khí tức từ thần linh từ trên 9 tầng trời giáng trần. Loại khí tức này chấn động, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng lúc này tràn ngập thần quang rực rỡ. Trong đôi mắt cực lớn hiện lên sự mờ ảo, phảng phất như người ta chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy vui vẻ, khiến cho linh hồn cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Trên không trung gió nổi mây phun, lấy thần linh chân thân cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng làm trung tâm, ngay sau đó xuất hiện 9 đạo quang trụ, 9 đạo quang trụ này phóng lên trời, khiến cho vô số người đỉnh phong trong chỗ sâu của thương khung chiến trường cảm thấy tâm thần run lên. 9 đạo quang trụ tựa như 9 đầu cự long. Thần linh Nhiễm Hồng phất tay một cái, 9 đạo quang trụ giống như 9 đầu cự long quanh quẩn, xoay tròn trên không trung. Cả trời xanh trên không trung trong nháy mắt này gió nổi mây phun, 9 tầng trời rung chuyển. Ầm ầm. 9 đạo quang trụ phóng lên trời, ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường liên miên, vô biên vô hạn chấn động, quanh thân thần linh Nhiễm Hồng cũng có uy áp mênh mông, cực kỳ cường đại tràn ngập trời cao. Trời xanh vang vọng tiếng sấm minh. Uy áp cuồn cuộn thẩm thấu vào trong phiến thiên địa này. Thần linh thánh quang, đây là thần linh thánh quang. Trời ạ, đây là thần linh thánh quang của thần linh tộc. Át chủ bài mạnh nhất của thần linh tộc, đồn rằng thần linh thánh quang đã sớm thất truyền, trong lịch đại thần linh tộc không ai có thể tu luyện thành công.
thần linh thánh quang, toàn bộ các chủng tộc trong minh linh chủng tộc đều bị uy áp. Thần linh thánh quang vừa mới xuất, minh linh chủng tộc không có ai dám không nghe theo, không dám bất kính, thần linh thánh quang, nguyên soái thành công rồi. Uy áp thật mạnh, uy áp của thần linh thánh quang, người trong minh linh chủng tộc không có cách nào chống cự, chỉ có thể nghe theo. Chín đạo quang trụ xuất hiện, ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, đám người nổi bật trong những người cùng thế hệ của Thiên La Minh đỏ mặt tía tai, cỗ uy áp kia khiến cho bọn họ không thể nào kháng cự. Thần linh thánh quang của thần linh tộc, át chủ bài của thần linh tộc. Thần linh tộc có thể khiến cho tất cả các chủng tộc trong minh linh chủng tộc cam tâm tình nguyện tôn sùng là tồn tại đệ nhất, mà ngay cả Tu La tộc hùng dũng hiếu chiến cũng không dám không theo là bởi vì có thần linh thánh quang này. Đồn rằng nơi có thần linh thánh quang, cơ hồ tất cả minh linh chủng tộc không ai dám không nghe theo. Loại uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn này người minh linh chủng tộc không ai có thể chống cự. Siêu siêu. Giờ phút này, thần linh thánh quang vừa mới xuất hiện, tiếng sấm minh vang vọng trên không trung. Uy áp cái thế, đám người nổi bật trong minh linh chủng tộc trước sau bắt đầu quỳ một gối, cung kính, phủ phục. Dưới ánh sáng của thần linh, không ai không dám không theo, cuối cùng ngay cả đám người bà Tu Mỹ Ngọc, La Mỹ, bà Di cũng phải cung kính quỳ một gối. Người Thiên La Minh phủ phục một gối, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Đối với đám người này mà nói, dưới thần linh thánh quang, sợ rằng kế tiếp bọn họ sẽ không có gì phải lo lắng nữa. Thần linh thánh quang chiếu rọi, trong Thiên La Minh cũng chỉ có một ít linh vật trời sinh còn không bị áp chế triệt để. Nhưng rõ ràng cũng bị uy áp không nhỏ, người có thể chính thức ngạo nghễ đứng đó cũng chỉ có Thích Thiên mặc trường bào màu đen như mực, chỉ có một mình hắn mới có thể đứng thẳng. Uy áp thật mạnh. Trong thương khung minh, dưới sự ảnh hưởng của thần linh thánh quang, tất cả mọi người tự dưng run sợ, uy áp thẩm thấu trời xanh, tất cả đều bị ảnh hưởng cực lớn. Không thể không dùng các loại thủ đoạn chống lại loại uy áp khủng bố này. Thần linh thánh quang, không ngờ lại là thần linh thánh quang, phiền toái lớn rồi. Thần linh nhiễm hồng này không ngờ lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Thần linh thánh quang, nhị đệ sợ rằng có chút phiền phức rồi. Thần linh thánh quang, trong thần linh tộc không ngờ còn có người có thể tu luyện ra thần linh thánh quang. Phong Du Du và đám người dương quá, mẫu đơn nhìn lên trên không trung, dưới uy áp cuồn cuộn kia. Ánh mắt tất cả mọi người hiện lên vẻ ngưng trọng. Thần linh thánh quang, không ngờ lại là thần linh thánh quang. Trên không trung trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, Phong Hành Thiên Chủ nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, trong đôi mắt mênh mông vô cùng cũng hiện lên vẻ chấn động. Thần linh thánh quang, át chủ bài của thần linh tộc, căn bản không phải là thứ nhân tộc và thú tộc bình thường có thể so sánh được. Thần linh nhiễm hồng này quả thực cường án a. Mà ngay cả thần linh thánh quang cũng có thể tu luyện thành công. Trên khuôn mặt trắng nõn, khí khái hào hùng của băng thiên, ánh mắt lần nữa hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn rất rõ chỗ khủng bố của thần linh thánh quang, thứ đó căn bản không phải là thứ mà nhân tộc và thú tộc có khả năng chống lại, ánh mắt hắn nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ nói. Lâm Thiên có thể tiếp tục chống lại được không? Đôi mắt thâm thúy mênh mông của Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua băng thiên, mở miệng nói. Tiểu tử kia hiện tại dường như còn chưa sử dụng thứ mà tiền bối kia lưu lại đúng không? Lúc trước lão tổ Phong gia đã từng nói qua, nếu như không phải có bổn nguyên của thế giới hỗn độn, hắn và vị tiền bối kia ai thắng ai thua có trời mới biết. Vị tiền bối kia có thể được gọi là đệ nhất nhân dưới những người nắm giữ bổn nguyên của thế giới hỗn độn. Ngươi nói là thất tuyệt. Ánh mắt ngưng trọng của băng thiên lập tức sáng ngời. Quả thực rất mạnh. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước. Cánh tay cực lớn của bất diệt La Hán tượng khẽ động, điện mang chói mắt quanh thân có chút thu liếm, bỗng nhiên khí tức sát phạt quanh thân giống như cơn lốc tuôn ra, khí tức diệt tuyệt vô cùng, sát phạt ngập trời, đủ để khiến cho tâm trí của mọi người chung quanh dao động. Siêu siêu, khí tức này khuếch tán, cả không trung trong thoáng chốc u ám, khí tức diệt tuyệt khuếch tán, khí tức hung hãn ngập trời tràn ngập trời cao, trong lúc mơ hồ còn có khí tức vô diệt và vô sinh vô cùng vô tận. Cỗ khí tức khủng bố chấn động nhân tâm, trên không trung trong thời gian ngắn mây đen ngập trời, che khuất bầu trời. Siêu siêu siêu. Chín cỗ khí tức ngập trời từ trong thân hình bất diệt La Hán tượng khổng lồ của Lục Lâm Thiên tràn ra, chín đạo khí tức phân biệt lộ ra khí tức đại từ khiến cho tâm thần người ta khoan khoái, dễ chịu. Khí tức đại bi, khiến cho trong lòng người ta sinh ra sự thương cảm. Diệt tuyệt chi khí khiến cho người ta cảm thấy hung hãn sát phạt. Bạo lệ chi khí khiến cho người ta hung hãn,
vô diệt chi khí khiến cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác tử vong. Chín loại khí tức phóng lên trời, cũng giống như chín đạo quang trụ phóng lên hư không vô cùng vô tận, lập tức ngưng tụ thành chín bức bản đồ hư ảo tràn ngập bí văn chung quanh thân hình bất diệt La Hán tượng khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Chín chiếc bản đồ tràn ngập bí văn, chín đạo khí tức cổ xưa bất đồng bắt đầu lan tràn, đều mang theo khí tức cổ xưa bao phủ chung quanh bất diệt La Hán tượng của Lục Lâm Thiên. Chín cỗ khí tức khủng bố tự dưng khiến cho tóc gáy người ta dựng đứng, linh hồn rung động. Chín cỗ khí tức khuếch tán, thần linh Nhiễm Hồng phía xa xa lúc này cũng rung động, đôi mắt cực lớn nhảy lên. Khí tức thật mạnh, Lục Soái còn có con bài chưa lật a. Trong Thương Khung Minh, mọi người nhìn lên không gian giống như thiên hôn địa ám kia, cỗ khí tức hung thần sát phạt, diệt tuyệt vô cùng, hoàn toàn trái ngược với khí tức quanh thân thần linh Nhiễm Hồng. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, khí tức bực này trong thời gian ngắn có thể đối chọi gay gắt với khí tức trên người thần linh Nhiễm Hồng, địa vị ngang nhau. Đây là cửu tuyệt chi khí, hắn từ lúc nào đã tu luyện thành công cửu tuyệt chi khí của vị tiền bối kia rồi. Phong Du Du nhìn về phía trước, ánh mắt trên khuôn mặt ngốc trệ trong chớp mắt, sau đó ánh mắt hoảng hốt. Cửu tuyệt chi khí nàng cũng từng tiếp xúc qua, chỉ là căn bản khó có thể chạm vào thứ cao hơn. Sự khủng bố của cửu tuyệt chi khí nàng cũng biết rõ ràng. Tại một nơi khác trong thiên địa, trong mắt một đạo thân ảnh già nua hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức thảo nói. Lục Lâm Thiên này tại sao lại có quan hệ với thất tuyệt hoàng tôn? Thất tuyệt chi khí tuy rằng mạnh, bất quá khi trước cũng không có cách nào chính thức chống lại thần linh thánh quang. Lời còn chưa dứt, ánh mắt già nua này đột nhiên lần nữa chấn động. Dường như có thêm hai loại khí tức a. Đồn rằng tên thất tuyệt hoàng tôn kia trải qua vài vạn năm lại lần nữa tu luyện ra hai loại chi khí khác có thể áp chế tẩu hỏa nhập ma, không biết cửu tuyệt chi khí có thể chống lại thần linh thánh quang hay không. Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, mắt nhìn trời xanh lờ mờ giống như bị che khuất, dưới các loại khí tức hung thần sát phạt, hung bạo, diệt tuyệt, khuôn mặt luôn vui vẻ của thần linh Nhiễm Hồng cũng hiện lên vẻ nghiêm túc, chín đạo quang trụ quanh thân hắn giống như chín đầu cự long xoay tròn, lần nữa nắm chặt tay. Chín đạo quang trụ lập tức ở trên không gian nơi hai tay nắm chặt xoay tròn, hội tụ lại một chỗ. Thần linh thánh quang, tài phá chi đao. Tiếng quát trầm thấp vang vọng, chín đạo quang trụ hội tụ thành một đạo lưu quang, cuối cùng hóa thành một thanh đại đao chói mắt. Thanh đại đao sáng chói mắt này giống như thực chất hóa, bí văn quanh quẩn, tiếng sấm minh vang vọng, giống như đem năng lượng ngập trời cùng với uy áp hội tụ lại trong thanh đại đao kia. Uy áp mơ mồ lan tràn ra ngoài khiến cho người ta căn bản không dám nhìn vào, nhìn một cái cũng có cảm giác giống như linh hồn bị hủy diệt. Nên phân thắng bại rồi, đi. Phất tay một cái, thần linh Nhiễm Hồng xuất động, thanh đại đao chói mắt được ngưng tụ ra lập tức rít gào đánh ra. Uy áp vô hình tràn ngập khiến cho cả không gian vặn vẹo, đao mang ngập trời bắn ra. Phong tỏa cơ hồ tất cả đường lui của Lục Lâm Thiên. Ông ông! Một đao kia đánh ra. Tiếng sấm minh vang vọng liên miên, lực lượng hủy diệt kinh người giống như thiên phạt, tốc độ nhanh chóng không có cách nào hình dung, có thể xuyên qua sự trở ngại của không gian, dễ dàng phá hủy, vạn vật sinh linh trong thế gian này. Cửu tuyệt chi khí, chấn áp chi tháp. Trong lúc đao mang ngập trời đánh tới, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, chín bức bản đồ quanh thân xoay tròn, cuối cùng ngưng kết thành một tòa đại tháp 9 tầng, vô cùng khổng lồ. Oanh! Đại tháp ngưng tụ, hiển hiện ra. Khí tức diệt tuyệt, vô diệt, vô sinh, đại từ đại bi, tuyệt thiên. Xoay quanh đại tháp khổng lồ, giống như một cái vòi rồng xoay tròn không ngớt. Cũng giống như cái miệng dữ tợn của một đầu cự thú khổng lồ, có thể thôn vệ tất cả mọi thứ chung quanh. Càng nhìn vào càng khiến cho người ta sởn hết gai ốc, không rét mà run. Siêu siêu, đao mang đánh xuống, ngay khi xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, đại tháp 9 tầng cực lớn kia phóng ra ngăn cả đại đao. Rầm rầm. Không gian run run, đao mang bắn tứ tung, trùng kích thị giác không có cách nào hình dung. Đại tháp 9 tầng đánh ra ngăn cản, đao mang đáng sợ lập tức điên cuồng chút xuống. Giống như có thể ăn mòn vạn vật, cả phiến không gian lớn nứt vỡ từng khúc. Tầng thứ nhất của đại tháp 9 tầng bị chém nát, đại bi chi khí khuếch tán ra chung quanh. Ken két, tầng thứ hai của đại tháp 9 tầng dưới đao mang cũng bị nghiền nát, đại từ chi khí khuếch tán ra trời cao. Tầng thứ ba bị nghiền nát. Diệt tuyệt chi khí lan tràn, tầng thứ tư bị nghiền nát, hóa thành bạo lệ chi khí cuồn cuộn. Lập tức, cả không trung trong phiến không gian này giống như cứng lại, yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở.
Trên không trung giao phong không ngừng xảy ra, các loại năng lượng cùng với uy áp khiến cho trong lòng mọi người có cảm giác như bị một tảng đá lớn đè lên ngực. Linh hồn rung động thật sâu, từ tận sâu trong đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo, áp lực tới nỗi tim ngừng đập. Đao mang giống như hung thú ăn mòn đại tháp 9 tầng, trong đại tháp, khí tức cuồn cuộn ăn mòn đao mang. Chỗ giao phong không trung bị che khuất, năng lượng ngập trời va chạm giống như mặt trời lên cao từ trên trời rớt xuống, trên trời xanh, chỉ có hai đạo thân hình giống như ngọn núi đứng sừng sững trên trời cao, giống như hai thiên thần. Rầm rầm rầm. Cả phiến hư không lấy nơi đao mang giống như hung thú và đại tháp 9 tầng giao thủ làm trung tâm, cả phiến hư không liên tiếp nứt vỡ, khí tức hủy diệt cuồn cuộn hàng lâm trời xanh, trong hư không bao la, phàm là nơi tầm mắt đạt tới, không gian giống như núi lửa phun trào, liên tiếp nổ tung. 9 tầng trời rung động, hư không liên tiếp nứt vỡ, cảnh tượng rung động như vậy chấn động toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới. 9 tầng đại tháp liên tiếp bị nghiền nát. Mỗi một tầng bị nghiền nát đều khiến cho hai mắt mọi người hãi hùng, khiếp vía. Có thể chống cự được hay không a? Bắc Cung Vô Song, Lục Kinh Vân, Tử Yên, Lam Thập Tam, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan và những người khác ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, ánh mắt khẩn trương, ngưng trọng. Phong Du Du nhìn về phía trước, trên khuôn mặt thánh khiết, đôi mắt khẽ cau lại nhìn về phía đại tháp 9 tầng đang giao phong với đao mang, miệng thì thào nói. Chuyện ngươi đã đồng ý nhất định phải làm được, nhất định phải chống lại. Ken két. Dưới đao mang, khi đại tháp 9 tầng bị nghiền nát tới tầng thứ 7, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Mà khi tới tầng thứ 9, đao mang và đại tháp rằng co lẫn nhau, một đao kinh khủng kia và đao mang ngập trời cũng từ từ phai nhạt đi không ít. Rầm rầm. Vô số người nín thở nhìn lên trên không trung, tầng thứ 9 của đại tháp 9 tầng kia rốt cuộc cũng bị nghiền nát. Đồng thời đao mang kinh khủng kia cũng triệt để biến mất ở trong các loại khí tức hung thần sát phạt, bạo lệ. Cả hai đồng thời tiêu tán trên không trung. Phụt! Hai đạo thân hình giống như hai ngọn núi đứng sừng sững trên không trung, cùng lúc trong miệng đều phun ra một ngụm máu tươi, điện mang màu tím vàng và thần linh thánh quang trên thân hai người cùng lúc ảm đạm. Trong mắt hai người đều đồng thời hiện lên vẻ rung động, khí tức trên người bắt đầu ảm đạm. Bất phân thắng bại, lưỡng bại câu thương sao. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, trong mật địa của 3.000 đại thiên thế giới, vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngốc trệ lúc này mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Mắt nhìn thân hình khổng lồ của hai người kia, hai tồn tại biến thái kia dường như hiện tại bất phân thắng bại. Làm sao có thể, Lục Lâm Thiên này làm sao có thể chống lại thần linh thánh quang của Nguyên Soái? Trong Thiên La Minh, vô số người không thể tin nổi chuyện này. Thần linh thánh quang trong mắt bọn họ là tồn tại không thể chiến thắng, căn bản không ai có thể so sánh. Thế nhưng không ngờ lại bị Lục Lâm Thiên chống lại được, đây là chuyện mà mọi người khó có thể tiếp nhận. Không ngờ con át chủ bài của Lục Soái cũng mạnh như vậy, không hổ là đệ nhất nhân trong nhân tộc. Vết máu ở khóe miệng thần linh nhiễm hồng từ từ biến mất, vô cùng kỳ dị, mắt nhìn Lục Lâm Thiên phía xa xa, nói. Xem ra nếu như chúng ta muốn phân ra thắng bại cũng không dễ. Đã nói muốn phân ra thắng bại vậy thì phải phân ra thắng thua mới được. Ta là người chưa bao giờ thích đặt ngang hàng với kẻ khác. Lục Lâm Thiên nhìn thần linh nhiễm hồng, khóe miệng mang theo vết máu tươi nở nụ cười vui vẻ. Ngay khi vừa mới nói xong, cánh tay phải khổng lồ giống như cánh tay của La Hán run lên, chẳng biết từ khi nào trong lòng bàn tay phải lặng lẽ xuất hiện một quả cầu bằng năng lượng ước chừng mười mấy thước. Bên trong quả cầu bằng năng lượng này, hư ảnh bốn đầu thú thể bằng năng lượng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ truy đuổi nhau, quang mang năng lượng chói mắt trong chốc lát bắn ra. Chung quanh quả cầu này, khe nứt đen kịt người ta khó có thể nhìn thấy tràn ngập, giống như bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo trực chờ bạo phát. Trong lúc mơ hồ, không gian, linh hồn, vật chất, khí tức bốn loại áo nghĩa kỳ lạ lập tức tràn ngập ra. Đôi mắt to lớn của thần linh nhiễm hồng nhìn vào quả cầu bằng năng lượng trong bàn tay phải của Lục Lâm Thiên. Ánh mắt âm thầm biến đổi, nói. Xem ra Lục Soái nhất định muốn phân ra thắng bại, ta cũng chỉ có thể phụng bồi mà thôi. Nhưng mà thủ đoạn này Lục Soái đã thi triển qua, sợ rằng cũng không làm gì được ta như trước. Tiếng quát vừa dứt, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh nhiễm hồng di chuyển, ánh mắt trên khuôn mặt hiện lên chút vui vẻ, bỗng nhiên, một đạo thủ ấn quỷ dị được kết. Không trung run lên, năng lượng thiên địa chấn động. Thần linh thánh quang quanh người vừa mới ảm đạm lần nữa bắt đầu chói mắt.
mà khi thần linh thánh quang quanh người thần linh nhiễm hồng lần nữa chói mắt, quang mang lập lòe, lấy quanh thân hắn làm trung tâm, lập tức hình thành từng đạo quang mang. Lục soái, thế nhân vẫn cho là trong thần linh thánh quang của thần linh tộc ta chỉ có tài phán chi đao, thế nhưng tất cả lại không biết, trong thần linh thánh quang của thần linh tộc ta trừ tài phán chi đao ra còn có tuyệt chiêu khác. Chỉ tiếc là trừ lão tổ đầu tiên của thần linh tộc ta ra, căn bản không ai có thể tu luyện thành công nó. Ta vừa vặn lại đạt được một chút cơ duyên cho nên mới có thể trùng hợp tu luyện một hai. Mà thứ mạnh nhất của thần linh thánh quang cũng không phải là tài phán chi đao mà là lực lượng. Loại lực lượng này quá mức cường đại, nếu như lục soái đã muốn phân ra thắng bại, vậy thì hôm nay ta sẽ phụng bồi lục soái hết mình. Âm thanh lạnh nhạt, lại giống như âm thanh của thiên nhiên vang vọng trên không trung. Khi thần linh nhiễm hồng nói xong, trong từng đạo quang mang chói mắt quanh thân bắt đầu có chấn động kỳ lạ lan tràn ra. Rầm rầm. Dưới loại chấn động kỳ lạ này lan tràn, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng hủy diệt vô thanh vô tức, phảng phất như có thể hủy diệt thiên địa, hủy diệt vạn vật. Loại lực lượng hủy diệt này cùng với lực lượng hủy diệt của Bát Hoang Thiên Địa Quyết có chút không giống. Nhưng mà không dưới Bát Hoang Thiên Địa Quyết, dưới quang mang nhìn như thần thánh lại là hủy diệt chân chính, vô cùng lạnh lẽo. Loại khí tức hủy diệt này cũng làm cho ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Khí tức hủy diệt như vậy rõ ràng cho thấy so với một đao vừa rồi còn nguy hiểm hơn. Chỉ có thể như vậy, không thành công cũng thành nhân. Khóe miệng nở nụ cười khổ, đồng thời quanh thân bất diệt la hán tượng của Lục Lâm Thiên lúc này có 5 loại quang mang thuộc tính chói mắt đột ngột phóng lên trời. Oanh! Trong sát na này, cả trời xanh chẳng biết tại sao bỗng nhiên run lên, bỗng nhiên, trên hư không của phiến trời xanh này đột nhiên hiện lên một vòng xoáy hư không trắng đen. Hình thành một đồ án âm dương trắng đen hình tròn. Hai mắt tràn ngập điện mang màu tím vàng của Lục Lâm Thiên lúc này trong thời gian ngắn chuyển thành một trắng một đen, hai loại quang mang, vô cùng quỷ dị. Lục Lâm Thiên muốn phân thắng bại, cho nên hắn thúc giục ngũ thần quyết, tứ thần quyết chính là thứ do sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên sáng chế trong linh vũ thế giới, đại biểu cho linh hồn, thời gian, không gian, vật chất, 4 loại áo nghĩa kỳ lạ, mỗi một quyết dung hợp. Uy năng đều điên cuồng tăng lên nhiều. Mà ngũ thần quyết lại do Lục Lâm Thiên tự mình thêm vào, ban đầu ở trong thương khung chiến trường đối phó với nguyên hồn, cuối cùng bị ép thử ngũ thần quyết. Tuy rằng cuối cùng cửu tử nhất sinh, hắn cũng chỉ thúc giục ra được ngũ thần quyết bán thành phẩm mà thôi, còn làm cho hắn thiếu chút nữa chết không toàn thây. Thế nhưng lại làm cho Lục Lâm Thiên biết rõ chỗ khủng bố của ngũ thần quyết, uy năng của nó khủng bố, bá đạo thiên hạ. Áo nghĩa kỳ lạ thứ 5. Đồ án âm dương khổng lồ hiển hiện trên trời xanh, thiên uy cực lớn cũng từ trong thiên địa thẩm thấu ra. Vô số ánh mắt bỗng nhiên rung động nhìn lên trên trời xanh. Trong lòng bàn tay trái của bất diệt la hán tượng khổng lồ có một đồ án âm dương thu nhỏ hiện lên, lập tức dưới sự khống chế của Lục Lâm Thiên, tiến vào trong quả cầu bằng năng lượng trên lòng bàn tay phải còn lại. Oanh! Loại năng lượng này rót vào, áo nghĩa âm dương nhìn như thuận lợi dung hợp, tiến vào trong quả cầu bằng năng lượng. Ở trong quả cầu bằng năng lượng này chỉ có Lục Lâm Thiên mới có thể cảm giác được có một lực bài xích cực lớn, thế nhưng lại khiến cho trái tim và linh hồn của Lục Lâm Thiên đều bị đả kích nặng nề. Quả cầu bằng năng lượng nhìn như yên tĩnh kia bắt đầu vặn vẹo, giống như tùy thời muốn nổ tung vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức ngưng trọng, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị từ trước đó sau khi miễn cưỡng dung hợp một nửa hắn đã cửu tử nhất sinh, loại hậu quả này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại vẫn còn sợ hãi. Thậm chí sau lần dung hợp đầu tiên trước đó, còn đưa tới thiên phạt chi lôi, nếu không phải bởi vì bản thể hắn cường hãn, chỉ bằng vào lực lượng của thiên phạt chi lôi lần trước cũng khiến cho hắn không chết cũng phải tổn thương, cho nên lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị. Mà những năm này, trên phương diện dung hợp, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 kia, Lục Lâm Thiên luôn luôn chú ý. Mặc dù không có dùng thời gian quá dài lĩnh ngộ nó, thế nhưng một khi có thời gian Lục Lâm Thiên sẽ tốn phần lớn thời gian lĩnh ngộ loại áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 này, coi như là thu hoạch khá sâu. Bằng không, vào thời điểm mấu chốt như hiện tại, Lục Lâm Thiên cũng không dám tùy tiện dung hợp ngũ thần quyết.